mà đội ngũ 60 người kia dường như kinh nghiệm chiến đấu không bằng đám người dòng binh đoàn, thế nhưng thực lực lại mạnh hơn không ít, cho nên người của hai bên tạm thời ngang bằng nhau. Tuy nhiên vẫn có thể thấy đám dòng binh này đang ở thế hạ phong, dù sao trước mặt thực lực tuyệt đối, cái gì cũng là hư vô. Hai vị đường chủ, các ngươi có nhìn ra điểm gì không? Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên chắp tay đứng nhìn xuống bờ sông phía dưới, sau khi nhìn một lát lập tức nói với Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn ở phía sau. Trưởng môn, tiểu đội kia rõ ràng không phải là người của dòng binh đoàn. Căn cứ vào tin tức của ám đường có thể thấy, đây là người các thế lực lớn trong cổ vực phái tới tranh giành mua dược liệu. Ánh mắt Âu Dương Lãnh Tật liếc xuống phía dưới rồi nói. Lúc này trải qua hai ngày ở chung, Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn vô hình chung đã cung kính hơn với Lục Lâm Thiên. Chờ sau khi bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta mới xuống thu thập tàn cục. Tương Viễn nói, khí tức trên người vĩnh viễn luôn âm nhu như vậy. Không, hiện tại chúng ta đi xem. Khóe miệng Lục Lâm Thiên hiện lên nụ cười quỷ dị. Phanh phanh. Trên khe sâu, từng âm thanh bạo liệt vang lên trong không gian. Tiếng thảm thiết của người ngã xuống vang lên không ngừng. Trong dòng binh đoàn, sắc mặt đại hán đầu lĩnh kia lúc này vô cùng ngưng trọng, sát khí tỏa ra, kiếm quang trong tay quét ngang. Hắn đang giao thủ cùng với vũ tướng bát trọng kia. Ta liều mạng với các ngươi. Chân khí trong người đại hán vũ tướng lục trọng kia bộc phát, bóng người bắn về phía trước, một chiêu bị đối phương đẩy lui lại lập tức công kích về phía vũ tướng bát trọng kia. Một kích này dường như đã dùng tới toàn lực. Kiếm quang bao phủ không gian, chân khí mãnh liệt. Kiếm quang sắc bén khiến cho đất đá trên mặt đất tung bay. Chỉ là vũ tướng lục trọng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lão giả vũ tướng bát trọng kia quát lên một tiếng, trường ấn trong tay tung bay, năng lượng thủy hệ cuồng bạo nhanh chóng hội tụ, dường như có vô số đạo trường ấn phóng lên cao rồi ầm ầm hội tụ. Phanh phanh phanh, trường ấn, kiếm quang va chạm với nhau vang lên tiếng kim loại. Cùng với ánh lửa bắn ra khắp nơi. Kinh khí cuồng bạo sắc bén bắn ra khiến cho không gian gợn sóng. Khục khục. Trong kinh khí sắc bén này, khóe miệng đại hán đầu lĩnh vũ tướng lục trọng của dòng binh đoàn hiện lên tia máu. Mà khí thế lúc này càng thêm lạnh lẽo. Thân thể bị đẩy lùi hơn 10 bước. Tay lau vết máu nơi khóe miệng mình, ánh mắt hung hăng nhìn về phía vũ tướng bát trọng. Vũ tướng bát trọng lúc này nhìn vào chiến trường, sắc mặt biến đổi. Tuy rằng người của hắn chiếm được thượng phong, thế nhưng lúc này cũng có người ngã xuống, bị thương cũng không ít. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lão giả vũ tướng bát trọng cau mày nhìn đại hán vũ tướng lục trọng nói. Ánh mắt quét qua chiến trường, trong lòng hắn biết lúc này không thể kéo dài, lưỡng bại câu thương không phải là kết quả hắn muốn. Chân khí trong cơ thể hắn bùng ra, chân khí màu lam giống như hơi nước lượn lờ quanh thân, dường như muốn toàn lực động thủ. Hừ. Cho dù chết ta cũng không để cho ngươi sống tốt lành gì. Đại hán vũ tướng lục trọng quát lên một tiếng, trong mắt bắn ra sự kiên nghị. Hừ, vậy thì chết đi. Lão giả vũ tướng bát trọng kia tức thì nổi giận, chuẩn bị động thủ. Ha ha, không nghĩ tới trong sơn mạch vũ đô này lại có thể gặp được người quỷ vũ tông, quả thực không hề dễ dàng nha. Nhưng vào lúc này một nụ cười nhàn nhạt vang lên trong từ cuối chân trời, cuối cùng quanh quẩn trong hư không. Thanh âm vừa dứt, trong bầu trời có một cỗ khí lưu mạnh mẽ tiến tới. Trên lưng yêu thú màu trắng khổng lồ có ba đạo thân ảnh từ trên hải xuống. Người đứng đầu mặc y phục màu xanh, trên vai trái còn một con rắn nhỏ màu vàng không ngừng phun ra nuốt vào. Trong mắt con rắn lúc này bắn ra một cỗ sát ý tràn ngập. Mà phía sau người này có hai đại hán, khí tức vô cùng âm nhu, trong lúc vô hình khiến cho lòng người lạnh lẽo. Phía sau ba người còn có một đám yêu thú. Trong đó một yêu thú giống như con vượn, cao bằng đầu người, trên người có một tầng thịt dày như lân giáp, những yêu thú khác thì nhỏ bé hơn. Theo sự xuất hiện của đám người này, mấy trăm người đang hỗn chiến lúc này cũng lập tức ngừng giao thủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía ba người này. Ngươi là trưởng môn Lục Lâm Thiên của Phi Linh Môn. Lúc này, trong đám người 60 người kia, sắc mặt lão giả tu vi vũ tướng bát trọng lập tức đại biến rồi thay vào đó là vẻ kinh ngạc. Vị trưởng lão này trí nhớ không tồi, còn nhận ra ta nha. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, lão giả này Lục Lâm Thiên cũng biết, khi trước ở đại hội tại Quỷ Vũ Tông hắn đã gặp người này, là một trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục trưởng môn tới vừa lúc, đám dòng binh đoàn này dám đối địch với Quỷ Vũ Tông ta, chư vị cùng chúng ta đánh chết đám người này.
Lúc này đại hán vũ tướng thất trọng kia tiến lên nói. Ánh mắt âm trầm không để Lục Lâm Thiên vào trong mắt. Phi Linh Môn là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông, nghe lệnh của Quỷ Vũ Tông, hắn làm sao lại đặt Phi Linh Môn vào trong mắt cơ chứ? Quỷ Vũ Tông, Phi Linh Môn. Mà lúc này đám dòng binh đoàn đã tụ tập lại với nhau. Thực lực mạnh nhất cũng có 3 vũ tướng, người mạnh nhất là vũ tướng Lục Trọng thế nhưng đã bị thương. Còn có 1 vũ tướng Ngũ Trọng và vũ tướng Nhất Trọng. Đủ thấy dòng binh đoàn này tuyệt đối không kém. Trong đám dòng binh đoàn hay tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô cũng được coi là dòng binh đoàn nhất lưu. Lúc này nghe thấy người thần bí và lão giả vũ tướng Bát Trọng nói chuyện, sắc mặt đám người dòng bai ni đoàn lập tức ngưng trọng. Hóa ra đám người kia là người của Quỷ Vũ Tông, sao lại tới trưởng môn của Phi Linh Môn tới. Hai người phía sau trưởng môn Phi Linh Môn kia từ khí tức có thể nhận ra, thực lực cũng không thấp. Mà ánh mắt tên đầu lĩnh của dòng binh đoàn lại càng thêm ngưng trọng. Quan hệ của Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn trong khu vực này chỉ sợ không ai không biết. Phi Linh Môn chính là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Khu vực này là do Phi Linh Môn quản thế nhưng trên thực tế là Quỷ Vũ Tông quản. Lúc này chỉ sợ Phi Linh Môn cũng không do dự giúp đỡ đám người Quỷ Vũ Tông đối phó với bọn họ. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, không để ý tới đại hán vũ tướng thất trọng kia. Người này khi Lục Lâm Thiên ở Quỷ Vũ Tông cũng đã gặp, cũng là một trong những trưởng lão của Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn về phía đám dòng binh đoàn đã có không ít người bỏ mạng kia. Vốn dòng binh đoàn này ban đầu có hơn 300 người, lúc này chỉ còn lại 210 người, còn có không ít người có thương thế. Thế nhưng những người còn lại trên cơ bản thực lực cao hơn một chút. 3 vũ tướng, 7 vũ phách. Lục Lâm Thiên nhìn đám dòng binh đoàn này. Loại thực lực này so với Phi Linh Môn khi trước còn mạnh hơn rất nhiều, quả thực không tồi. Các ngươi muốn chết hay muốn sống, cho ta một câu trả lời. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn đại hán vũ tướng Lục Trọng kia. Muốn chết thì sao, muốn sống thì sao? Đại hán vũ tướng Lục Trọng nhìn Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn nói. Bằng vào thực lực của hắn cũng vô hình chung cảm giác được hai người này bất phàm. Muốn chết ta không ngại giết các ngươi, muốn sống, vậy thì có điều kiện. Lục Lâm Thiên nói. Lúc này mấy đại hán đầu lĩnh dòng binh đoàn đều nhìn Lục Lâm Thiên, trong đó đại hán có tu vi vũ tướng Ngũ Trọng kia, trên y phục của hắn cũng có không ít vết máu, không biết là của mình hay của địch nhân. Ánh mắt hắn mang theo chút nghi hoặc hỏi Lục Lâm Thiên. Có điều kiện gì? Không là người của ta, ta cũng không chú ý xem là giết bao nhiêu người, vì vậy nếu như các ngươi gia nhập Phi Linh Môn ta, ta có thể bảo đảm các ngươi không chết, đồng thời, người của Quỷ Vũ Tông ta sẽ giúp các ngươi giết chết. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, nụ cười vô cùng lạnh nhạt. Nghe thấy Lục Lâm Thiên nói vậy, đám dòng binh đoàn lập tức nhìn nhau, dường như cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, Phi Linh Môn thật to gan, đừng quên thân phận của các ngươi. Đại hán có tu vi vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông lúc này đã không còn kiên nhẫn, lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên nói to. Lục Lâm Thiên trong nháy mắt liếc nhìn đại hán vũ tướng thất trọng kia, một cỗ hàn ý bắn ra, lại nhìn vào đầu linh của đám dòng binh nói. Ta hỏi các ngươi một lần nữa, gia nhập Phi Linh Môn ta hay là chết? Mấy người đầu lĩnh dòng binh đoàn sau khi hội ý một chút, đại hán vũ tướng Lục Trọng tiến lên nói. Không biết chúng ta gia nhập Phi Linh Môn sẽ có đãi ngộ gì. Nếu như làm khó chúng ta tình nguyện chết cũng phải liều mạng. Cũng có chút cốt khí. Lục Lâm Thiên nhìn vào đầu lĩnh dòng binh đoàn nói. Gia nhập Phi Linh Môn ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ các ngươi, cũng bảo đảm các ngươi sẽ không hối hận. Nếu như vậy, các ngươi có thể giết đám người của Quỷ Vũ Tông, chúng ta nguyện gia nhập Phi Linh Môn các ngươi. Mấy đại hán đầu lĩnh dường như đã nhất trí với nhau. Cuối cùng đại hán vũ tướng Lục Trọng kia cắn răng nói. Tốt, ta tin rằng ngươi sẽ không hối hận. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, thu phục đám dòng binh đoàn này, dựa vào thực lực chỉnh thể của đám người này, thực lực Phi Linh Môn cũng đã được tăng cường khá lớn. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn nhau, nhìn vị trưởng môn không ngờ lại đơn giản thu phục được đám dòng binh đoàn này cũng khiến cho hai người bọn họ có chút ngoài ý muốn. Thầm nghĩ trong lòng, tiểu trưởng môn này quả thực không phải đơn giản. Hắc hắc, khá lắm Phi Linh Môn, các ngươi muốn diệt môn sao? Các ngươi chỉ là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông mà thôi, lá gan cũng không nhỏ. Trong Quỷ Vũ Tông, đại hán vũ tướng thất trọng nhìn thấy Lục Lâm Thiên không để ý tới hắn liền lập tức nổi giận nói. Diệt môn,
chỉ bằng Quỷ Vũ Tông các ngươi sao? Mục đích Quỷ Vũ Tông các ngươi tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô chẳng lẽ ta không biết? Lẽ nào các ngươi không coi Phi Linh Môn chúng ta tồn tại sao? Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên rơi vào đám người Quỷ Vũ Tông, hàn ý trong mắt lập tức bắn ra. Cảm nhận được hàn ý trong lời nói của Lục Lâm Thiên, vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông không khỏi căng thẳng, cơ mặt co quắp một chút rồi nói. Quỷ Vũ Tông ta tiến vào Sơn Mạch Vũ Đô có quan hệ gì với Phi Linh Môn ngươi? Đừng quên Quỷ Vũ Tông ta mới là chủ nhân của Sơn Mạch Vũ Đô, Phi Linh Môn các ngươi đừng quên thân phận của mình. Lẽ nào Phi Linh Môn các ngươi muốn tạo phản? Sau này toàn bộ Sơn Mạch Vũ Đô là của Phi Linh Môn ta. Không có bất kỳ quan hệ nào với Quỷ Vũ Tông các ngươi. Lục Lâm Thiên nói, nếu như các ngươi đã tới vậy thì lưu lại đi, cũng không cần rời khỏi Sơn Mạch Vũ Đô này nữa. Chỉ bằng ngươi, tiểu tử, chỉ sợ thực lực của ngươi còn chưa đủ. Vũ tướng thất trọng kia lạnh nhạt nói một tiếng, 3 năm trước đây trên đại hội tông môn, người Quỷ Vũ Tông đều có chút lý giải về Lục Lâm Thiên, hắn cũng không ngoại lệ. 3 năm trước đây Lục Lâm Thiên chỉ là vũ sư, lúc này đương nhiên hắn sẽ không đặt vào trong mắt. Đám người Rong binh đoàn lúc này đã túm lại với nhau. Mấy đại hán đầu lĩnh vô cùng nghi hoặc, thanh niên áo xanh này dường như là trưởng môn Phi Linh Môn, thế nhưng lại chỉ có 3 người, lẽ nào thực lực có thể chống lại đám người Quỷ Vũ Tông sao? Vũ tướng thất trọng, ta còn không đặt ngươi vào trong mắt. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Tiểu tử, khẩu khí không nhỏ, để ta xem ngươi có tiền vốn để kiêu ngạo không? Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông đã không nhịn được nữa. Khi thanh âm vừa dứt, ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân đạp mặt đất một cái, chân khí quanh người bùng ra, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Lớn mật, Tương Viễn lạnh nhạt nói một tiếng, cơ mặt co quắp. Dọc đường đi hai người bọn họ vẫn chưa từng xuất thủ qua. Lúc này hắn đang định xuất thủ thì trong tai đã vang lên thanh âm của Lục Lâm Thiên. Người này để ta đối phó là được. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong nháy mắt biến mất tại chỗ, giống như là quỷ mị vậy. Sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn biến đổi, cũng không xuất thủ, thế nhưng ánh mắt lại nhìn kỹ về phía trước. Siêu! Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông đang đánh về phía Lục Lâm Thiên thì thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên biến mất, sắc mặt lập tức đại biến. Chân khí nhanh chóng thu lại, thân hình dừng lại tại chỗ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết Phi Linh Môn ta có tư cách này hay không. Khi thân ảnh Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông dừng lại, thân ảnh Lục Lâm Thiên cũng trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn chừng 20 thước. Khặc khặc, tiểu tử chưa dứt sữa, khẩu khí thật lớn lối. Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, cười lạnh nói. Đối với người này, Lục Lâm Thiên cũng không để ý, khẽ liếc hắn một chút rồi nói. Ngươi có thể xuất thủ, nếu như ta xuất thủ ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Thật cuồng ngạo. Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn trong nháy mắt run lên, trưởng môn của bọn hắn mới có tu vi Vũ tướng tứ trọng, đối phương lại là Vũ tướng thất trọng, không ngờ lại có khẩu khí lớn như vậy. Sắc mặt hai cường giả Vũ tướng bát trọng và Vũ tướng ngũ trọng của Quỷ Vũ Tông hơi đổi, thế nhưng cũng không ngăn cản Vũ tướng thất trọng đi đối phó Lục Lâm Thiên. Bọn hắn cũng muốn thử một chút thực lực của 3 người trong Phi Linh Môn. Bằng vào thực lực của bọn họ cũng vô cùng lo lắng 2 người phía sau Lục Lâm Thiên. Từ khí tức bọn họ có thể cảm nhận ra, 2 người này khiến cho bọn họ có chút khó chịu. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, vô tri. Hôm nay để ta cho ngươi biết xem Phi Linh Môn các ngươi có thể chống lại Quỷ Vũ Tông chúng ta hay không, ngươi cũng không thể chống lại được ta. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, thanh âm Vũ tướng thất trọng Quỷ Vũ Tông lại càng thêm lạnh lẽo. Tuy rằng hắn vẫn không thể nhìn ra thực lực của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng 3 năm trước Lục Lâm Thiên chỉ có thực lực Vũ Sư mà thôi. Thời gian 3 năm hiện tại đạt tới Vũ Phách, nhiều nhất chỉ là Vũ Phách ngũ trọng, tiểu tử chưa dứt sữa này làm sao có thể là đối thủ của hắn được. Lời còn chưa dứt, đồng thời chân khí trong người Vũ tướng thất trọng của Quỷ Vũ Tông bùng ra rồi nhanh chóng tỏa trước người. Thủ ấn trong tay biến hóa, một cỗ chân khí thủy hệ nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo trưởng ấn hơn 10 thước. Không gian chung quanh trưởng ấn gợn sóng kịch liệt rồi nhanh chóng khuếch tán. Trưởng ấn cũng không lớn thế nhưng lại mang theo kình phong sắc bén ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Siêu! Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, vòng xoáy dưới chân chợt lóe. Thân ảnh nhanh như thiểm điện biến mất tại chỗ. Đạo trưởng ấn kia xẹt qua người hắn. Siêu! Thủ ấn của Vũ tướng thất trọng Quỷ Vũ Tông nhanh chóng biến đổi,
trưởng ấn trong nháy mắt được thu hồi, không gian tức thì tĩnh lặng. Một kích thất bại, ánh mắt cũng khẽ biến đổi. Hiển nhiên hắn đối với việc tốc độ của Lục Lâm Thiên có thể tránh thoát công kích vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng sự thất thần này chỉ trong nháy mắt mà thôi. Đột nhiên, ánh mắt phó tướng Thất Trọng đột nhiên lạnh lẽo, thủ ấn nhanh chóng biến hóa. Một đạo thủ ấn được đẩy đi, quanh thân hắn có một cỗ chân khí phô thiên cái địa bạo phát. Uy thế cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, đồng thời một cỗ năng lượng thủy hệ đang dần hội tụ, thuộc tính thủy giống như từng dòng nước liên tục tụ lại. Khi hội tụ thành một vòng xoáy thì đám năng lượng không ngừng rít gào trước mặt hắn, khiến cho không gian chung quanh lúc này run rẩy. Hiển nhiên, vũ tướng Thất Trọng kia một kích thất bại cho nên cảm thấy vô cùng mất mặt. Nên một chiêu này muốn đánh chết Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, chết đi. Lạnh lùng quát lên một tiếng. Sát khí vũ tướng Thất Trọng tỏa ra, vòng xoáy trước mặt nhanh chóng xoay tròn mang theo tiếng xé gió đinh tai nhức óc rồi bất ngờ bành trướng. Khí tức đáng sợ và uy áp sắc bén từ trong tràn ra ngoài khiến cho không gian chung quanh gấp khúc, giống như một cơn lốc quét ngang qua không gian, hung hăng bao phủ về phía Lục Lâm Thiên. Công kích quả thực có ba phần tương tự với nộ hải cuồng khiếu của Lục Lâm Thiên. Thế nhưng rõ ràng đẳng cấp của vũ kỹ này so với nộ hải cuồng khiếu của Lục Lâm Thiên thì mạnh hơn nhiều, dường như đã tới đẳng cấp hoàng cấp trung giai. Quỷ Vũ Tông này là thế lực nhị lưu, trưởng lão trong môn phái cũng không thể nào so sánh với đệ tử thân truyền trong đại môn đại phái, cũng không phải ai cũng đều có vũ kỹ hoàng cấp cao giai. Cho nên có vũ kỹ hoàng cấp trung giai cũng đã cực kỳ không tồi rồi. Vũ kỹ hoàng cấp cao giai, trong thế lực nhị lưu cũng chỉ có một ít trưởng lão mạnh mẽ mới có thể tu luyện. Lực lượng mạnh mẽ này trong nháy mắt bao phủ về phía Lục Lâm Thiên, tiếng xé gió vang vọng không gian, kinh khí kinh khủng giống như cơn lốc tràn ra, trong khoảnh khắc bao phủ chu vi chừng 100 mét, uy thế cường hãn khiến cho ánh mắt Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn không khỏi biến đổi. Siêu siêu! Tiểu Long đã sớm nhảy lên lưng Huyết Ngọc Yêu Hổ, ánh mắt nhìn chăm chú vào lão đại, thế nhưng trong mắt nó lại không có chút lo lắng nào, ngược lại trong ánh mắt còn hiện lên chút tiêu ý. Ngay khi vòng xoáy năng lượng thuộc tính thủy cuốn tới, đám dòng binh cũng không khỏi vì Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Người thanh niên tuổi còn trẻ này lẽ nào có thể chống lại vũ tướng Thất Trọng sao? Siêu! Lúc này Lục Lâm Thiên rốt cuộc cũng đã động, quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một cỗ quang mang hoàng sắc. Trước không ít ánh mắt kinh ngạc của mọi người, quanh thân hắn lập tức được bao phủ bởi một tầng áo giáp bằng lân phiến. Hư Linh Huyễn Ấn! Hàn ý trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra. Miệng khẽ quát lên một tiếng, trong đôi mắt hắn đột nhiên bắn ra một đạo quang mang quỷ dị, rồi một cỗ lực lượng quỷ dị đột nhiên bao phủ không trung. Cỗ lực lượng này khuếch tán trong không khí xuyên qua vòng xoáy thủy hệ cuồng bạo kia, rồi bao phủ không trung xung quanh vũ tướng Thất Trọng. Tiếp theo, ánh mắt vũ tướng Thất Trọng kia run lên, cỗ lực lượng quỷ dị này vô thanh vô tức tiến vào trong đầu hắn, khiến ánh mắt hắn dại ra. Lúc này công kích kinh khủng trong không trung trong nháy mắt đình trệ. Khí tức cuồng bạo đột nhiên ảm đạm. Vũ tướng Thất Trọng sao, chết đi. Lúc này, Lục Lâm Thiên phối hợp linh vũ công kích càng thêm hoàn mỹ. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng hoàn thành, một chưởng lập tức được đánh ra. Hàn bằng ấn. Tiếng quát to tràn ngập sát ý, lạnh lẽo vang vọng không gian. Trong nháy mắt một thủ ấn bằng năng lượng khổng lồ chừng 100 thước hiện lên trong không trung. Mà khi thủ ấn này hiện lên, nhiệt độ trong không gian đột nhiên kịch liệt giảm xuống. Một cỗ khí tức lạnh lẽo tới cực hạn nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian cuồn cuộn. Hàn khí bắn tứ tung, đồng thời một cỗ khí tức khiến cho lòng người lạnh lẽo nhanh chóng lan ra chung quanh. Giờ phút này, dưới vô số ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một đạo trưởng ấn lam sắc trong tay Lục Lâm Thiên mang theo hàn ý cùng với năng lượng khổng lồ đánh về phía vũ tướng Thất Trọng của Quỷ Vũ Tông. Là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, trưởng môn là vũ giả tam hệ. Sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn lập tức đại biến. Trong thời gian mấy ngày này, trưởng môn của bọn họ đã bộc lộ phong thuộc tính và thổ thuộc tính bọn họ cũng cảm giác ra được, khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy thủy thuộc tính, bọn họ đã không trấn tĩnh được nữa rồi. Cạch cạch, hàn băng ấn được đẩy đi không vang lên âm thanh bạo liệt, thế những nơi trưởng ấn đi qua không gian ở trong một trạng thái vô cùng quỷ dị, trong nháy mắt đóng băng. Giờ phút này, vòng xoáy năng lượng của vũ tướng Thất Trọng Quỷ Vũ Tông trong nháy mắt dưới hàn ý này đông lạnh thành băng, toàn bộ không gian đóng băng, hàn ý tràn ngập, con sông gần đó dưới hàn khí này cũng đóng băng, dòng nước ngừng chảy. Một cỗ năng lượng lam sắc giống như thực chất đang không ngừng nhộn nhạo,
không gian dưới cỗ năng lượng đáng sợ này hoàn toàn trở nên gấp khúc. Hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra chung quanh, lúc này đám người có mặt không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Loại hàn ý này là từ lỗ chân lông bọn họ mà thẩm thấu vào. Theo thực lực Lục Lâm Thiên tăng lên vũ tướng tứ trọng, khi thi triển hàn băng ấn thực lực so với khi trước đã mạnh hơn mấy lần. Không xong. Một trường này khiến cho ngay cả vũ tướng bát trọng của Quỷ Vũ Tông cũng cảm thấy lạnh lẽo trong lòng. Thế nhưng trong nháy mắt này, vũ tướng thất trọng kia còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Toàn bộ không gian đã đóng băng, chân khí thủy hệ của vũ tướng thất trọng bao quanh thân thể hắn đã bị đóng băng, trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Chết đi, bạo. Lục Lâm Thiên đưa bàn tay về phía trước, năm ngón tay nắm chặt lại, đánh ra một đạo thủ ấn. Phanh phanh. Không gian như nứt ra, từng tiếng nổ như tiếng sấm bạo tạc. Không khí chung quanh trực tiếp bị mở ra, từng tiếng bạo tạc vang lên. Hàn khí tràn ngập không gian. Dưới loại lực lượng này đám người chung quanh cũng phải nhanh chóng thối lui. Lực lượng cuồng bạo trong không gian khiến cho không gian gấp khúc. Lúc này trong không gian tràn ngập lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng cũng khiến cho sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn đứng nhìn phía xa cũng không khỏi co quắp. Khi khối băng tan vỡ trong không gian, dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người thì vũ tướng thất trọng kia vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt vẫn đang trì trệ, giống như không có cảm xúc vậy. Cạch cạch, thể vũ tướng thất trọng kia đột nhiên nứt nẻ giống như tảng đá rồi trực tiếp tứ chi phân liệt, máu cũng bị đông lạnh thành khối băng. Một chiêu, chỉ một chiêu đã đánh chết vũ tướng thất trọng, một vũ tướng thất trọng vừa rồi còn vô cùng kiêu ngạo một chiêu đã chết. Cảnh tượng kinh hãi như vậy khiến cho đại bộ phận người có mặt ở đây không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Một chiêu đánh chết vũ tướng thất trọng, điều này cần thực lực rất mạnh. Việc này làm đám dòng binh đoàn kia không khỏi líu lưỡi, ai có thể nghĩ tới thanh niên còn trẻ tuổi này không ngờ lại có thực lực kinh khủng như vậy. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, bốn linh sư, một linh phách lúc này cũng không khỏi hít sâu một hơi. Vị trưởng môn của phi linh môn này không chỉ có một đám yêu thú đáng sợ mà thực lực của hắn không ngờ cũng đáng sợ như vậy. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn nhìn nhau, lúc này hai người đã không còn dám xem nhẹ vị trưởng môn này nữa. Tuổi tác như vậy mà đã có thực lực như thế, vũ giả tam hệ, thảo nào quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh lại gia nhập phi linh môn. Vị trưởng môn này tuyệt không phải kẻ tầm thường. Lục Lâm Thiên, giỏi lắm, dám đánh chết trưởng lão Quỷ Vũ Tông ta. Quỷ Vũ Tông ta sẽ không bỏ qua cho phi linh môn các ngươi. Vị trưởng lão vũ tướng bát trọng của Quỷ Vũ Tông lập tức kinh hãi, ánh mắt hiện lên sự kinh hoàng, thực lực của Lục Lâm Thiên đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Âu Dương đường chủ, vũ tướng bát trọng này là của ngươi. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vang lên trong tai Âu Dương Lãnh Tật. Vâng, trưởng môn. Thanh âm của Địa Linh Tông vừa dứt thì không gian quanh thân hắn đột nhiên gấp khúc. Thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã ở trước người vũ tướng bát trọng Quỷ Vũ Tông. Một cỗ khí tức chỉ cường giả vũ xuất mới có nhanh chóng khuếch tán. Là vũ xuất, sắc mặt vũ tướng bát trọng Quỷ Vũ Tông lập tức đại biến. Hắn đã sớm cảm nhận được người này bất phàm, cũng không nghĩ tới người này lại là cường giả vũ xuất. Cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong lòng hắn, không có một chút do dự nào. Tên vũ tướng bát trọng này lập tức bố trí hộ thân cương khí rồi lắc mình chạy trốn. Trước mặt cường giả vũ xuất, hắn biết mình tuyệt đối không thể chống lại. Chết đi! Âu Dương Lãnh Tật không có một chút chậm trễ nào, ngay khi vũ tướng bát trọng của Quỷ Vũ Tông thối lui, thân hình lập tức chuyển động. Ánh mắt lạnh lùng, trong tay xuất hiện mấy đạo lưu quang nhanh như thiểm điện đánh tới. Mấy đạo lưu quang này trực tiếp cắt ngang không gian, tiếng xé gió vang lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện xẹt qua phía chân trời, cuối cùng xuyên qua không gian, một cỗ khí tức quỷ dị khuếch tán, khiến cho trong lòng mọi người không khỏi cảm thấy mát mẻ. Bằng mắt thường cũng có thể cảm giác được, trước mấy đạo lưu quang này, không gian tức thì gấp khúc, cuối cùng lưu quang hung hăng đánh vào hộ thân cương khí của vũ tướng bát trọng kia. Siêu siêu, mấy đạo lưu quang quỷ dị đánh vào hộ thân cương khí của vũ tướng bát trọng kia, tầng hộ thân cương khí này lập tức nứt nẻ. Khi mấy đạo lưu quang này đánh vào thân thể vũ tướng bát trọng, thì cỗ lực lượng mạnh mẽ này lập tức bạo phát. Phanh phanh, âm hưởng như tiếng kim loại va chạm vang lên, thân hình của vũ tướng bát trọng Quỷ Vũ Tông trong nháy mắt thối lui. Miệng phun ra một ngụm máu, tạo thành một vết máu dài trên mặt đất. Thân thể run rẩy không ngừng, từng giọt máu nhỏ xuống, con người trong mắt cuối cùng ngừng chuyển động, đổ ập xuống mặt đất. Siêu siêu, trong lúc đó,
mấy đạo lưu quang kia đã trở về trong tay Âu Dương Lãnh Tật. Đánh chết một vũ tướng bát trọng, trong mắt Âu Dương Lãnh Tật cũng không có một chút ba động nào, khí tức quanh người càng thêm lạnh lùng. Là cường giả vũ xuất. Mấy vũ tướng của Rong binh đoàn tức thì há hốc mồm. Đám người này lúc này không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt kinh khủng nhìn Lục Lâm Thiên và Âu Dương Lãnh Tật cách đó không xa. Thực lực hai người này quá mạnh. Mọi người chạy mau. Đám người còn lại của Quỷ Vũ Tông nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng lựa chọn chạy trốn. Đối mặt với Lục Lâm Thiên và Âu Dương Lãnh Tật đã bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ, bọn họ tự biết bản thân không thể chống lại, chỉ có thể chạy trối chết mà thôi. Trưởng môn, những kẻ còn lại giao cho ta đi. Âu Dương Lãnh Tật dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người Quỷ Vũ Tông đang chạy trốn rồi nói với Lục Lâm Thiên. Lưu lại tên vũ tướng ngũ trọng kia cho ta. Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Trong tay Âu Dương Lãnh Tật bỗng nhiên có một cỗ quang mang khuếch tán. Quang mang này hiện lên rồi nhanh chóng lấy một tốc độ vô cùng kinh khủng bao phủ không gian chung quanh. Tiếng gió rít lần thứ hai vang vọng. Lúc này Âu Dương Lãnh Tật nhanh chóng đánh ra đám quang mang kia. Quang mang vô cùng quỷ dị một phân thành hai, hai phân thành bốn, trong nháy mắt hóa thành hơn 10 đạo quang mang. Tiếng gió rít gào sắc bén quanh quẩn, không gian gấp khúc. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ở đây, hơn 10 đạo quang mang kia nhanh như thiểm điện bắn vào trên người đám đệ tử Quỷ Vũ Tông đang chạy trốn. Phanh phanh phanh, âm thanh bạo liệt liên tiếp vang lên. Hơn 10 đệ tử Quỷ Vũ Tông, từ kẻ thực lực thấp nhất cho đến cao nhất, bao gồm cả đệ tử có tu vi vũ phách, thân thể trực tiếp nổ tung. Đoàn quang mang này bỗng nhiên phóng lên cao rồi biến mất trong không trung. Âm thanh bạo liệt kia khiến cho mọi người chung quanh há hốc mồm, kinh hãi nhìn vào. Trong một chiêu đánh chết hơn 10 người khiến cho từ sâu trong linh hồn bọn họ không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Phương thức giết người như vậy làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng bị thực lực của đối phương làm cho chấn động. Phanh phanh phanh. Âm thanh bạo liệt này liên tục vang lên, chỉ trong mấy cái chớp mắt, khi thân thể của đám người Quỷ Vũ Tông lần thứ hai nổ tung thì quang mang quanh người Âu Dương Lãnh Tật cũng chậm rãi tiêu tán, cỗ năng lượng quỷ dị kia đồng thời cũng biến mất. Mà hiện giờ, trong Quỷ Vũ Tông cũng chỉ còn lại một vũ tướng ngũ trọng, hắn lúc này đang run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh hãi. Trưởng môn, đã để lại một người. Âu Dương Lãnh Tật về tới bên người Lục Lâm Thiên rồi nói. Không hổ cái tên phi đao. Lục Lâm Thiên nói, phi đao của Âu Dương Lãnh Tật quả thực vô cùng xảo diệu, độc ác, người quỷ tiên tử Bạch Oánh chọn quả thực đúng là bất phàm. Trưởng môn quá khen. Âu Dương Lãnh Tật nói. Trước sau vẫn luôn duy trì bộ dáng âm trầm như vậy. Ngươi muốn làm gì, Quỷ Vũ Tông chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thả ta ra, những chuyện này hôm nay ta cũng sẽ không để cho ai biết. Vũ tướng ngũ trọng cuối cùng của Quỷ Vũ Tông nhìn Lục Lâm Thiên nói, vẻ mặt càng lúc càng kinh hoàng. Ngay cả dũng khí chống trả cũng không có, có lẽ hắn biết cho dù mình làm gì cũng phí công. Quỷ Vũ Tông, ta vốn không đặt vào trong mắt. Lục Lâm Thiên nói xong. Vòng xoáy chân khí dưới chân trượt lóe, đồng thời, thân ảnh trực tiếp bắn về phía vũ tướng ngũ trọng kia. Ta liều mạng với ngươi. Thanh âm vũ tướng ngũ trọng này mang theo sự kinh hoàng vang lên. Chân khí thuộc tính hỏa nóng bỏng quanh người trong nháy mắt bạo phát ra rồi ngưng tụ thành một quyền ấn bằng hỏa diễm trước người khiến cho không gian gợn sóng mang theo tiếng xé gió, hung hăng đập về phía Lục Lâm Thiên. Quyền ấn đón gió rồi hóa to, trong nháy mắt đã to hơn trăm thước. Hỏa diễm nóng bỏng nhanh chóng khuếch tán, trực tiếp bao phủ không gian quanh người Lục Lâm Thiên, hoàn toàn đem Lục Lâm Thiên bao phủ vào bên trong. Mặc dù mọi người đã biết thực lực của Lục Lâm Thiên qua một chiêu đánh bại vũ tướng thất trọng kia, thế nhưng lúc nhìn thấy công kích của vũ tướng ngũ trọng cũng không khỏi có chút lo lắng. Trong ánh mắt lo lắng của mọi người, hỏa diễm lập tức hóa thành kình khí khuếch tán, không gian lúc này chuyển thành màu đỏ, chỉ là một màn khiến cho mọi người kinh hãi lại xuất hiện. Sau khi hỏa diễm tiêu tán, trong ánh mắt của mọi người, một quyền của vũ tướng ngũ trọng kia lại đánh vào trong ngực Lục Lâm Thiên. Tại sao lại có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc, Lục Lâm Thiên sao lại bị vũ tướng ngũ trọng kia đánh trúng? Thế nhưng sắc mặt vũ tướng ngũ trọng Quỷ Vũ Tông trong nháy mắt tái nhợt. Chỉ có bản thân hắn biết, một quyền của hắn đánh vào đối phương giống như vào sắt thép khiến cho cảm giác đau đớn từ trên tay hắn truyền lại. Hừ! Ánh mắt Lục Lâm Thiên lạnh lùng, trong tay bắn ra mấy đạo chỉ ấn trực tiếp đánh vào trên người vũ tướng ngũ trọng kia. Ngay lập tức vũ tướng ngũ trọng kia đã không thể nhúc nhích. Tu vi vũ tướng ngũ trọng,
bây giờ Lục Lâm Thiên bằng vào thanh linh khải giáp cũng có thể chống lại một kích của vũ tướng ngũ trọng. Tuy rằng trong cơ thể hiện tại khí huyết nhộn nhạo, thế nhưng tuyệt đối không có vấn đề gì. Lực phòng ngự thật mạnh mẽ. Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn, còn có ba vũ tướng của dòng binh đoàn kia lúc này khẽ biến sắc. Trực tiếp ngạnh kháng một kích của vũ tướng ngũ trọng, lực phòng ngự này quả thực quá kinh khủng. Tiểu Long, thu hồi nhẫn chữ vật và túi chữ vật. Nói xong, Lục Lâm Thiên đã mang theo vũ tướng ngũ trọng kia biến mất tại chỗ. Nhìn vào đám người quỷ vũ tông nằm trên mặt đất, chỉ trong chốc lát, không trải qua một trận đại chiến nào, toàn bộ người của quỷ vũ tông đã bị đánh chết. Mấy trăm dòng binh kia dường như lúc này còn chưa hồi phục tinh thần lại. Ba vũ tướng của quỷ vũ tông cũng đều bị một chiêu đánh bại, người của phi linh môn thực lực quá mạnh mẽ. Thái âm yêu thỏ, thạch vượn yêu vương, huyết ngọc yêu hổ cùng với tiểu long lúc này lập tức đi thu thập túi chữ vật và nhẫn chữ vật trên người hai vũ tướng bị đánh chết kia. Mà khi Lục Lâm Thiên xuất hiện trước mặt mọi người thì vũ tướng ngũ trọng kia đã không thấy hình bóng, mà trên khóe miệng Lục Lâm Thiên lại hiện lên chút tiêu ý. Chủ nhân, thái âm yêu thỏ tiến lên phía trước. Trên chân trước nho nhỏ của nó hiện tại đã thu thập xong hai cái nhẫn chữ vật là túi chữ vật đưa cho Lục Lâm Thiên. Nhận lấy nhẫn chữ vật là túi chữ vật, tâm thần tỏa ra, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Xem ra quỷ vũ tông trong khoảng thời gian này thu hoạch được không ít trong sơn mạch vũ đô, thậm chí còn vượt quá dự đoán ban đầu của Lục Lâm Thiên. Đây là phệ huyết hóa cốt đan, một năm sau nếu như không có giải dược toàn thân sẽ hư thối rồi chết. Ba người các ngươi mỗi người ăn một viên, một năm sau ta sẽ cho các ngươi giải dược. Lục Lâm Thiên đi tới trước mặt ba vũ tướng của dòng binh đoàn kia, tay móc ra ba khỏa phệ huyết hóa cốt đan của thôi hồn độc suất đông vô mệnh luyện chế ra. Nhìn thấy phệ huyết hóa cốt đan này, sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn phía xa cũng lập tức biến đổi. Khi hai người gia nhập phi linh môn cũng bị dùng phệ huyết hóa cốt đan này, bây giờ nhìn thấy trong lòng hai người cũng không khỏi có chút bồi hồi. Sao nào, các ngươi không muốn ăn vào sao? Nếu như thật tâm gia nhập phi linh môn chúng ta, một năm sau tự nhiên ta sẽ cấp thuốc giải cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn vào ba người trước mặt, hàn ý tràn ngập. Ba người nhìn nhau lập tức không còn lựa chọn nào khác, từ trên tay Lục Lâm Thiên nhận lấy một viên phệ huyết hóa cốt đan. Lục Lâm Thiên cười thỏa mãn nói với ba người. Lựa chọn của các ngươi vô cùng sáng suốt, ta tin rằng các ngươi sẽ không phải hối hận. Sau khi các ngươi rời khỏi đây trực tiếp đi tìm trưởng lão của phi linh môn, hiện tại yêu thú trong sơn mạch vũ đô cũng sẽ không công kích các ngươi các ngươi đi đi. Vâng, trưởng môn. Ba người đáp. Rát rát. Trong bầu trời lúc này vang lên tiếng yêu thú phi hành kêu. Chủ nhân, phía trước lại phát hiện ra có dòng binh đoàn lớn, có 500 người. Thạch vượn yêu vương nói với Lục Lâm Thiên. Hai vị đường chủ, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói xong lắc người nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Khi Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất trong bầu trời, gần 300 người còn lại của dòng binh đoàn cũng có chút bất đắc dĩ nhìn lên bầu trời, đầu lĩnh vũ tướng Lục Trọng kia nói. Tất cả mọi người đi thôi, gia nhập phi linh môn ít ra cũng còn mạng, chúng ta cũng coi như lời rồi. Thời gian trôi qua, trên trấn Hoa Môn trong một đêm đột nhiên xuất hiện hơn 2.000 vũ giả, từ khí tức của đám người này có thể nhận thấy đều có thực lực không tồi. Thế nhưng hơn 2.000 người này lại đang xây dựng một kiến trúc khổng lồ. Diện tích của kiến trúc này chừng mấy vạn thước, đột ngột từ mặt đất mọc lên, 2.000 người này vẫn ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Mà hiện giờ, toàn bộ biên giới sát trấn Hoa Môn cũng có một đám người khác đang xây dựng không ít kiến trúc loại nhỏ, người trên trấn Hoa Môn đương nhiên đều rất quen thuộc với đám người này, bởi vì bọn họ là đệ tử của Phi Linh Môn. Nhanh lên một chút, trong vòng 7 ngày toàn bộ phải làm xong. Hai đạo thân ảnh xuyên qua đám người, một người mập mạp dáng vẻ hèn mọn, một người mặt mũi lấm la lấm lét, chính là hai người Lưu Nhất Thủ và Lục Tiểu Bạch. Tiểu Bạch huynh đệ, ngươi xem chúng ta có nên đuổi 200 khách điếm bình dân trong trấn không? Lưu Nhất Thủ hỏi Lục Tiểu Bạch, từ trong miệng Lục Tiểu Bạch biết được trưởng môn và Lục Tiểu Bạch từ nhỏ lớn lên cùng nhau, lập tức Lưu Nhất Thủ sửa lại xưng hô với Lục Tiểu Bạch. Lần này người tới hội đấu giá khẳng định sẽ vô cùng nhiều. 200 khách điếm kia tuyệt đối không đủ, không đủ cũng tốt, đến lúc đó giá mới cao, cung không đủ cầu thì chúng ta mới có thể kiếm được tiền. Lục Tiểu Bạch nói, nhanh, đẩy nhanh tiến độ. Lưu Nhất Thủ lại lớn tiếng nói với mọi người. Sau khi tin tức hội đấu giá trên trấn Hoa Môn truyền đi,
lúc này có không ít người ở phụ cận trấn Hoa Môn đã xuất hiện, cũng có không ít người đang tiến vào trấn Hoa Môn. Mà tin tức đấu giá hội truyền đi cũng khiến cho không ít thế lực chung quanh kinh ngạc. Khôi lỗi cấp 5, đan dược cao giai lục phẩm, vũ khí huyền cấp sơ giai, những thứ này tuyệt đối là bảo vật. Vì thế mấy thế lực phụ cận lập tức đi tới trấn Hoa Môn, loại bảo vật này quả thực khó có được mang ra ngoài đấu giá một lần, chỉ cần một ít thế lực hơi có chút tài phú sẽ không bỏ qua. Đương nhiên những thế lực nhỏ, tự biết thực lực bản thân không thể tranh giành nhưng vẫn cứ tiến tới xem náo nhiệt. Trên Quỷ Vũ Tông, trong đại điện trên ngọn núi cao vút kia có không ít thân ảnh đang ngồi đó, ngồi ở trên cùng là Đới Đường và Đới Cương Tử. Trưởng môn, hội đấu giá trên trấn Hoa Môn không biết là thật hay giả, hiện tại chúng ta phải làm gì bây giờ? Trong đại điện, một người có vẻ như là trưởng lão của Quỷ Vũ Tông chừng 50 tuổi đứng lên hỏi Đới Đường. Khôi lỗi cấp 5, đan dược lục phẩm cao giai, vũ khí huyền cấp. Những bảo vật này nếu như thực sự có thì Quỷ Vũ Tông chúng ta cũng không thể buông tha. Dù sao đây cũng là địa bàn của Quỷ Vũ Tông ta. Đan dược lục phẩm cao giai, vũ khí huyền cấp sơ giai đối với Quỷ Vũ Tông chúng ta đều là thứ khó có được. Rốt cuộc là ai đem những bảo vật như thế này ra đấu giá? Một trưởng lão mặc áo bào trắng, tuổi chừng hơn 40 nói. Trấn Hoa Môn là địa bàn của Phi Linh Môn, chẳng lẽ là Phi Linh Môn sao? Theo thám tử của chúng ta tại Trấn Hoa Môn báo lại, là một thế lực thần bí, không phải Phi Linh Môn tạo ra, ta nghĩ Phi Linh Môn cũng không cầm được loại bảo vật này. Đới Đường nhìn mọi người, nhướng mày nói. Chư vị, đấu giá hội lần này vô cùng kỳ quặc, chúng ta cũng nên chú ý một phen. Tới ngày đó ta sẽ tự mình đi một chuyến nhìn xem liệu thực sự có đan dược lục phẩm cao giai, vũ khí huyền cấp sơ giai hay không. Nếu như có thì Quỷ Vũ Tông chúng ta phải tận lúc nắm bắt cơ hội này. Đại ca, huynh tự mình đi tới chỉ sợ có chút không thích hợp. Quỷ Vũ Tông không thể không có tông chủ tọa chấn. Huống chi mấy năm nay Phi Linh Môn vô cùng quỷ dị, chúng ta và Phi Linh Môn đã âm thầm giao phong mấy lần. Nếu như đại ca đi, đến lúc đó lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì quả thực không tốt chút nào, để đệ đi đi. Đới Cương Tử nói. Nghe Đới Cương Tử nói vậy mấy trưởng lão cũng không ngạc nhiên, mấy người này đều biết tông chủ và phó tông chủ bất hòa. Lần này đi hội đấu giá nếu như quả thực có vũ khí huyền cấp và đan dược lục phẩm cao giai mà nói, đương nhiên sẽ vào tay người đó, hai người chỉ sợ đều không muốn bỏ qua. Nghe Đới Cương Tử nói vậy, sắc mặt Đới Đường không chút biến đổi nói. Nhị đệ, chính là bởi vì chúng ta âm thầm giao phong với Phi Linh Môn mấy lần cho nên mượn cơ hội lần này ta cũng muốn tự mình tới Phi Linh Môn xem rốt cuộc cường giả linh xuất ở Phi Linh Môn là ai. Mấy năm này động tĩnh của Phi Linh Môn có chút không bình thường. Đại ca, không bằng để đệ đi Phi Linh Môn, huynh tọa trấn trong tông môn, đệ sẽ đi Phi Linh Môn trước. Sắc mặt Đới Cương Tử trầm xuống nói. Nhị đệ không cần nhiều lời, đệ tự mình tọa trấn tông môn, ta đi Phi Linh Môn một chuyến là được. Đới Đường nói, suy nghĩ trong lòng Đới Cương Tử này sao hắn không biết, nếu như thực sự có đan dược lục phẩm cao giai và vũ khí huyền cấp sơ giai, đương nhiên Đới Cương Tử này sẽ thu vào trong tay hắn. Nghe thấy Đới Đường quyết định như vậy, sắc mặt Đới Cương Tử thoạt nhìn không được tốt cho lắm, cơ mặt co quắp một chút sau đó không nói thêm gì nữa. Tông chủ, Hoàng trưởng lão và Bạch trưởng lão cùng Tần trưởng lão tiến vào trong sơn mạch Vũ Đô đã hơn 4 tháng, có lẽ cũng sắp trở về. Một trưởng lão lên tiếng. Đúng vậy, có lẽ lần này ba vị trưởng lão cũng có thu hoạch không ít, Phi Linh Môn muốn đấu với chúng ta, bọn chúng chưa đủ tư cách. Một trưởng lão mặc lam bào đắc ý cười nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong không trung tại một nơi nào đó trong sơn mạch Vũ Đô, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư Lục Lâm Thiên chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí trong cơ thể, cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này đã tới vũ tướng tứ trọng trung kỳ, trong mấy ngày nay luyện hóa vũ tướng ngũ trọng của Quỷ Vũ Tông lại thôn vệ một vũ tướng ngũ trọng của một dòng binh lớn hôm qua, thế nhưng cũng chỉ khiến cho tu vi của hắn tăng lên vũ tướng trung kỳ mà thôi. Chỉ trong mấy ngày hôm nay hắn đã thôn vệ hai linh phách, tu vi linh lực cũng có chút đề thăng, mặt khác cũng kéo thêm mấy linh sư, hai linh phách vào Phi Linh Môn. Chủ nhân, chúng ta tới rồi. Dòng binh đoàn kia ở ngay phía dưới, ước chừng có 300 người. Thạch Vượn Yêu Vương nói. 300 người, hẳn là có vũ tướng đi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, dòng binh đoàn chừng 300 người cũng được coi là khá lớn. Đầu lĩnh của dòng binh đoàn này có lẽ sẽ có vũ tướng nhất trọng hoặc là vũ tướng nhị trọng. Mà tu vi hiện tại của hắn thôn phệ vũ giả vũ tướng dưới ngũ trọng không có hiệu quả gì cao lắm.
trưởng môn, dòng binh đoàn này chúng ta định thu phục hay đánh chết? Tương Viễn quay lại nói với Lục Lâm Thiên, trải qua nhiều ngày ở chung, giờ phút này, Tương Viễn cũng không dám xem thường vị tiểu trưởng môn này, trong lúc bất chi bất giác trong lòng đã cung kính hơn không ít. Mấy ngày nay chúng ta thu phục được bao nhiêu dòng binh đoàn rồi? Lục Lâm Thiên hỏi, trưởng môn, 5 ngày gần đây đã có 7 dòng binh đoàn bị chúng ta thu phục, nhân số tổng cộng chừng 1.800 người, tiêu diệt 11 dòng binh đoàn, nhân số chừng hơn 2.000. Tương Viễn nói, chúng ta đi xuống phía dưới thôi, có thể thu phục thì lưu lại, không thể thu phục thì trực tiếp tiêu diệt. Lục Lâm Thiên nói, nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, đám linh giả phía sau Lục Lâm Thiên không khỏi trầm xuống, mấy ngày nay bọn họ rốt cuộc đã hiểu như thế nào là sát tinh, người thanh niên trước mặt bọn họ một khi đã động thủ thì tuyệt không lưu tình. Siêu siêu, ba người cùng chúng thú từng tầng trời thấp nhảy xuống mặt đất, chỉ trong chốc lát trong không gian vang lên tiếng thú giống. Lập tức tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Trên bầu trời đám linh giả nhìn xuống phía dưới, cả đám nhìn nhau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy bản thân mình may mắn, nếu như không thức thời thuận theo người thanh niên phía dưới thì kết cục của bọn họ cũng lẽ như đám người phía dưới mà thôi. Chỉ trong chốc lát Lục Lâm Thiên lại nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Trong cơ thể lại có thêm chân khí của vũ tướng nhất trọng đã bị thôn phệ, đồng thời cũng thu không ít túi trữ vật, thu hoạch quả thực không tồi. Chủ nhân, phía trước còn một dòng binh đoàn lớn, nhân số chừng 500. Thạch Vượn Yêu Vương nói. Chúng ta qua đó. Lục Lâm Thiên nói, khóe miệng khẽ cười. Dòng binh đoàn 500 người, nếu như không thể thu phục vậy thì tới lúc đó có lẽ hắn sẽ được thôn vệ không ít vũ tướng. Dòng binh đoàn 500 người nói không chừng cũng có 2-3 vũ tướng. Siêu siêu. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư rung lên, thân thể to lớn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ dòng binh đoàn trong khu vực nguy hiểm ở Sơn Mạch Vụ Đô hầu như đều gặp đả kích mang tính hủy diệt. Đương nhiên nếu như quy hàng Phi Linh Môn thì sẽ không có chuyện gì. Mà hết thảy những chuyện này đám người bên ngoài Sơn Mạch Vụ Đô còn chưa biết tới, tin tức còn chưa truyền nhanh tới như vậy. Sát biên giới Sơn Mạch Vụ Đô, theo sự phong tỏa cửa xuất nhập của Phi Linh Môn, lúc này đám dòng binh đoàn đội và dòng binh tiểu đội đã tụ tập ngày càng nhiều. Nhân số trong ngày thứ 9 đã gần 3.000 người, nhân số của đám dòng binh đã sớm hơn người của Phi Linh Môn. Sơn Mạch Vụ Đô luôn là địa bàn kiếm ăn của đám dòng binh, cho nên trong Sơn Mạch Vụ Đô này có chừng trên vạn người, hơn nữa cũng còn có không ít đoàn đội nhỏ, như thế mới có thể tạo nên sự phồn vinh của dược liệu ở khu vực sát biên giới Sơn Mạch Vụ Đô này. Mà lúc này Phi Linh Môn phong tỏa biên giới Sơn Mạch Vụ Đô khiến cho đám dòng binh đoàn bất mãn. Loại chuyện như thế này coi như là Quỷ Vũ Tông trước đây cũng không dám làm. Đắc tội với tất cả đám dòng binh đoàn không phải là chuyện tốt lành gì. Vì trong đám dòng binh, người có tu vi vũ tướng cũng không ý. Phi Linh Môn quá mức quá phận, bắt chúng ta tiến cống bây giờ lại muốn chiếm lấy Sơn Mạch Vũ Đô, các ngươi phải cho tất cả dòng binh đoàn chúng ta một cái công đạo. Phi Linh Môn không có câu trả lời thỏa đáng thì đừng trách chúng ta không khách khí. Phi Linh Môn thực sự nghĩ mình là chủ nhân Sơn Mạch Vụ Đô sao? Chủ nhân chân chính của Sơn Mạch Vụ Đô chính là đám dòng binh đoàn chúng ta. Theo sự xuất hiện ngày càng nhiều của dòng binh, ngay cả đám dòng binh đoàn trên Trấn Thiên Tinh nghe được tin tức này trong 2 ngày cũng chạy tới đây không ít. Nhân số càng nhiều, ngay từ đầu Phi Linh Môn có thể trấn trụ, thế nhưng nhân số ngày càng nhiều, Phi Linh Môn đã sắp không thể trấn trụ được nữa. Ta hạ cho Phi Linh Môn các ngươi trong nửa canh giờ rút đi. Bằng không tất cả dòng binh đoàn chúng ta sẽ động thủ với Phi Linh Môn. Lúc này tại lối vào Sơn Mạch Vụ Đô có 10 mấy vũ tướng vây quanh chúng hộ pháp và trưởng lão Phi Linh Môn, những dòng binh đoàn khác thì có vũ phách cũng vây quanh đám người Phi Linh Môn. Ở đây có mấy dòng binh đoàn lớn, đầu lĩnh của bọn chúng trong khu vực biên giới Sơn Mạch Vụ Đô cũng được coi là người nổi danh, thực lực đám dòng binh đoàn này không giống như dòng binh đoàn bình thực, thực lực không thua gì một Sơn Môn. Bình thường tiến vào trong Sơn Mạch Vụ Đô đều là tiến vào khu vực nguy hiểm mà hoạt động, một năm đi vào một lần cũng đủ để bọn họ sinh hoạt một năm. Bây giờ Phi Linh Môn phong tỏa Sơn Mạch Vụ Đô đối với những dòng binh đoàn lớn này mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Các ngươi tốt nhất là lui ra, muốn đi vào Sơn Mạch Vụ Đô phải chờ có mệnh lệnh của trưởng môn chúng ta, ai dám xông vào Sơn Mạch Vụ Đô đều giết không tha. Hồ Nam Sinh quát lên một tiếng, trước mặt đám dòng binh đoàn lớn này. Chúng trưởng lão và hộ pháp trong môn không thể trấn áp được.
trong đám người chỉ có một mình Lưu Á Lôi là vũ tướng, mà chỉ là vũ tướng nhất trọng, căn bản không thể chống lại đám dòng binh đông đảo này. Hai vị cung phụng cũng không ở đây, cho nên trong lòng đám trưởng lão và hộ pháp lúc này vô cùng bối rối. Hừ, chỉ bằng các ngươi, ta thực sự muốn xem phi linh môn các ngươi có bao nhiêu thực lực lại dám phong tỏa sơn mạnh vũ đô. Một vũ tướng ngũ trọng nhàn nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người phi linh môn. Đối với loại dòng binh đoàn lớn như bọn họ mà nói, có đôi khi căn bản sẽ không thèm để ý tới phi linh môn, cũng không nộp tiến cống, đương nhiên sẽ không đặt phi linh môn vào trong mắt. Chúng trưởng lão phi linh môn nhìn nhau, trưởng môn không có mặt, bọn họ cũng không biết nên xử trí như thế nào. Bọn họ muốn làm đám dòng binh kia kinh sợ đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng lúc này lại có một đám dòng binh đoàn lớn, đương nhiên không thể khiến cho bọn chúng kinh sợ. Một vũ tướng nho nhỏ cũng dám nháo sự, chết đi. Ngay khi chúng trưởng lão phi linh môn không biết làm sao, đột nhiên một tiếng quát nhẹ truyền tới, một đạo thân ảnh bắn ra. Tốc độ của thân ảnh này vô cùng nhanh chóng, thân ảnh này vừa mới xuất hiện trước mặt một người thì trong nháy mắt thân ảnh này đã mang theo khí tức nóng bỏng xuất hiện trước người vũ tướng ngũ trọng kia. Siêu! Cỗ khí tức nóng bỏng khuếch tán, toàn bộ chu vi không gian chừng trăm thước tức thì gấp khúc. Một cỗ hỏa diễm cuồng bạo đột nhiên hiện lên trong không gian. Không gian giống như bị xoắn lại, cỗ hỏa diễm kia hóa thành một không gian hỏa diễm ngưng động như thực chất. Phanh phanh. Trong chớp mắt, không gian bằng hỏa diễm trực tiếp bùng nổ, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo không gian ba động mạnh mẽ. Khi hỏa diễm nổ tung, chu vi chung quanh gợn sóng, toàn bộ không gian lúc này tràn ngập năng lượng nóng bỏng khiến cho người ta run sợ. A! Từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Trong không gian bằng hỏa diễm bị nổ này khiến cho mấy trăm dòng binh bị vạ lây, hỏa diễm cuốn tới đốt cháy không khí chung quanh, dưới nhiệt độ kinh khủng này, hơn 10 người trực tiếp bị đốt thành cho tàn, thực lực mạnh hơn một chút thì bị thương nặng. Phanh! Khi không gian bằng hỏa diễm nổ tung, hai đạo quyền ấn hiện ra, cuối cùng đánh vào trên người vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng tứ trọng. Khí tức nóng bỏng bàng bạc giống như một ngọn núi, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng kinh khủng. Chân khí cuồng bạo chút xuống thân thể hai vũ tướng này. Hai tên vũ tướng căn bản còn chưa kịp phản ứng, dưới cỗ uy áp này, hàn ý trong lòng xuất hiện, trong tích tắc có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trong cơ thể bọn hắn, lúc này bọn hắn mới biết, hóa là người kia là cường giả vũ xuất. Khục khục, một ngụm máu được phun ra, thân thể hai vũ tướng trực tiếp bị quyền ấn kia đánh đập xuống mặt đất. Thân thể tạo thành một cái rãnh sâu, mặt đất trong nháy mắt nứt nẻ. Mấy cây đại thụ trong sơn mạch vụ đô cũng nổ tung, mảnh vụn bắt ra tứ phía. Kinh khí tiêu tán trong hư không, một thân ảnh màu xanh hiện lên. Lúc này khí tức trên người vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng tứ trọng kia biến mất. Thân thể đập vào trên mặt đất kia đã cháy đen, cơ thể hoàn toàn bị kinh khí phá hủy. Sau khi thối lui về phía sau, sắc mặt cường giả dòng binh, còn có Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi trong phi linh môn đều kinh hãi. Các người nghe rõ cho ta, nếu ai dám nháo sự lần nữa sẽ bị đánh chết giống hai tên kia, còn muốn tiến vào trong sơn mạch vụ đô thì phải chờ phi linh môn chúng ta sắp xếp. Thân ảnh màu xanh đảo qua đám dòng binh đoàn trước mắt. Mà người này chính là phó đường chủ Lý Chỉ Chính của Vũ Đường, phụng lệnh âm thầm trấn thủ biên giới sát sơn mạch vụ đô. Nói xong, chân khí quanh thân Lý Chỉ Chính chợt lóe khiến cho không gian dao động rồi đột nhiên biến mất không thấy. Nhanh như thiểm điện đánh chết hai vũ tướng, lúc này hơn 3.000 dòng binh còn lại vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, không ai còn dám nháo sự, đột nhiên xuất hiện một cường giả vũ xuất, đây là thứ mà bọn hắn không thể chống lại. Trong phi linh môn, Hồ Nam Sinh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Á Lôi, sắc mặt đám trưởng lão hộ pháp này cũng vô cùng nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai, sao lại giúp đỡ phi linh môn, trong lòng cả đám đều nghi hoặc không thể giải thích được. Sát biên giới sơn mạch vũ đô. Trên một đỉnh núi có mười mấy thân ảnh đang đứng đó, chính là đám người Lục Lâm Thiên, Âu Dương Lãnh Tật. Siêu! Một thân ảnh màu xanh trong nháy mắt hạ xuống đỉnh núi, khí tức khiến cho không gian gấp khúc. Trưởng môn, người đã giết, có lẽ không ai còn dám nháo sự nữa. Người tới là Lý Chỉ Chính. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào lối vào của sơn mạch vũ đô, tất cả đều nằm trong phán đoán của hắn. Nếu phong tỏa sơn mạch vũ đô dễ dàng như vậy thì Quỷ Vũ Tông trước đây cũng không giao sơn mạch vũ đô này cho La Sát Môn, sau này cũng sẽ không giao cho Phi Linh Môn. Phong tỏa sơn mạch vũ đô chính là đối địch với toàn bộ dòng binh đoàn ở đây.
Đám người dòng binh đoàn này đều là người sống trên lưỡi đao, liếm máu qua ngày, nếu như không có thực lực tuyệt đối thì không thể trêu vào bọn chúng. Lý Phó Đường Chủ, ở đây giao cho ngươi, nếu như có chút sai lầm, ta sẽ hỏi tội ngươi. Lục Lâm Thiên nói, lập tức lại nói với Âu Dương Lãnh Tật. Âu Dương Đường Chủ, người ta giao cho ngươi, những người này ngươi giao cho Linh Đường đi, trong khoảng thời gian này trên trấn Hoa Môn có lẽ sẽ không yên bình. Hình đường các ngươi có lẽ sẽ tốn nhiều tâm tư hơn. Tuân mệnh, Âu Dương Lãnh Tật đáp. Siêu. Khi Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi, thì trên đỉnh núi chỉ còn lại mười mấy linh giả, thực lực mạnh nhất là bốn linh phách, trong đó có một linh phách lục trọng, mặt khác còn có Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn Quan, Lý Chỉ Chính. Ánh mắt Lý Chỉ Chính rơi vào trên người mười mấy linh giả kia, ánh mắt có chút biến hóa nói. Âu Dương Đường Chủ. Mấy ngày nay các ngươi đều ở trong Sơn Mạch Vũ Đô sao? Không sai. Âu Dương Lãnh Tật lập tức trả lời. Ánh mắt không có một chút ba động nào, xoay người nói với mười mấy linh giả kia. Các ngươi đi theo ta, tuy rằng các ngươi hiện tại cũng là đệ tử Phi Linh Môn, thế nhưng nếu như rơi vào trong tay hình đường của ta thì sẽ không hề dễ chịu, cho nên ngàn vạn lần không nên nghĩ tới việc phản bội, bằng không các ngươi sẽ phải hối hận. Vâng, Âu Dương Đường Chủ. Mười mấy linh giả đáp, không ai hoài nghi hậu quả của việc này. Thân là linh giả, tuy rằng bọn họ tự cho mình siêu phàm, thế nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, cũng tự biết không tới phiên bọn họ tự cho là mình siêu phàm. Lão đại, đệ sắp đột phá rồi. Sau khi về Phi Linh Môn, đệ muốn bế quan vài ngày. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào cái lưỡi của mình rồi vui vẻ nói với Lục Lâm Thiên. Được, sau khi đột phá. Có lẽ thực lực của đệ sẽ tăng cường không ít. Lục Lâm Thiên nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Long đắc ý nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười, mỗi lần sau khi Tiểu Long đột phá thực lực đều tăng vọt. Lần đột phá tiếp theo đã là tứ giai hậu kỳ, đến lúc đó thực lực tăng mạnh là chuyện hiển nhiên. Bằng vào thực lực biến thái của Tiểu Long, tứ giai hậu kỳ chỉ sợ ngay cả vũ xuất cũng có thể đối phó. Muốn về Phi Linh Môn còn một đoạn thời gian nữa. Lục Lâm Thiên lại khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Trong cơ thể hắn bây giờ còn không ít chân khí được thôn phệ chưa luyện hóa. Hai ngày vừa qua, Lục Lâm Thiên lại thôn phệ một vũ tướng ngũ trọng, hai vũ tướng tứ trọng, hơn nữa sau khi luyện hóa, tu vi của hắn đã tiếp cận với vũ tướng tứ trọng hậu kỳ. Dựa theo phỏng đoán của Lục Lâm Thiên, sau khi luyện hóa chân khí trong cơ thể có lẽ cũng đủ để đột phá tới vũ tướng ngũ trọng. Trong 9 ngày này, đối với sự tiến bộ của mình, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Sau khi luyện hóa năng lượng chân khí trong cơ thể, đám chân khí sau khi luyện hóa đủ để đột phá tới vũ tướng ngũ trọng. Mà chỉ trong mấy này từ vũ tướng tam trọng đỉnh phong cho tới hiện tại, loại tốc độ tăng trưởng tu vi này cũng đã rất kinh khủng rồi. Về phần thu hoạch lần này, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ thỏa mãn. Tổng cộng thu phục được 10 dòng binh đoàn, nhân số đạt tới hơn 2.000 người. Những người dẫn đầu trên cơ bản đều bị phệ huyết hóa cốt đan khống chế, không có khả năng phản bội. Cỗ lực lượng này sau khi ngưng tụ lại cũng không thấp chút nào. Đám dòng binh lăn lộn trong khu vực nguy hiểm này thực lực so với đám đệ tử Sơn Môn bình thường còn mạnh hơn nhiều. Mà sau này Sơn Mạch Vũ Đô đều nằm trong sự khống chế của hắn cho nên cũng cần không ít người, Phi Linh Môn cũng đang rất thiếu người. Về phần đám dược liệu đoạt được trên người đám dòng binh đoàn này, Lục Lâm Thiên cũng cực kỳ thỏa mãn. Những kẻ hắn tiêu diệt đại bộ phận đều là những dòng binh đoàn lớn, còn có mấy dòng binh đoàn là do mấy thế lực gần đó phái tới, cho nên những thứ trên người cũng vô cùng kinh người. Đem thu hoạch sắp xếp lại một chỗ, Lục Lâm Thiên phỏng chừng nếu như đổi thành kim tệ có thể đã gần tới 2 ức kim tệ. Trong mấy ngày nay, toàn bộ dòng binh đoàn lớn trong Sơn Mạch Vũ Đô, dưới sự tìm kiếm của yêu thú phi hành trên cơ bản đều bị quét ngang không còn. Dược liệu cung ứng trong vòng nửa năm từ Sơn Mạch Vũ Đô cũng đều tụ tập lại một cỗ, số lượng vô cùng lớn không cần phải nói. Về phần hơn 10 dòng binh đoàn bị thu phục, dược liệu trên người bọn họ Lục Lâm Thiên cũng không đoạt lại, dù sao đến lúc đó cũng sẽ rơi vào trong tay Phi Linh Môn. Một canh giờ sau, Phi Linh Môn đã ở trước mặt, lúc Thiên Sĩ Tuyết Sư xoay quanh bầu trời thì đã có không ít đệ tử Phi Linh Môn tiến lên hành lễ. Khí tức thật mạnh mẽ. Lúc này từ phía sau núi, Lục Lâm Thiên đã cảm nhận được một cỗ khí tức cường hãn đang nhanh chóng kéo lên. Lão đại, là Nghịch Lân Yêu Bằng bắt đầu đột phá. Thân thể Tiểu Long dựng thẳng lên, cái đầu nhìn về phía sau núi.
rốt cuộc cũng bắt đầu đột phá. Khi Lục Lâm Thiên chạy tới phía sau núi, lúc này đã có hai đạo thân ảnh một trắng một đen trong nháy mắt xuất hiện trên núi. Chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Khí tức thật mạnh mẽ. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nhìn về phía trước, ánh mắt dường như cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng nhìn kỹ vào người Nghịch Lân Yêu Bằng đang xoay quanh ở tầng trời thấp, mà lúc này năng lượng trong toàn bộ không gian đột nhiên bạo động. Thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng đã bành trướng tới hơn 500 thước, giống như một đám mây đen che đậy bầu trời, khí tức trên người đã đạt tới trình độ vô cùng cường hãn. Siêu! Một thân ảnh xinh đẹp từ xa bắn tới rồi đáp xuống bên cạnh Lục Lâm Thiên. Ánh mắt của thân ảnh này cũng lập tức nhìn về phía Nghịch Lân Yêu Bằng đang ở trên không trung. Ca ca, Nghịch Lân Yêu Bằng sắp đột phá sao? Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đầu nhìn về cỗ năng lượng khổng lồ do Nghịch Lân Yêu Bằng phát ra, vô cùng kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Nghịch Lân Yêu Bằng bắt đầu đột phá. Lục Lâm Thiên đáp. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa nói xong, năng lượng trong bầu trời đột nhiên cuộn trào mãnh liệt, một cỗ năng lượng cường hãn trong thiên địa nhanh chóng hội tụ rồi hình thành một vòng xoáy bao quanh thân thể khổng lồ của Nghịch Lân Yêu Bằng, cuối cùng tiến vào cái mào trên đầu giống bông hoa sen của Nghịch Lân Yêu Bằng. Năng lượng thiên địa mạnh mẽ tiến vào, khí tức của Nghịch Lân Yêu Bằng trong nháy mắt được kéo lên, những cơn chấn động lan tỏa ra, không gian quanh người Nghịch Lân Yêu Bằng đã trực tiếp gấp khúc. Khí tức phía sau núi thật mạnh mẽ. Năng lượng thật mạnh. Trong Phi Linh Môn lúc này đã có không ít đệ tử kinh hãi chạy tới sân rộng, ánh mắt nhìn vào đám năng lượng phía sau núi, khí tức kinh khủng này khiến cho tim bọn họ không khỏi đập nhanh hơn. Phía sau núi, năng lượng khổng lồ này hội tụ chỉ trong chốc lát. Khi đạo năng lượng cuối cùng tiến vào cái mào giống như bông hoa sen trên đầu Nghịch Lân Yêu Bằng thì hai mắt nhắm chặt của Nghịch Lân Yêu Bằng rốt cuộc cũng mở ra, ánh mắt như chuông đồng, một cỗ quang mang sắc bén được bắn ra. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế cường hãn bỗng nhiên từ trong cơ thể Nghịch Lân Yêu Bằng bạo phát ra. Khí thế bạo phát ra bên ngoài, khí tức bành trướng đột nhiên phóng lên cao, khí tức này giống như một đạo quang trụ bắn thẳng lên trời khiến cho không gian gợn sóng. Khí thế cường hãn như vậy khiến cho không ít ánh mắt kinh hãi nhìn về phía sau núi, tiếng kinh hô vang lên liên tục. Một cỗ khí tức khổng lồ phóng lên cao, theo sự bạo phát của khí tức này, một cỗ uy áp tuyệt đối tỏa ra chung quanh. Lúc này mắt đất phía dưới Nghịch Lân Yêu Bằng dường như đều đang run rẩy trước khí tức cường hãn này. Rát rát. Đồng thời cùng lúc đó, hai cánh to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng rung lên, mang theo một cỗ uy thế mạnh mẽ, thân thể to lớn lúc này đột nhiên tăng vọt. 510 thước, 530 thước, 560 thước. Mãi cho đến khi thân thể bành trướng tới 600 thước mới dừng lại. Lân phiến màu đen trên người Nghịch Lân Yêu Bằng dựng đứng lên. Tầng tầng lớp lớp kình phong xuyên thấu không gian hiện ra khiến cho không gian run rẩy. Lân phiến khiến cho không gian chung quanh Nghịch Lân Yêu Bằng gợn sóng, một cỗ uy thế mạnh mẽ lan tràn ra chung quanh. Nhìn Nghịch Lân Yêu Bằng trên bầu trời, Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được uy thế kinh người kia. Thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng đen kịt, mơ hồ hiện ra uy năng khiến cho cả không gian đều bị gấp khúc. Khí thế nhưng vậy quả thực khiến cho người ta kinh hãi. Từng đạo kình phong dường như vô tận trên đám lân phiến kia từ trong cơ thể bạo phát ra khiến cho không gian lắc lư. Rát! Nghịch Lân Yêu Bằng kêu lên một tiếng, tiếng kêu này vô cùng sắc bén giống như có thể cắt nát sắt đá, phảng phất như có thể phá vỡ không gian. Tiếng kêu sắc bén thật lâu không tiêu tan khiến cho màng tai mọi người đau nhức. Khi thanh âm sắc bén này tiêu tán thì năng lượng trong thiên địa cũng tiêu tán theo, giờ khắc này, khí tức trên người Nghịch Lân Yêu Bằng đã đạt tới lục giai sơ kỳ. Khí tức thu liếm, thân thể to lớn của Nghịch Lân Yêu Bằng lập tức thu nhỏ còn nửa thước rồi bay tới trước mặt Lục Lâm Thiên và Tiểu Long. Tham kiến yêu vương. Nghịch Lân Yêu Bằng hành lễ với Tiểu Long, khí tức quanh thân lúc này tuy rằng đã thu liếm, thế nhưng vô hình chung lại tỏa ra áp lực khiến cho người ta khó chịu. Nhìn Nghịch Lân Yêu Bằng, sắc mặt hai người Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hơi biến đổi. Yêu thú lục giai sơ kỳ tương đương với vũ giả vũ xuất. Cho dù là Nghịch Lân Yêu Bằng vừa mới đột phá, chỉ sợ bằng vào bản thể của nó cũng có thể chống lại vũ xuất nhị trọng. Lão đại, đệ cũng chuẩn bị đột phá. Tiểu Long nói xong, cái lưỡi khẽ liếm mặt Lục Lâm Thiên một cái, lập tức thả người nhảy xuống đất. Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Thủy Hỏa Yêu Giao còn có Nghịch Lân Yêu Bằng cũng theo sau nó tiến vào phía sau núi.
Oánh tỷ, khí tức của tỷ dường như lại mạnh hơn một chút. Lúc này, Lục Lâm Thiên mới cảm giác được, chỉ sau 10 ngày khí tức trên người quỷ thiên tử Bạch Oánh không bình thường như có như không, khí tức dường như ba động. Sau khi ta ăn vào thánh quả vũ linh, hiệu quả của thánh quả vũ linh quả nhiên danh bất hư truyền, chợt sau khi hội đấu giá này kết thúc, ta lập tức chuẩn bị đột phá. Quỷ thiên tử Bạch Oánh nói. Được, chúc mừng Oánh tỷ trước. Lục Lâm Thiên nói, có lẽ ăn vào một quả thánh quả vũ linh đối với quỷ thiên tử Bạch Oánh có không ít chỗ tốt. Nếu như quỷ thiên tử Bạch Oánh đột phá tới vũ vương, tới lúc đó phi linh môn có vũ vương tọa chấn, vậy thì thực lực lại được tăng lên một mảng lớn. Tuy rằng lúc này Lục Lâm Thiên biết Nam Thúc ở trong phi linh môn, thế nhưng Nam Thúc không thể tùy tiện xuất thủ, không đến lúc cuối cùng tuyệt đối không thể quấy rầy Nam Thúc đang chữa thương. Trong một sơn môn nếu như không có cường giả vũ vương, cho dù có nhiều vũ xuất, vũ tướng hơn nữa cũng không tính là gì. Có vũ vương tọa chấn, đến lúc đó địa vị sẽ không giống như trước nữa. Ngươi trở về thực đúng lúc, ngày mai chính là hội đấu giá, trên trấn Hoa Môn hiện tại vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm qua ta tới một chuyến cảm giác được không ít khí tức như có như không. Có lẽ không ít vũ xuất đã tới trấn Hoa Môn, xem ra sự mê hoặc của vũ kỹ huyền cấp sơ giai quả thực không nhỏ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Đó là đương nhiên, người đến càng nhiều càng tốt. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, càng nào nhiệt lại càng có lợi cho hắn. Trở lại đình viện, Lục Lâm Thiên nói tất cả mọi chuyện trong sơn mạch vụ đô mấy ngày qua cho quỷ thiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nghe. Tiêu diệt mấy nghìn dòng binh, thu phục hơn 2.000 dòng binh, còn có mấy linh giả, quả thực làm cho thực lực phi linh môn lớn mạnh không ít. Nghe xong chuyện này, hai người quỷ thiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đông vô mệnh dường như kinh ngạc, thế nhưng cũng không có kinh ngạc quá lớn. Lục Lâm Thiên đã khiến cho bọn họ kinh ngạc quá nhiều lần, cho nên lúc này hai người chỉ có chút chết lặng mà thôi. Quỷ Vũ Tông quả thực có người ở trong sơn mạch vụ đô. Người đánh chết ba vũ tướng, thực lực của Quỷ Vũ Tông cũng yếu bớt một chút, vậy kế tiếp người định làm thế nào? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Hiện tại kẻ địch đầu tiên chúng ta phải đối mặt chính là Quỷ Vũ Tông. Nếu như tính cường giả thì thực lực phi linh môn chúng ta hiện tại hơn Quỷ Vũ Tông. Thế nhưng nếu như ngạnh kháng thì quả thực sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó không chừng những thế lực khác sẽ nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nếu như có thể khiến cho Quỷ Vũ Tông trực tiếp tan rã thì không thể nghi ngờ là tốt nhất. Lục Lâm Thiên nói, Quỷ Vũ Tông tự tan rã, điểm này có chút khó khăn. Trong Quỷ Vũ Tông này, thực lực của lão quỷ kia cũng không yếu. Cho dù là ta nếu như muốn đánh chết hắn cũng rất khó. Muốn tiêu diệt Quỷ Vũ Tông của hắn, nếu như hắn điên lên thì đối với phi linh môn chúng ta cũng vô cùng bất lợi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Phiền phức như vậy đến lúc đó tính tiếp, diệt Quỷ Vũ Tông trước. Lục Lâm Thiên nói, một cỗ hàn ý tràn ngập. Lời lão độc vật nói, Lục Lâm Thiên đương nhiên hiểu rõ. Người mạnh nhất trong Quỷ Vũ Tông cũng là vũ xuất cửu trọng, cho dù là lão độc vật xuất thủ có thể thắng hắn cũng không thể đánh chết hắn. Tu vi đồng cấp với nhau, trừ phi phải có thực lực áp đảo, bằng không muốn giết đối phương vô cùng khó. Diệt Quỷ Vũ Tông, đến lúc đó lão quỷ kia và phi linh môn sẽ không chết không ngớt, lúc đó không cần nói cũng biết phiền phức mà phi linh môn sẽ gặp phải như thế nào. Mà lúc này Lục Lâm Thiên còn một mối bận tâm khác. Linh Thiên Môn và Quỷ Vũ Tông dường như quan hệ không cạn, nếu như hắn diệt Quỷ Vũ Tông liệu có khiến cho Linh Thiên Môn kia nổi điên lên không? Nghĩ tới Thiên Linh Môn, Lục Lâm Thiên không khỏi nhớ tới Tiểu Linh kia. Lần trước sau khi hắn thoát thân, cô nàng này phỏng chừng cũng nổi trận lôi đình. Lần này nhìn thấy cô nàng này hắn phải cẩn thận một chút mới được, thực lực của Linh Thiên Môn tuy rằng có thể không mạnh như Vân Dương Tông, thế nhưng có lẽ cũng không kém nhiều lắm, hiện tại hắn cũng không thể trêu chọc. Lúc trạng vạng, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ đã lập tức tiến vào cung điện. Công tử, trưởng môn, hai người lập tức hành lễ rồi cung kính đứng ở một bên. Lập tức từ trong miệng hai người Lục Lâm Thiên cũng biết được biến hóa trong 9 ngày qua trên trấn Hoa Môn. Trong thời gian 9 ngày này, Hoàng Phủ Kỳ của Vũ Đường quả thực đã mang người tới tạo ra một phòng đấu giá khổng lồ. Hôm nay vừa mới xây dựng xong, ngay cả lắp đặt thiết bị cũng đã hoàn thành, đủ để dung nạp hơn 2 vạn người. Lúc này trên trấn Hoa Môn, dòng người tấp nập so với nhân số bình thường còn hơn 20 lần. Các con đường trên trấn Hoa Môn đông nghịt, phần nửa mọi người trong phi linh môn hiện tại đều lui tới trấn Hoa Môn.
Mà khiến cho Lục Lâm Thiên ngoài ý muốn chính là Lục Tiểu Bạch đã xây hơn 200 khách điếm bình dân trên trấn Hoa Môn, vừa mới hoàn thành. Thế nhưng cung không đủ cầu, có mấy vạn người tiến vào trấn Hoa Môn nho nhỏ, 200 khách điếm bình dân cũng vẫn thiếu. 200 khách điếm bình dân, tính sơ qua cũng chỉ có 4-5.000 phòng mà thôi. Phương tiện đơn sơ, vội vã xây dựng, thế nhưng phí dừng chân một đêm hiện tại cũng đã lên tới 20 kim tệ. Thu nhập cả đêm đã tới 10 vạn, quả thực là một con số vô cùng khả quan. Điều này làm cho Lục Lâm Thiên nhìn Lục Tiểu Bạch với con mắt khác. Tuy rằng lớn lên nhìn qua có chút hèn mọn không ngờ lại có thiên phú buôn bán, sau này có hắn và Lưu Nhất Thủ, Lục Lâm Thiên cũng yên tâm hơn. Vị trí của Kim Đường, Lục Lâm Thiên cũng đã tính từ lâu, hắn định cho Lục Tiểu Bạch một vị trí trong đó, tuy rằng bản thân có chút tư tâm, thế nhưng đối với Lục Tiểu Bạch này hắn đương nhiên không thể bạc đãi được. Ngoài trừ một chút tư tâm ra, Lục Lâm Thiên cũng không phải loại người chỉ thích dùng người thân. Lục Tiểu Bạch nhanh nhẹn, cơ linh, Lục Lâm Thiên vô cùng hiểu rõ. Lại thêm mấy năm nay Lục Tiểu Bạch được Nam Thúc dạy dỗ, các phương diện đều học được không ít. Thế nhưng chỉ thiếu chưa trải qua tôi luyện. Chỉ cần tôi luyện một phen, đến lúc đó nhất định sẽ giúp được hắn không ít. Về phần đường chủ Kim Đường, hiện tại tuy rằng chỉ cần một câu nói của hắn là có thể sắp xếp. Thế nhưng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, nếu như trực tiếp để Lục Tiểu Bạch ngồi vào vị trí này, đầu tiên không nói tới danh vọng của Lưu Nhất Thủ tại Kim Đường có một vị trí nhất định. Chỉ sợ là mấy đường chủ khác cũng không dễ dàng tiếp nhận Lục Tiểu Bạch, dù sao cũng là người mới, mọi người thường hay có tính bài xích trong lòng. Huống chi mấy đường chủ kia cũng không phải là người bình thường, nếu nhưng không có sự tán thành của bọn họ, Lục Tiểu Bạch trong 6 đường cũng không có địa vị. Vì vậy hiện tại Lục Lâm Thiên muốn Lục Tiểu Bạch làm quen hoàn cảnh một chút, trước tiên là thành lập uy vọng của mình. Thứ hai, Lục Tiểu Bạch có thể ngồi vào chức đường chủ hay không thì phải nhìn vào chính hắn. Lưu Nhất Thủ, dược liệu của hộ pháp Trương Khiếu ngươi thu thập được bao nhiêu rồi? Lục Lâm Thiên hỏi. Từ trong miệng Thạch Vượn Yêu Vương Lục Lâm Thiên đã biết được, đám yêu thú phi hành đã hộ tống Trương Khiếu và Trương Minh Đào rời khỏi Sơn Mạch Vũ Đô. Lục Lâm Thiên phỏng đoán, lúc này dược liệu có thể đã vào tay Lưu Nhất Thủ rồi. Trưởng môn, hôm qua ta đã nhận được dược liệu, số lượng rất nhiều. Nhắc tới dược liệu, Lưu Nhất Thủ mới nhớ tới, sắc mặt hắn lập tức kinh hãi. Hôm qua từ trong tay hộ pháp Trương Khiếu hắn đã thu được một đống dược liệu như một tòa núi nhỏ. Sau khi nhận được đống dược liệu này thiếu chút nữa hắn đã ngất xỉu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức nói. Dựa vào giá trị của đống dược liệu kia, Kim Đường các ngươi có thể duy trì bao lâu? Hồi bẩm trưởng môn, những dược liệu này đều là dược liệu luyện chế đan dược cao cấp, thuộc hạ đã tìm đường chủ Linh Đường kiểm tra qua. Trong đó có không ít dược liệu luyện chế đan dược ngũ phẩm và lục phẩm. Đại bộ phận dược liệu là để luyện chế đan dược tam phẩm và tứ phẩm. Có lẽ giá trị chừng hơn 2 ức kim tệ, chờ sau khi chúng ta bán ra ngoài, có lẽ cái giá thu được sẽ phải gấp đôi. Lưu Nhất Thủ hưng phấn nói, 3 năm trước đây Lưu Nhất Thủ hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn lại triển khai kế hoạch lớn như vậy. Kim tệ qua lại trong tay hắn ít thì 10 vạn, nhiều thì hơn 1000 vạn, điều này khiến cho hắn vô cùng hưng phấn. Ở đây ta còn một chút, có lẽ giá trị cũng tới 2 ức kim tệ. Ngươi sớm bán ra một chút, 2 tháng này. Trong Sơn Mạch Vũ Đô sẽ không có dược liệu nào được bán ra. Giá sẽ do người định đoạt, trong vòng 2 ngày bán ra phân nửa, Vũ Đường và Ám Đường hiện tại đều đang cần tới kim tệ. Lục Lâm Thiên nói xong giao cho Lưu Nhất Thủ một đống túi chữ vật và nhẫn chữ vật. Vâng, trưởng môn. Sau khi tiếp nhận một đống túi chữ vật và nhẫn chữ vật, Lưu Nhất Thủ ngạc nhiên tới há hốc mồm, lập tức nói tiếp. Trưởng môn. Có thực là trong 2 tháng này dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô sẽ không chảy ra ngoài sao? Không sai, sau này Sơn Mạch Vũ Đô đều nằm trong khống chế của Phi Linh Môn ta. Về phần đám thế lực chữ dược liệu kia, người có thể báo thủ báo oán được rồi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Sơn Mạch Vũ Đô đều nằm trong khống chế của chúng ta. Lưu Nhất Thủ không khỏi hít sâu một hơi, nắm giữ toàn bộ Sơn Mạch Vũ Đô, hắn đương nhiên hiểu điều này đại biểu cho cái gì. Nếu như thực sự là như vậy thì sau này Phi Linh Môn sẽ nắm trong tay thị trường phân phối dược liệu của toàn bộ biên giới sát cổ vực. Yên tâm đi làm đi, sau này dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô đều giao cho ngươi là Lục Tiểu Bạch cùng nhau phân phối. Lục Lâm Thiên nói xong, ánh mắt rơi vào trên người Lục Tiểu Bạch rồi nói. Lục Tiểu Bạch,
phương diện dược liệu ngươi phải nhanh chóng quen thuộc, sau này còn chuyện khác giao cho ngươi làm. Vâng, công tử. Lục Tiểu Bạch đáp. Đêm đến, Lục Lâm Thiên tự cho phép mình nghỉ chốc lát. Nghĩ tới ngày mai là hội đấu giá, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Âm dương linh vũ quyết trong cơ thể vận chuyển, một tia chân khí sau khi bị luyện hóa lập tức tiến vào trong đan điền, khí tức lúc này chậm rãi được đề thăng. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được một vòng quang mang màu vàng bao phủ. Sáng sớm hôm sau, bên ngoài Phi Linh Sơn, dưới sự che phủ cùng rừng cây dày đặc, chỉ có một ít tia sáng xuyên qua tầng lá cây dày đặc chiếu xuống mặt đất. Từ phía xa nhìn lại thoại nhìn một mảnh xanh ngắt, trên đám lá cây giọt sương không ngừng chảy xuống phía dưới, vang lên tiếng tí tách. Ca ca xấu, không mang muội ra ngoài chơi. Phía trong Phi Linh Sơn lúc này có một yêu thú màu trắng phóng lên cao rồi lập tức biến mất trong bầu trời. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ còn có Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Phương Hiểu Kỳ đều ngồi trên đó. Lục Lâm Thiên dự định ngày hôm nay đi tới Trấn Hoa Môn, phải tự mình xem xét hắn mới có thể yên tâm. Mà đương nhiên Lục Tâm Đồng muốn đi theo, Bạch Toa Toa vừa tới cũng lập tức yêu cầu đi theo. Nhìn thấy tam nữ đều muốn đi tới Trấn Hoa Môn nhìn một chút, Lục Lâm Thiên cũng không tiện từ chối mà mang tam nữ đi theo. Trong tam nữ Lục Lâm Thiên biết Bạch Toa Toa lá gan lớn nhất, cũng là người không sợ hắn nhất. Phương Hiểu Kỳ đối với hắn thì có kính nể, mà Nhan Kỳ lá gan nhỏ nhất, đối với tam nữ sống cùng một mái hiên này, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không coi các nàng là người ngoài. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Tâm Đồng hưng phấn không ngừng nói líu díu. Tuy rằng lúc này Lục Tâm Đồng là linh tướng tam trọng, cũng được coi là một cường giả. Thế nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 13 tuổi mà thôi, tâm tính ham chơi không thể tránh được. Dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư, chỉ cần một canh giờ đã tới trên Trấn Hoa Môn, Thiên Sĩ Tuyết Sư đáp xuống ở một khoảng cách xa, Lục Lâm Thiên tự mình chạy vào Hoa Môn Trấn. Đánh giá Trấn Hoa Môn lúc này, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng kinh ngạc, Trấn Hoa Môn nho nhỏ so với 3 năm trước đây đã mở rộng gấp đôi, so với Trấn Thanh Vân còn lớn hơn mấy lần. Diện tích trên trấn chừng hơn 10 vạn thước, kiến trúc san sát nhau. Trên đường đông đúc người đi lại, còn chưa tới trấn đã nghe thấy tiếng ầm ĩ trên đường vang vọng ra chung quanh. Nơi nơi tấp nập, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Sao lại náo nhiệt như vậy, hôm nay thật nhiều người nha. Phương Hiểu Kỳ kinh ngạc nói, bình thường nàng cũng tới Trấn Hoa Môn này, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy trên trấn có nhiều người như vậy. Ca ca, muội muốn đi chơi. Lục Tâm Đồng càng thêm hưng phấn kéo tay Lục Lâm Thiên chạy vào trong đoàn người. Con đường tấp nập hiện tại không biết từ khi nào đã lớn hơn so với trước đây, đám người nhộn nhịp, liếc mắt nhìn không hết người, nhân số vượt qua dự liệu của Lục Lâm Thiên. Các con đường đan xen với nhau so với trước đây cũng nhiều hơn không ít. Trong đoàn người, Lục Lâm Thiên cũng âm thầm đánh giá mọi người, đám người trên đường hiện tại toàn bộ đều là vũ giả, thi thoảng còn có không ít linh giả trong đó. Cuối cùng Lục Lâm Thiên đi tới phòng đấu giá được kiến tạo trong vòng 10 ngày kia, kiến trúc khổng lồ trên mặt đất này chừng mấy vạn thước, cao 20 thước, cả vật thể hình tròn, bên ngoài được từng lớp nham thạch bao vây tạo thành, khí thế vô cùng bất phàm. Linh Phi Tông. Trên kiến trúc khổng lồ này có viết 3 chữ Phi Linh Tông. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, Phi Linh Mông, Linh Phi Tông, quả thực chí có nhân tài như Hoàng Phủ Kỳ Tùng kia mới có thể nghĩ ra được, dù sao tùy tiện kiếm một cái tên nào khác cũng được, cũng không quan trọng lắm. Thời gian 10 ngày có thể hoàn thành được như vậy, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thỏa mãn. Lúc này bên ngoài kiến trúc có không ít đại hán trang phục chỉnh tề đang đứng ở ngoài. Người Trấn Hoa Môn dường như cũng biết đây là chỗ đấu giá ngày mai, cả đám đều hiếu kỳ đánh giá, người vây xem chung quanh đương nhiên không ít. Nhìn đám đại hán kia, Lục Lâm Thiên không khó phát hiện ra toàn bộ đều là vũ sư, đầu lĩnh là hai vũ phách, phỏng chừng là người của vũ đường. Người của vũ đường so với đệ tử Phi Linh Môn bình thường mạnh hơn không ít. Khí tức còn sắc bén nhiều hơn. Khí tức và thực lực không quan hệ, mà là một loại hơi thở vô hình tỏa ra quanh người. Từ trên người những người này Lục Lâm Thiên cũng có một chút lý giải về Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Người này tuy rằng đối với hắn có chút cuồng ngạo, thế nhưng từ những đệ tử vũ đường này hắn cũng có thể nhìn ra được. Hắn huấn luyện ra những người này không tồi chút nào, quỷ tiên tử Bạch Oánh chọn người quả thực không sai. Tham kiến trưởng môn. Một lát sau, tại một cửa hàng của Phi Linh Môn trên Trấn Hoa Môn, các đệ tử Phi Linh Môn lập tức hành lễ.
Lục Lâm Thiên đánh giá cửa hàng này của Phi Linh Môn, diện tích mở rộng thêm chừng 10 lần, có 3 tầng, quả thực có thể nói là một hiệu buôn bán đan dược lớn nhất trên Trấn Hoa Môn, dược liệu, binh khí tất cả đều bán. Quan sát một lát, Lục Lâm Thiên vô cùng thỏa mãn. Từ biến hóa trên Trấn Hoa Môn, Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn ra mấy năm nay Lưu Nhất Thủ đã phí không ít khí lực. Sáng sớm tới Trấn Hoa Môn, cuối cùng mấy nữ nhân Bạch Toa Toa tới trưa mới tạm thỏa mãn rời đi. Phía xa Trấn Hoa Môn, mọi người lại cưỡi lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rời đi. Mà lúc này Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ thì ở lại trong cửa hàng của Phi Linh Môn. Trong cửa hàng còn có không ít chuyện tình cần xử lý. Hai người hiện tại cũng không còn thời gian mà chạy loạn. Thế nhưng Lục Lâm Thiên lại nhắc Lưu Nhất Thủ buổi tối thông báo cho những đường khẩu khác tập hợp ở phân đà. Sáu đường của Phi Linh Môn hiện tại chỉ có ngoại đường là không có ai cầm lái, Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể tạm thời gác lại, hiện tại cũng không có ai thích hợp. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, hai người này rõ ràng thực lực hơi thiếu một chút. Muốn phụ trách ngoại đường, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, người được chọn thực lực cũng không thể yếu hơn đám người Âu Dương Lãnh Tật mới dược. Theo sự phát triển của Trấn Hoa Môn, người thực lực quá yếu căn bản không thể trấn thủ ngoại đường. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, mấy nữ nhân đều vô cùng hưng phấn xem đám son phấn, y phục vừa mới mua khiến cho Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Ngay khi Lục Lâm Thiên trở lại Phi Linh Môn thì lập tức nhận được tin tức, tông chủ Quỷ Vũ Tông tự mình tới Phi Linh Môn. Trưởng môn, người của Quỷ Vũ Tông hiện tại đang trong đại điện, Trịnh Anh trưởng lão đang bồi tiếp hắn. Trương Minh Đào nói, Lục Lâm Thiên nhướng mày, mục đích của Quỷ Vũ Tông tới lần này có lẽ có liên quan tới hội đấu giá, về phần có mục đích khác hay không thì hắn tạm thời không đoán ra được. Người Quỷ Vũ Tông, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh đương nhiên sẽ không xuất hiện. Chuyện hai người ở trong Phi Linh Môn cũng không có bị người ngoài biết được. Coi như là đệ tử Phi Linh Môn, người biết thân phận chân chính của hai người cũng chỉ có trưởng lão và hộ pháp. Không nghĩ tới gần đây Phi Linh Môn phát triển cực nhanh như vậy. 3 năm ngắn ngủi thực sự phải khiến ta nhìn với con mắt khác xưa. Trong đại điện Phi Linh Môn, một tiếng cười sang sảng vang lên. Đới tông chủ quá khen, cho dù phát triển thế nào cũng không thể so sánh được với Quỷ Vũ Tông. Thanh âm của Trịnh Anh truyền ra. Biết được đới tông chủ tới đây đón tiếp chậm trễ quả thực có lỗi, mong đới tông chủ thứ tội. Ngoài đại điện, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người, tiếu ý nhàn nhạt hiện lên trên mặt, cũng không có vẻ gì là bồi tội. Tham kiến trưởng môn. Trong đại điện lúc này có Trịnh Anh, Trần Tân Kiệt, Đinh Thành, 3 vị trưởng lão. Còn có 2 vị hộ pháp Lâm Phong, Tôn Hiểu Minh. Đám người này nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất hiện lập tức đứng dậy hành lễ. Lục Lâm Thiên phất tay ý bảo mọi người miễn lễ rồi lập tức đi vào trong đại điện. Lâm Thiên tiểu huynh đệ có tội gì đâu, là do ta không mời mà tới, quấy rầy tiểu huynh đệ rồi. Trong đại điện, một thanh âm sang sảng vang lên, người nói chính là tông chủ Quỷ Vũ Tông Đới Đường tuổi tác chừng hơn 40, thân hình cao ngất, mắt sáng như đuốc, mái tóc ngắn, một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra, quanh thân còn có một cỗ sát khí như có như không. Tham kiến đái tông chủ. Lục Lâm Thiên hơi thi lễ. Khi trước trên Quỷ Vũ Tông Đới Đường này có thực lực vũ xuất tam trọng đã có thể áp chế được hắn. Thế nhưng lúc này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng, đới đường này đã không thể áp chế được nữa. Thực lực của đới đường này chỉ là vũ xuất tam trọng giống như đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Âu Dương Lãnh Tật mà thôi. Sau mấy năm phát triển của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh thì Phi Linh Môn lúc này đã có thực lực chống lại Quỷ Vũ Tông. Ổ Đỗ trưởng lão cũng tới sao? Hân hạnh, hân hạnh. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn vào Đỗ Vân Sơn bên người đới đường. Ánh mắt khẽ đảo qua một chút, người Quỷ Vũ Tông tới đây có 4 vũ tướng, còn có hơn 10 vũ phách. Chỉ có Đỗ Vân Sơn này đã từng cùng Lục Lâm Thiên giao thiệp vài lần, còn những người còn lại, bằng vào thực lực của Lục Lâm Thiên lúc này đương nhiên sẽ không cần để ý tới. Lục trưởng môn khách khí rồi. Đỗ Vân Sơn hoàn lễ, trong Phi Linh Môn. Trước mặt Lục Lâm Thiên mặc kệ có thực lực như thế nào dù sao cũng là môn chủ một môn. Hơn nữa hắn cũng biết quan hệ giữa Lục Lâm Thiên và tiểu thư Linh Thiên Môn không tồi, đương nhiên không dám đắc tội. Lục Lâm Thiên trực tiếp ngồi xuống chủ vị trong đại điện, ánh mắt đảo qua đám người Quỷ Vũ Tông rồi nói với đới đường. Đới tông chủ tới đây không biết là có chuyện quan trọng gì. Ta nghe nói trên Trấn Hoa Môn có một hội đấu giá náo nhiệt cho nên tới giúp vui một chút.
Ai biết trên trấn Hoa Môn hiện tại đã không còn nơi đặt chân, vô cùng náo nhiệt, Phi Linh Môn lại ở ngay gần cho nên mới tới quấy rầy một phen. Cho nên hôm nay làm phiền Lâm Thiên huynh đệ vậy. Đới Đường nói, đây chính là vinh hạnh của Phi Linh Môn ta. Đới Tông Chủ muốn ở đâu để ta sai đệ tử sắp xếp chỗ ở cho Đới Tông Chủ. Lục Lâm Thiên nói, trong lòng âm thầm suy nghĩ, bằng vào thân phận Tông Chủ Quỷ Vũ Tông, nếu như muốn vào khách điếm bình dân mà nói, tuyệt đối không quá khó khăn. Cho dù là không bại lộ thân phận, muốn tìm một địa phương đặt chân cũng không làm khó được đám cường giả của Quỷ Vũ Tông. Chỉ sợ đám người Đới Đường này mượn cơ hội này tới Phi Linh Môn âm thầm thám thính một phen. Nhưng không thể phủ nhận Quỷ Vũ Tông đối với lần đấu giá hội này vô cùng có hứng thú. Vũ khí huyền cấp sơ giai, đan dược lục phẩm đối với Quỷ Vũ Tông mà nói cũng có lực hấp dẫn vô cùng mạnh mẽ. Vậy quấy rầy rồi. Sắc mặt Đới Đường không chút biến đổi, lập tức nói. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, lần đấu giá này tổ chức trên trấn Hoa Môn của các ngươi, không biết các ngươi có biết là do thế lực nào tổ chức không? Chuyện này ta cũng không biết. Mấy ngày trước một người thần bí tới Phi Linh Môn ta, lại cống nạp khiến cho ta thỏa mãn, nói là muốn tổ chức một hội đấu giá trên trấn Hoa Môn cho nên ta cũng chỉ biết vậy, không hơn. Lục Lâm Thiên nói, xem ra kẻ đứng sau hội đấu giá này không đơn giản ra. Đới Đường nói, có người nói lần đấu giá này còn có vũ khí huyền cấp sơ giai, ta định ngày mai cũng đi tới đó xem một chuyến. Thế nhưng hiện tại có Đới Tông Chủ xuất hiện, có lẽ ta sẽ không có hy vọng đó rồi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lâm Thiên huynh đệ nói đùa, nếu như Lâm Thiên huynh đệ có hứng thú, chỉ cần ra giá cao hơn là có thể thu vào trong túi. Đới Đường nói. Trong Quỷ Vũ Tông, trên mặt đám người vũ tướng, vũ phách đều nở nụ cười. Trong lòng thầm nghĩ, vũ khí huyền cấp sơ giai mà Phi Linh Môn cũng muốn với tới, có lẽ 10 Phi Linh Môn cũng không mua nổi một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai nha. Thế nhưng, dù sao đây cũng là Phi Linh Môn. Đám người Quỷ Vũ Tông bọn họ cũng không tiện mở miệng cười lớn. Lục Lâm Thiên hàn huyên có lệ với Đới Đường vài câu, sau đó mệnh lệnh cho Trịnh Anh mang theo đám người Quỷ Vũ Tông sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ, còn hắn thì về lại nơi ở. Lâm Thiên, người Quỷ Vũ Tông tới Phi Linh Môn chỉ sợ mục đích không đơn giản. Đấu giá hội này đương nhiên Quỷ Vũ Tông bọn chúng sẽ có hứng thú. Mặt khác đối với Phi Linh Môn ta có lẽ bọn chúng muốn thủ một chút. Vừa rồi Đới Đường kia dùng tâm thần âm thầm tra xét, thế nhưng lại không thể tra xét ra ta và lão bất tử. Sau khi tới nơi ở, quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh đã chờ hắn ở trong đại sảnh. Bọn họ thích điều tra thì cho bọn họ điều tra. Chúng ta kệ bọn họ, đấu giá hội ngày mai quan trọng hơn, tới lúc đó phải mời Đông Lão và Oánh thì âm thầm tỏa trấn mới được. Lục Lâm Thiên nói, yên tâm đi, có chúng ta ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói, ban đêm, bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng chiếu xuống rừng trúc nhìn qua vô cùng vắng vẻ, cùng với gió đêm thổi qua khiến cho rừng trúc này tăng thêm phần quỷ dị. Tham kiến trưởng môn, một thân ảnh từ trong rừng trúc hiện ra, hai đệ tử Phi Linh Môn lập tức hành lễ. Các đại đường chủ tới chưa? Người tới chính là Lục Lâm Thiên, lúc này tới phân đà, Lục Lâm Thiên không đi cùng hai người quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc suất Đông Vô Mệnh tới đây. Có Đới Đường ở trong Phi Linh Môn, Lục Lâm Thiên cũng không muốn làm bại lộ một cái gì. Hồi bẩm trưởng môn, các đại đường chủ đều đã tới. Một đệ tử Phi Linh Môn đáp. Trong phân đà, trong đại điện lúc này đã có 9 đạo thân ảnh. Ngoại trừ quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, hai tỷ muội này ra thì còn có Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Âu Dương Lãnh Tật, Tương Viễn Quan, Lưu Nhất Thủ, Khang Tử Vân, cuối cùng là Lục Tiểu Bạch. Khi Lục Tiểu Bạch tới phân đà, nhìn thấy đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, cảm nhận thực lực đám người này lại càng thêm kinh hãi. Lúc này hắn mới biết hóa ra Phi Linh Môn lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, hầu như khiến hắn há hốc mồm. Mà mọi người nhìn thấy Lưu Nhất Thủ mang theo Lục Tiểu Bạch đều có chút kinh ngạc. Cuối cùng từ trong miệng Lưu Nhất Thủ mọi người mới biết được, Lục Tiểu Bạch là tâm phúc của trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật, lần này ngươi đã tìm không ít người cho linh đường chúng ta. Linh đường ta nợ ngươi một lần, trước tiên ta tạ ơn ngươi. Sau này nếu như có đan dược tốt ta sẽ lưu lại cho ngươi một viên. Trong đại điện, Khang Tử Vân nói với Âu Dương Lãnh Tật. Khang Tử Vân, đây là người trưởng môn tìm không có quan hệ với ta. Hình đường ta chỉ phụng lệnh đưa cho các ngươi mà thôi. Âu Dương Lãnh Tật nói. Âu Dương đường chủ,
ta nghe nói ngươi và trưởng môn tiến vào sơn mạch Vũ Đô mấy ngày, dường như thái độ đối với trưởng môn chuyển biến không ít nha. Ha ha! Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cười khúc khích, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ khiến cho người ta nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Chư vị, trưởng môn không đơn giản như trong tưởng tượng của các ngươi. Ta khuyên chư vị sau này không nên tự mình chuốc lấy cực khổ. Âu Dương Lãnh Tật nhàn nhạt nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy. Trưởng môn tới. Khang Tử Vân nói. Ngay khi Khang Tử Vân nói xong, một đạo thân ảnh màu xanh đã tiến vào đại điện. Tham kiến trưởng môn công tử. Lưu Nhất Thủ, Lục Tiểu Bạch dẫn đầu hành lễ, lập tức hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan cũng đứng dậy hành lễ. Nhìn thấy hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan như vậy, dường như khiến cho đám người quỷ ảnh La Sát, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng vô cùng nghi hoặc, sắc mặt khẽ biến rồi cũng đứng dậy thi lễ. Chư vị ngồi đi. Lục Lâm Thiên đảo qua đám người, lập tức ngồi xuống. Âu Dương đường chủ, vũ đường của ngươi lần này biểu hiện không tệ, ngày mai cũng phải dựa vào các ngươi, nếu như làm tốt, một ức kim tệ ngươi muốn ngày mai có thể đưa cho ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, đấu giá hội này có thể không giao cho vũ đường chúng ta được không? Dù sao cũng không phải công việc quen thuộc của vũ đường chúng ta. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đương nhiên không phải do các ngươi phụ trách toàn bộ, vũ đường các ngươi chỉ cần phụ trách bên ngoài là được. Hôm nay ta đã tới Trấn Hoa Môn xem xét một chút, nhân số không ít. Ngày mai những người muốn đi vào hội đấu giá, vũ đường các ngươi thu thấp nhất 20 kim tệ một người. Về phần 100 vị trí đầu tiên mỗi người thu 1.000 kim tệ. Thứ hai thu 800 kim tệ, hàng thứ ba thu 600 kim tệ một người. Cứ như vậy, phí vào hội cũng đủ cho vũ đường các ngươi 50 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên nói, thu nhiều như vậy sao? Âu Dương Lãnh Tật cũng có chút kinh ngạc, quả thực vô cùng tiện nghi. Người có hứng thú tham gia hội đấu giá sẽ không quan tâm tới một chút kim tệ đó, hiện tại nhân số trên Trấn Hoa Môn lên tới hơn 3 vạn. Cho dù cao tới đâu cũng có người tham gia. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Hai vị Diệp đường chủ, chuyện quan trọng nhất ngày mai sẽ giao cho các ngươi. Lục Lâm Thiên nhìn vào hai tỷ muội Diệp Phi, Diệp Mỹ. Dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không có biểu hiện gì trên mặt. Tư sắc của Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng đều hơn hai nàng không chỉ một bậc. Thế nhưng hai nàng này... Đặc biệt là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại có thêm vài phần mị lực thành thục, điều này Lục Vô Song và Vân Hồng Lăng hiện tại không thể so sánh được. Không biết trưởng môn muốn tỉ muội chúng ta làm gì? Đôi mắt xinh đẹp của Diệp Phi nhìn về phía Lục Lâm Thiên, trong ánh mắt, mỗi một cử động đều vô cùng tuyệt mỹ, dường như đang khiêu khích Lục Lâm Thiên vậy. Đấu giá hội ngày mai cần hai vị Diệp đường chủ tự thân xuất mã. Trong mọi người cũng chỉ có hai vị đường chủ mới có thể đảm đương trọng trách. Lục Lâm Thiên nói, ánh mắt nhìn vào quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, trong lòng không khỏi trầm xuống, nữ nhân này dường như đang thử định lực của hắn a. Trưởng môn, ngày mai có khôi lỗi cấp 5, đan dược lục phẩm cao giai, còn có vũ khí huyền cấp sơ giai, vậy thì có phải trưởng môn trước tiên nên giao những thứ này cho tỷ muội chúng ta không? Bằng không ngày mai tỷ muội chúng ta cũng không thể chủ trì rồi. Diệp Mỹ nói, ánh mắt thanh nhã không có chút ba động. Tuy rằng không có khí chất quyến rũ thành thục như Diệp Phi, thế nhưng lại hơn ba phần thanh nhã, hai tỷ muội này có thể nói là mỗi người mỗi vẻ. Lục Lâm Thiên nhíu mày thầm nghĩ Diệp Mỹ này quả thực không bình thường. Hắn mỉm cười, thủ ấn trong tay chợt kết, một đạo lưu quang từ nhẫn chữ vật trên tay bắn tới trước người hai nàng, hắn nói. Đây là khôi lỗi cấp 5 trung giai, ta đã xóa đi ấn ký linh hồn, chỉ cần bố trí linh hồn ấn ký là có thể thôi động. Thực lực có thể đánh chết vũ tướng lục trọng không có vấn đề. Một khôi lỗi màu đen xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người khôi lỗi này bề mặt vô cùng trơn bóng, tràn ngập lực lượng cường hãn. Trong cơ thể mơ hồ có lực lượng ba động. Thực sự là khôi lỗi cấp 5 trung giai. Mọi người tuy rằng trên cơ bản đều là vũ xuất thế nhưng vật như khôi lỗi cực kỳ hiếm gặp, cho nên lúc này gặp được cả đám không nhịn được mà kinh ngạc. Mà khôi lỗi này chính là khôi nhị Lục Lâm Thiên luyện chế. Thực lực của hắn hiện tại đã sớm vượt qua thực lực của khôi nhị, Lục Lâm Thiên cũng không còn dùng khôi lỗi này nữa. Vừa vặn nhân cơ hội lần này đem nó bán ra, chí ít cũng có thể khiến thêm bầu không khí trên Trấn Hoa Môn nóng bỏng hơn. Trưởng môn, khôi lỗi cấp 5 trung giai trên cơ bản cũng không có ai nguyện lấy ra bán đấu giá, đây là bảo vật khó có được.
nếu như định giá thì ít nhất cũng phải hơn 2.000 vạn kim tệ. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Đây là hai khỏa đan dược lục phẩm cao giai, dưỡng thần hóa vương đan, là đan dược lục phẩm cao giai gần tới thất phẩm nhất. Đối với việc tăng cường đột phá linh vương và vũ vương có không ít tác dụng. Giá trị thấp nhất có lẽ là 8.000 vạn kim tệ, ngày mai cũng đem chúng ra đấu giá. Lục Lâm Thiên cười khẽ, trong tay xuất hiện một hộp ngọc giao cho quỷ ảnh La Sát Diệp Phi. Hai khỏa đan dược lục phẩm cao giai này chính là đan dược trong bảo tàng của Phi Linh Môn khi trước. Số lượng cũng không nhiều lắm, vì đấu giá hội lần này Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể cắn răng đem ra. Đan dược này tuy rằng chân quý thế nhưng chỉ cần có đủ dược liệu, sau này cũng không phải không thể luyện chế được. Dưỡng thần hóa vương đan. Lúc này, Diệp Phi, Diệp Mỹ vươn tay ra mở hộp ngọc. Một cỗ năng lượng khiến cho người ta chấn động khuếch tán ra khiến cho tâm thần hai nàng rung động. Chính là đan dược lục phẩm cao giai. Hai nàng kinh hô. Cảm nhận khí tức đan dược này, sắc mặt Khang Tử Vân cũng đại biến. Đan dược lục phẩm cao giai, bằng vào thực lực của hắn lúc này cũng chỉ có thể luyện chế đan dược lục phẩm sơ giai mà thôi. Dưỡng thần hóa vương đan này là đan dược trong lục phẩm cao giai gần với đan dược thất phẩm nhất. Khôi lỗi cấp 5 trung giai và hai khỏa đan dược lục phẩm dưỡng thần hóa vương đan này, toàn bộ số kim tệ đấu giá được sẽ chia đều cho Vũ Đường và Ám Đường, ta tin số kim tệ này cũng đủ cho Ám Đường và Vũ Đường chi tiêu. Lục Lâm Thiên nói, trưởng môn, dưỡng thần hóa vương đan này thực sự muốn đem ra đấu giá sao? Sắc mặt quỷ ảnh La Sát Diệp Phi biến đổi, đan dược như vậy lại đem đi đấu giá thì vô cùng đáng tiếc, các nàng đều cực kỳ không nỡ. Bán đấu giá đi, còn có vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ hồng liên xích viêm, và vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ liệt sơn quyết này nữa. Lục Lâm Thiên lại đem hai ngọc giản tràn ngập năng lượng đưa cho quỷ ảnh La Sát Diệp Phi. Trưởng môn, người thực sự muốn bán vũ khí huyền cấp sơ giai sao? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi tiếp nhận ngọc giản. Từ năng lượng thuộc tính ba động trên ngọc giản nàng cũng biết được đây là vũ khí huyền cấp sơ giai. Vũ khí cấp bậc này cũng khiến cho trong lòng hai nàng nóng bỏng. Nếu như đây là vũ khí phong thuộc tính, chỉ sợ nàng sẽ tìm mọi biện pháp mua vào. Ừng ực. Mà lúc này cảm nhận thuộc tính của hai bộ vũ khí này tức thì khiến cho Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính, hai người tức thì nuốt nước bọt, hai vũ khí này vừa vặn thích hợp cho bọn họ tu luyện. Vũ khí huyền cấp sơ giai là thứ bọn họ vẫn luôn mộng tưởng. Bằng vào tu vi vũ xuất tam trọng của bọn họ, bởi vì là tán tu cho nên cũng chỉ tu luyện một bộ vũ khí hoàng cấp cao giai mà thôi, mà vũ khí hoàng cấp cao giai cũng mất không ít khí lực mới lấy được tới tay. Về phần vũ khí huyền cấp, đại môn đại phái tuyệt đối sẽ không bán ra ngoài. Vì vậy bọn họ cũng vô pháp có được. Vũ khí huyền cấp sơ giai và vũ khí hoàng cấp cao giai, hơn kém vô cùng lớn, có thể coi là một cái rãnh. Uy lực lớn hơn không chỉ một chút. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên có thể thực sự xuất ra vũ khí huyền cấp đấu giá, sắc mặt Khang Tử Vân có chút biến hóa. Giá trị của vũ khí huyền cấp sơ giai không hề đơn giản, người có được vũ khí huyền cấp sơ giai trong người đều không phải là người bình thường. Huống chi còn là hai bộ. Lúc này sắc mặt hai người Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan cũng biến hóa theo. Bọn họ trong Sơn Mạch Vũ Đô đều đã thấy trưởng môn thi triển vũ khí huyền cấp sơ giai. Lúc này thấy trên người trưởng môn không ngờ còn có vũ khí huyền cấp sơ giai khác, khiến cho bọn họ lại cảm thấy ngoài ý muốn. Không sai, hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này mang đi bán đấu giá. Lục Lâm Thiên mở miệng cười nói. Trưởng môn, thế nhưng đây là vũ khí huyền cấp sơ giai nha, sao lại có thể đem nó đi bán đấu giá được chứ? Hoàng Phủ Kỳ Tùng rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, hắn dùng ánh mắt như nhìn một bại gia tử nhìn Lục Lâm Thiên. Cuối cùng ánh mắt nóng bỏng nhìn vào vũ khí huyền cấp sơ giai trong tay quỷ ảnh La Sát Diệp Phi. Hoàng Phủ Đường Chủ, nếu như ngươi có hứng thú vậy thì cũng có thể tham gia đấu giá. Tới lúc đó hai bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này là của các ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Trưởng môn, vũ khí huyền cấp sơ giai này nếu như mang đi đấu giá thì ước chừng được bao nhiêu kim tệ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức hỏi luôn, dường như hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với việc này. Nếu như đổi thành kim tệ có lẽ là 3 ức. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Trong lòng hắn cũng vô cùng rõ ràng. 3 ức kim tệ chỉ là giới hạn thấp nhất của vũ khí huyền cấp sơ giai mà thôi. Mà không phải giá trị thực của vũ khí huyền cấp sơ giai. Vũ khí huyền cấp sơ giai ai cũng không muốn bán đi. Cho nên mới nói giá chỉ là tượng trưng. Mà giá trị thực sự còn hơn xa như thế.
mà vũ khí huyền cấp lại là vật chỉ có thể nghe chứ không thể nhìn thấy. Cho nên lúc này tin tức truyền ra trên đấu giá hội có vũ khí huyền cấp, cho nên mới mang đến quang cảnh náo nhiệt như hiện tại. Ừng ực, Hoàng Phủ Kỳ Tùng lại nuốt nước miếng, cho dù hắn cũng không có 3 ức kim tệ mua vũ khí huyền cấp sơ giai, dù sao hắn chỉ là một tán tu. Tuy rằng có thực lực vũ xuất tam trọng, thế nhưng của cải của hắn cũng không có bao nhiêu. Trưởng môn, có thể giảm một chút được không? Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên có thể nói đã hiền lành không ít, trong ánh mắt tràn ngập sự cầu khẩn cùng khát vọng. Vũ khí huyền cấp sơ giai, mê hoặc đối với hắn quá lớn. Mà nghe thấy Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói vậy, mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Hoàng Phủ Kỳ Tùng này vì vũ khí huyền cấp sơ giai không ngờ ngay cả mặt mũi cũng bỏ xuống. Hoàng Phủ Đường Chủ, Lý Đường Chủ, lần này các ngươi kiến tạo phòng đấu giá và âm thầm khiến cho đám rong binh kinh sợ cũng coi như có công. Từ trước tới nay ta đều thưởng phạt phân minh. Như vậy đi, 2 bộ vũ khí huyền cấp này sẽ do các ngươi tự mình ra giá, cuối cùng thuộc về các ngươi. Lục Lâm Thiên nói với Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính. Trưởng môn, chúng ta thực sự không có tiền mà đi đấu giá à? Lý Chỉ Chính nói. Chúng mừng Hoàng Phủ Đường Chủ và Lý Đường Chủ. Lúc này, quỷ ảnh La Sát Diệp Phi biến sắc, lập tức mỉm cười nói với 2 người Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính. Diệp Đường Chủ nói vậy là có ý gì? 2 người này nghi hoặc hỏi. 2 người các ngươi quả thực đầu bị vô nước rồi. Ý tứ của trưởng môn chính là 2 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này ngày mai các ngươi có thể tự do đấu giá trong đấu giá hội. Giá các ngươi có thể tùy tiện định đoạt, đến lúc đó 2 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này là của các ngươi. Ý tứ của trưởng môn không phải là thực sự bán đi vũ khí huyền cấp sơ giai mà chỉ dùng vũ khí huyền cấp sơ giai khiến cho nhân khí trên Trấn Hoa môn tăng lên mà thôi. Quỷ ảnh La Sát mỉm cười, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Trưởng môn, ta nói không sai chứ. Không hổ là quỷ ảnh La Sát phụ trách ám đường. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Trưởng môn, người muốn đem 2 bộ vũ khí huyền cấp này cấp cho chúng ta. Hoàng Phủ Kỳ Tùng dường như còn chưa tin được điều này. Hoàng Phủ Đường Chủ và Lý Đường Chủ gần đây đều có công cho nên sẽ có thưởng. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai tuy rằng giá trị xa xỉ, thế nhưng hắn cũng muốn đem vũ khí huyền cấp sơ giai phát triển thực lực phi linh môn. Lúc này cấp cho đám người Hoàng Phủ Kỳ Tùng không thể nghi ngờ là thích hợp nhất. Đa tạ trưởng môn. 2 người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính nhìn nhau rồi lập tức cung kính hành lễ. 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai khiến cho ấn tượng của bọn họ với tiểu trưởng môn này đã tốt lên một chút. Nhìn thấy Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính ngày mai có thể kiếm được 1 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, tất cả đám người còn lại đều vô cùng ao ước. Ngay cả Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan cũng không ngoại lệ, ánh mắt lạnh lùng, bình tĩnh kia bắt đầu có chút ba động. Âu Dương Đường Chủ, Tương Đường Chủ, vũ khí huyền cấp sơ giai mộc hệ và thủy hệ này giao cho các ngươi, mấy ngày vừa qua trong sơn mạch vụ đô các ngươi cũng đã khổ cực rồi. Lục Lâm Thiên nói xong. 2 ngọc giản xuất hiện trước mặt 2 người Âu Dương Lãnh Tật. Là vũ khí huyền cấp sơ giai. 2 người tiếp nhận ngọc giản, từ khí tức tràn ngập trên ngọc giản bọn họ cũng có thể biết được đây đều là vũ khí huyền cấp sơ giai. 2 vị Diệp Đường Chủ, đây là 2 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai phong hệ, các ngươi cầm đi, đấu giá hội ngày mai phải dựa vào các ngươi. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Lục Lâm Thiên lại bắn ra 2 đạo quang mang. 2 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai phong hệ xuất hiện trước mặt 2 người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi và Diệp Mỹ. Khang Đường Chủ, ta không có linh khí huyền cấp sơ giai, thế nhưng ta có vài thứ này ngươi xem có hợp hay không. Cuối cùng, Lục Lâm Thiên đem 1 ngọc giản trong người giao cho Khang Tử Vân. Khang Tử Vân tiếp nhận ngọc giản, cảm giác năng lượng tràn ngập trên ngọc giản, tức thì 1 giọt máu được nhỏ xuống. 2 mắt hắn nhắm nghiền. Lập tức 1 cỗ quang mang rót vào trong mi tâm Khang Tử Vân rồi biến mất không thấy. 1 lát sau, Khang Tử Vân mới mở mắt ra, trong mắt vô cùng kinh ngạc, thân thể có chút run rẩy nói. Đa tạ trưởng môn, thứ này so với linh khí huyền cấp còn mạnh hơn một ít. Vậy là tốt rồi, trên đó có phương pháp nuôi trồng linh dược, còn có 1 loại yêu linh đan, ta sẽ giao cho linh đường các ngươi, phải nhanh tay sắp xếp mọi thứ một chút. Lục Lâm Thiên nói. Vâng. Trưởng môn, lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên Khang Tử Vân đã không còn sự cao ngạo như trước nữa, vẻ mặt hiện lên sự cảm kích và cung kính.
thứ Lục Lâm Thiên giao cho hắn không phải thứ gì khác mà là một tia linh hồn lực từ trong đầu Lục Lâm Thiên tách ra. Trên tia linh hồn lực này có một vài phương pháp luyện chế đan dược có thể truyền thụ từ Ngọc Giản khi trước Nam Thúc giao cho hắn. Còn có một ít phương pháp luyện chế trận pháp, khôi lỗi, binh khí trên thiên linh lục, đều là thứ Lục Lâm Thiên cho rằng có thể truyền thụ. Tách ra một tia linh hồn lực đối với Lục Lâm Thiên vô cùng đơn giản, nhưng cũng không tốn bao nhiêu linh hồn lực, thế nhưng tới tay Khang Tử Vân thì lại là trọng bảo. Những ghi chép của Thánh Thủ Linh Tôn trên thiên linh lục và một ít tâm đắc khi luyện chế đan dược của linh giả như Nam Thúc, đặc biệt là phương pháp luyện chế khôi lỗi, trận pháp đối với linh giả mà nói tuyệt đối không thua kém gì linh kỹ huyền cấp sơ giai. Mà lúc này Lục Lâm Thiên cũng có ý nghĩ của chính mình, hắn muốn đào tạo dược liệu, dựa vào dược liệu trong Sơn Mạch Vũ Đô tuy rằng có thể chống đỡ phi linh môn hiện tại, thế nhưng so ra vẫn kém dược liệu cho chính mình tự nuôi trồng, sau này phi linh môn phát triển còn cần tiêu hao lớn hơn nữa. Chuyện này giao cho Linh Đường là hợp lý nhất, Linh Đường đều là linh giả, nếu như tất cả thuận lợi chỉ sợ không cần bao lâu phi linh môn đã có thể tự mình nuôi trồng dược liệu. Mặt khác, sau khi Thiên Sĩ Tuyết Sư đột phá tới tứ giai vẫn không tiến triển được bao nhiêu. Kỳ thực yêu thú đều như vậy, sau khi đột phá tứ giai tốc độ tu luyện sẽ giảm đi. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng phải chuẩn bị luyện chế một loại yêu linh đan trên thiên linh lục, loại linh đan này khi yêu thú ăn vào có thể tăng thêm tu vi. Chuyện này giao cho Linh Đường phụ trách cũng khiến cho hắn bớt đi không ít công phu. Sau này hắn cũng có thể bồi dưỡng ra một đại quân yêu thú cũng là chuyện nằm trong khả năng. Trong đại điện lúc này mọi người đều chiếm được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, cả đám vô cùng kích động không ngớt. Đối với Lục Lâm Thiên bọn họ đã nhìn với ánh mắt khác xưa. Người có thể một lần xuất ra 6 bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, chỉ ít bọn họ ai cũng không làm được điều này. Mọi người kích động nhanh chóng hành lễ lần thứ hai. Lúc này đám người đã cung kính hơn trước không ít, mà Lục Lâm Thiên trước mặt mọi người giao cho Lưu Nhất Thủ khôi nhất, khi trước khôi lỗi lang nhân giao cho Lưu Nhất Thủ hiện tại đã quá yếu, thực lực Lưu Nhất Thủ cũng yếu cho nên để bảo vệ an toàn cho Lưu Nhất Thủ, khôi nhất cũng đã không còn tác dụng quá lớn với hắn. Lục Lâm Thiên liền quyết định đem khôi nhất giao cho Lưu Nhất Thủ, cũng có thể bảo đảm an toàn cho Lưu Nhất Thủ một chút. Chuyện này khiến cho mọi người lần thứ hai kinh ngạc. Vị trưởng môn này quả thực vô cùng bí hiểm, vũ khí huyền cấp, khôi lỗi cũng không biết có bao nhiêu. Lục Lâm Thiên lại nói chuyện hội đấu giá ngày mai với mọi người một lúc rồi mới mang Lục Tiểu Bạch rời đi. Đám người kia thì vẫn còn đang chìm đắm trong kích động ở đại điện một lúc sau mới rời đi. Trở lại đình viện bên trong phi linh môn, Lục Lâm Thiên từ xa đã cảm nhận được một cỗ khí tức mịt mờ từ trong sơn môn phi linh hiện lên, khí tức chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Hai hàng lông mày nhíu lại, Lục Lâm Thiên biết đó là đối đường, thế nhưng hắn cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn đã không đặt Quỷ Vũ Tông vào trong lòng, mà chỉ lo lắng Linh Thiên Môn có thể tương trợ Quỷ Vũ Tông hay không mà thôi. Cố ý tạo ra tiếng động, Lục Lâm Thiên mới cùng với Lục Tiểu Bạch đi vào trong đình viện. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên bắt đầu tiếp tục luyện hóa đám chân khí còn chưa luyện hóa hoàn tất trong cơ thể. Sau khi vận chuyển âm dương linh vũ quyết, chỉ trong chốc lát, năng lượng bằng chân khí trong cơ thể dưới tác dụng của âm dương linh vũ quyết đã bị luyện hóa thành chân khí tinh thuần nhanh chóng tiến vào trong đan điền của Lục Lâm Thiên. Một lát sau, quanh thân Lục Lâm Thiên đã được một vòng quanh mang bao phủ. Mỗi một hô hấp đều khiến quang mang ba động, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Sáng sớm hôm sau, từng cơn gió thổi qua phi linh môn mang theo sự hương thơm thoang thoảng từ cây cối ở núi non chung quanh. Ngoài đình viện lúc này đã có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Đó chính là Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, Lục Tâm Đồng, Phương Tân Kỳ, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Lục Tiểu Bạch. Đã trễ thế này tiểu tử kia không ngờ lại còn đang tu luyện. Hôm nay là ngày đấu giá, hắn cũng không biết đường ra sớm một chút. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh nhìn đình viện to tiếng nói. Bằng không chúng ta đi trước một chút. Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói. Ngay khi Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh nói xong. Lúc này từ bên trong đình viện bỗng nhiên truyền ra năng lượng bạo động. Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh lập tức nhìn vào trong đình viện. Trên mặt hai người xuất hiện vẻ kinh ngạc, bằng vào thực lực của bọn họ đương nhiên biết được trong đình viện có người đột phát. Mà lúc này trong đình viện cũng chỉ có Lục Lâm Thiên ở bên trong cho nên cũng chỉ có thể là Lục Lâm Thiên đột phá mà thôi. Ngoài đình viện, một cỗ năng lượng thiên địa vô hình khiến cho không gian lắc lư gợn sóng lập tức mạnh mẽ tiến vào trong đình viện, một cỗ khí tức bắt đầu mạnh mẽ kéo lên.
Năng lượng này ba động không bao lâu, khí tức đang tăng lên cũng lập tức biến mất không thấy. Hình như là vũ tướng ngũ trọng. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhíu mày nói. Tốc độ tu luyện của Lâm Thiên quả nhiên không thể tưởng tượng được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh thở dài, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trong gian phòng, quang mang màu vàng quanh cơ thể Lục Lâm Thiên lúc này đều bị hút vào bên trong cơ thể. Hai mắt mở ra, một cỗ tinh quang từ trong mắt bắn ra. Lúc này một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể bạo phát. Khí tức này chỉ trong nháy mắt bị thu liễm không thấy, trên người không có một chút khí tức nào ba động. Vũ tướng ngũ trọng, tốc độ tăng trưởng tu vi vũ giả cũng không tệ lắm. Lục Lâm Thiên cảm nhận chân khí bàng bạc trong cơ thể mình, lúc này hắn đã có tu vi vũ tướng ngũ trọng, có đan điền khổng lồ này, chỉ cần tu vi vũ tướng ngũ trọng, dưới tình huống thực lực bình thường chỉ cần hơi liều mạng một chút cũng đánh chết được vũ tướng thất trọng. Nếu như dung hợp chu tước quyết bình thường phỏng chừng có thể khiến cho vũ xuất nhất trọng bị thương nặng, vũ tướng ngũ trọng và vũ tướng nhất trọng thực lực so sánh với nhau hơn kém không chỉ là một chút. Nghĩ tới tu vi linh lực của bản thân, Lục Lâm Thiên không khỏi nhíu mày, nếu so sánh thôn phệ linh giả và vũ giả thì thôn phệ linh giả khó hơn nhiều. Linh giả vốn đã rất thưa thớt, khắp nơi đều có vũ giả để thôn phệ, linh giả thì lại là chuyện khác, rất khó tìm. Hôm nay là ngày đấu giá hội diễn ra. Trước tiên đi xem náo nhiệt một chút. Lục Lâm Thiên nói, sau khi thu thập một phen liền lập tức rời khỏi đình viện. Tiểu tư ngươi lại đột phá sao? Lục Lâm Thiên vừa mới đi ra đình viện, thanh âm của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đã vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Vừa vặn mà thôi, tùy tiện tu luyện một chút không nghĩ tới lại đột phá. Lục Lâm Thiên khẽ vuốt cái mũi mình rồi mỉm cười trả lời. Yêu nghiệt! Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì được, tùy tiện tu luyện một chút là độ phá, đương nhiên hắn không tin. Trên người Lục Lâm Thiên khẳng định còn có bí mật gì đó, bởi vì tốc độ tu luyện của Lục Lâm Thiên cực kỳ nhanh khiến cho hắn cũng phải líu lưỡi. Ca ca, muội không đuổi kịp được huynh nữa rồi. Hôm nay Lục Tâm Đồng tỉ mỉ ăn mặc một phen, giống như một con bướm bên người Lục Lâm Thiên vậy. Ngũ quan tinh xảo khiến cho người nhìn vào cũng không khỏi sợ hãi than. Sau khi lớn lên nhất định tiểu cô nương này sẽ trở thành một nữ tử hồng nhan họa thủy. Tâm Đồng đã rất mạnh rồi, ca ca muội tuổi lớn hơn muội, lại là vũ giả nữa. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, khi trước Lục Lâm Thiên còn 13 tuổi chỉ là một thiếu gia uất ức trong Lục gia mà thôi. Lâm Thiên, đi tới phòng đấu giá thôi, đám người đới đường đang chờ ngươi. Ta và lão bất tử đi trước một bước. Đến lúc đó sẽ âm thầm quan sát. Hôm nay có lẽ cũng có không ít cường giả, cũng khó tránh khỏi có người nhân cơ hội nháo sự, tất cả phải chú ý một chút. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Oánh tỷ, Đông lão, vậy hai người đi trước một bước đi. Ta đi sau. Lục Lâm Thiên nói. Siêu siêu. Không gian quanh người thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, quỷ tiên tử Bạch Oánh lập tức gấp khúc, thân ảnh biến mất tại chỗ. Nhìn thực lực hai người. Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể ước ao mà thôi. Cường giả vũ xuất, đặc biệt là cường giả vũ xuất tới cửu trọng vũ xuất và linh xuất cửu trọng như quỷ tiên tử Bạch Oánh, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, lực lượng không gian đã hiểu tới một trình độ nhất định. Nếu như sau khi hắn đạt tới vũ xuất, lại phối hợp với thuộc tính phong và phù quang lược ảnh, có lẽ khi đó tốc độ sẽ còn nhanh hơn. Đới tông chủ dậy thật sớm nha, tối hôm qua nghỉ ngơi có tốt không? Ngoài phi linh môn, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện. Lúc này đám người đới đường và Đỗ Vân Sơn đã đi ra bên ngoài phi linh môn. Tham kiến trưởng môn. Lúc này, đám người Trình Anh cũng có mặt ở đó. Quấy rầy Lâm Thiên tiểu huynh đệ rồi, chúng ta nghỉ ngơi rất tốt. Đới đường cười nói. Tốt cái rắm. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ trong lòng, tối hôm qua chỉ sợ đới đường này đã âm thầm dò xét thực lực phi linh môn rồi. Lục Lâm Thiên nói. Đới tông chủ. Hôm nay đấu giá hội bắt đầu, phi linh môn thân là địa chủ, chúng ta đã sắp xếp chỗ cho chư vị xong rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Khiến cho Lâm Thiên tiểu huynh đệ tốn tâm tư rồi. Đới đường nói, ánh mắt không có chút biến hóa nào. Siêu siêu. Ngoài phi linh môn, đầu yêu thú hắc ưng khổng lồ đang vỗ cánh bay tới. Đầu yêu thú này thân thể chừng trăm thước, từ khí tức cũng có thể nhận ra đã tới tứ giai sơ kỳ, thân thể không ngừng rút nhỏ lại. Giống. Trong bầu trời, thiên sĩ tuyết sư dường như đang cố ý bắt nạt đầu hắc ưng kia. Nó giống lên một tiếng rồi bay tới, khí tức vương giả phát tán ra.
Trên phương diện đẳng cấp, thiên sĩ tuyết sư so với đầu hắc ưng này cao hơn, lại thêm uy áp huyết mạch khiến cho đầu hắc ưng này toàn thân mềm nhũn, hai cánh vô lực giống như quỳ xuống vậy. Thiên sĩ tuyết sư tứ giai trung kỳ. Trong nháy mắt, thiên sĩ tuyết sư khổng lồ thu nhỏ thân thể tới trăm thước mang theo một cỗ uy áp xoay quanh bầu trời khiến cho sắc mặt đám người quỷ vũ tông không khỏi biến đổi. Thiên sĩ tuyết sư tứ giai trung kỳ so với đầu hắc ưng của quỷ vũ tông bọn họ còn mạnh hơn, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đới tông chủ, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng đương nhiên hiểu rõ thiên sĩ tuyết sư coi thường đầu hắc ưng kia cho nên lúc này mới khiến cho nó xấu mặt. Nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức nhảy lên lưng thiên sĩ tuyết sư đang bay quanh dưới tầng trời thấp. Lục Tâm Đồng, Phương Hiểu Kỳ, Nhan Kỳ, Bạch Toa Toa, Lục Tiểu Bạch lập tức theo sau. Khó có được một lần đấu giá hội, cho nên tứ nữ Bạch Toa Toa hôm qua đã mở miệng nói với Lục Lâm Thiên muốn đi, mà Lục Lâm Thiên cũng không cự tuyệt các nàng. Nhìn thiên sĩ tuyết sư của Lục Lâm Thiên, sắc mặt Đới Đường hiện lên sự bất đắc dĩ. Chân khí quanh thân chợt lóe, lập tức nhảy lên lưng yêu thú hắc ưng kia. Trên phương diện yêu thú, tọa kỵ của quỷ vũ tông hắn so với phi linh môn thì yếu hơn. Lập tức đám người của quỷ vũ tông nhảy lên lưng hắc ưng. Hai cánh yêu thú dựng lên lập tức rời khỏi phi linh môn. Đám người quỷ vũ tông không biết nói gì hơn nữa, bởi vì trên đường đi đầu hắc ưng của bọn họ không dám tới gần thiên sĩ tuyết sư, chỉ dám đi phía sau thiên sĩ tuyết sư. Khí tức vương giả trên người thiên sĩ tuyết sư khiến cho nó không dám vượt lên. Điều này khiến cho đám người quỷ vũ tông oán hận không ngớt. Chỉ có thể đi theo phía sau thiên sĩ tuyết sư mà thôi. Hôm nay chính là ngày đấu giá hội trên trấn Hoa Môn. Trong cổ vực, hội đấu giá cũng không ít, thế nhưng đều tổ chức ở những thành lớn. Hội đấu giá tổ chức trên trấn nhỏ như trấn Hoa Môn quả thực là hiếm thấy. Đặc biệt là khôi lỗi cấp 5, đan dược lục phẩm cao giai, vũ khí huyền cấp. Những bảo vật dạng này cho dù là một ít đấu giá hội trong các thành lớn cũng không có. Cho nên sau khi tin tức về đại hội từ trấn Hoa Môn truyền ra, trong thời gian ngắn ngủi 10 ngày đã hấp dẫn vô số ánh mắt. Những thế lực gần đó hầu hết đều tiến vào trấn Hoa Môn. Đương nhiên, không ngoại trừ một ít người tham lam lấn át lý trí. Cổ vực là nơi nào? Hoàn toàn là nơi thực lực phi tôn, người có chủ ý với hội đấu giá đương nhiên có. Chuyện mạnh mẽ đoạt các mặt hàng đấu giá trong cổ vực cũng không phải chưa từng xuất hiện qua. Mà khi tin tức đấu giá hội truyền ra cũng không ít người đang suy đoán, rốt cuộc là thế lực nào lại tổ chức hội đấu giá ở trấn Hoa Môn này. Không ít người lập tức nghĩ tới Phi Linh Môn, thế nhưng sau ngẫm lại, đừng nói là Phi Linh Môn, mà Quỷ Vũ Tông đứng sau Phi Linh Môn cũng không thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau lại thấy tấm biển trên phòng đấu giá ghi Phi Linh Tông, mọi người cũng không có chú ý tới Phi Linh Môn nữa. Thực lực của Phi Linh Môn, ai cũng không nguyện ý tin tưởng người của Phi Linh Môn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Thời gian 10 ngày không lâu lắm, thế nhưng tin tức đấu giá hội trên trấn Hoa Môn truyền đi cực nhanh. Những thế lực có thực lực đều đã tới. Cách ngày đấu giá càng gần, càng có nhiều người tới từ các nơi trong cổ vực chạy tới. Đối với đan dược lục phẩm cao giai, còn có vũ khí huyền cấp sơ giai, hầu như mỗi người đều có hứng thú. Hơn nữa loại đấu giá hội thế này, cho dù giá hội trong các thành lớn cũng khó mà nhìn thấy được. Vì vậy những người bị nó thu hút cũng càng ngày càng nhiều. Hôm nay là ngày hội đấu giá bắt đầu, số người trên trấn Hoa Môn vào sáng hôm nay đã đạt tới mức độ vô cùng kinh khủng, đoàn người chằng chịt từ sáng sớm đã đi tới ngoài phòng đấu giá, mấy con đường cái xung quanh phòng đấu giá này đã chật như nêm, dường như không còn có chỗ để xoay người nữa. Dòng người trên trấn Hoa Môn đông nghịt, tính sơ sơ nhân số có lẽ không thua 20 vạn chút nào. Lúc đám người Lục Lâm Thiên tới trấn Hoa Môn cũng vô cùng giật mình. So với ngày hôm qua thì số lượng ngày hôm nay nhiều hơn gấp đôi. Chừng 20 vạn người trong trấn Hoa Môn, bình thường số người ở trong trấn Hoa Môn cũng chỉ có 10 vạn mà thôi. Mà hiện tại lại hơn phân nửa số người này hẳn đều là vì hội đấu giá mà tới. Một màn náo nhiệt như vậy, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không có quá kinh ngạc. Số lượng người trên trấn Hoa Môn này nếu như so với số người trong thành Thiên Kiếm còn kém xa. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, nhân số trong thành Thiên Kiếm có thể tính bằng ước. Trấn Hoa Môn nếu như muốn so sánh với thành Thiên Kiếm mà nói, còn kém xa lắc. Lúc này ở ngoài Linh Phi Tông, từ sáng sớm đã xuất hiện một đám đại hán đứng thẳng, mặc trang phục như nhau. Khí tức trên người mỗi người đều vô cùng biêu hãn, toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ.
lúc này có trên 500 người lần lượt đứng ở cửa vào Linh Phi Tông. Cảm nhận khí thế này khiến cho đám người đang xếp hàng tiến vào đấu giá hội không dám lớn tiếng. Trong đoàn người, Lục Lâm Thiên cũng khẽ gật đầu, người của Vũ Đường chỉ bằng một cỗ khí thế này cũng có thể nhìn ra không phải là kẻ yếu. Vũ Đường do Hoàng Phủ Kỳ Tùng trưởng quản, tuy rằng hắn chưa được nhìn qua, thế nhưng cũng đủ để hắn thỏa mãn. Bên người Lục Lâm Thiên, Đới Đường cùng đám người Quỷ Vũ Tông sau khi đánh giá những đại hán mặc trang phục Linh Phi Tông này cũng vô cùng kinh ngạc. Dựa vào cái gì, phí vào 40 kim tệ, Linh Phi Tông các ngươi từ đâu tới, thu thế này khác gì cắt cổ. Bỗng nhiên, trong đoàn người có một tiếng hét lớn truyền tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào một người trung niên áo lam đang quát lớn phía trước. Phí vào 40 kim tệ, nộp thì mời vào, không thì cút ngay. Trước cửa Linh Phi Tông, một đại hán tức thì quát lớn. Chê cười, các ngươi đây là đang cướp đoạt. Trấn Hoa Môn này là địa bàn của Phi Linh Tông các ngươi sao? Hôm nay ta muốn nhìn xem, rốt cuộc ai dám cản đường ta? Trung niên áo lam này quát lớn. Hừ, muốn chết. Đại hán của Phi Linh Tông quát một tiếng, lập tức trước Phi Linh Tông, mấy trăm đại hán kia lập tức có hành động, khí tức bạo phát ra, xoay người, ánh mắt nhìn về phía trung niên áo lam kia. Ai dám làm càn? Trung niên áo lam cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế. Sau khi quát lạnh một tiếng, phía sau hắn cũng nhảy ra hơn 20 đạo thân ảnh, một cỗ khí tức không kém cũng xuất hiện. Ha ha, tỉnh trưởng môn, tất cả mọi chuyện nên bình tĩnh. Lúc này, có mười mấy thân ảnh xuất hiện ở dưới cửa vào, chính là đám người Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên cũng ở trong đó, ánh mắt hắn khi nãy đảo qua đã biết trung niên áo lam này chính là trưởng môn tỉnh Văn Khôn của Thiên Nhất Môn, bên người có hai vũ tướng, sáu vũ phách, còn lại đều là vũ sư. Mấy ngày trước đây trong Sơn Mạch Vũ Đô thì có một thế lực của Thiên Nhất Môn tiến vào trong đó, cuối cùng bị hắn tiêu diệt. Tham kiến Đới Tông Chủ. Đám người tỉnh Văn Khôn đột nhiên gặp được đám người Đới Đường, sắc mặt cả đám vô cùng vui vẻ, lập tức nói. Đới Tông Chủ, ngài tới vừa lúc, Trấn Hoa Môn này là địa bàn của Quỷ Vũ Tông, Linh Phi Tông này thực sự quá làm càn. Nói tới chuyện này, Đới Đường đã sớm chú ý, sắc mặt hắn hơi biến đổi một chút. Ánh mắt lập tức rơi vào đám người đại hán kia. Ai dám làm càn tại Linh Phi Tông ta? Một tiếng quát nhẹ truyền tới, ngoài đại môn của Phi Linh Tông, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nói xong, lúc này tổng cộng có 5 người đáp xuống mặt đất, khí tức trên người tràn ra, đám người này đều có thực lực vũ tướng. Thực lực cao nhất cũng đã là vũ tướng bát trọng. Lục Lâm Thiên nhìn tất cả chuyện này, 5 người này cũng có thể là người của Vũ Đường. 5 vũ tướng. Cao nhất là vũ tướng bát trọng, thực lực cũng coi như là cường giả. Linh Phi Tông tính là vật gì, ở đây không phải là địa bàn của Linh Phi Tông các ngươi. Tỉnh Văn Khôn có Đới Đường bên người, nhất thời khí thế lại càng tăng, 5 vũ tướng trước mặt, hắn cũng không có đặt vào mắt. Linh Phi Tông ta ở nơi nào thì nơi đó chính là địa bàn của Linh Phi Tông ta. Mặc kệ ngươi là ai lập tức cút cho ta, bằng không giết không tha. Đầu lĩnh vũ tướng bát trọng kia lập tức hừ lạnh một tiếng nói. Thế nhưng khi ánh mắt đảo qua Đới Đường rõ ràng đã hơi sửng sốt một chút, dường như hắn đã cảm nhận được tu vi của Đới Đường. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, đây là địa phương Linh Phi Môn ngươi làm chủ, ngươi xem xử lý như thế nào đi. Sắc mặt Đới Đường hơi đổi, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Tỉnh Văn Khôn cũng đã sớm thấy Lục Lâm Thiên, cũng không có để tâm lắm. Tuy rằng 3 năm trước đây hắn đã biết. Phi Linh Môn tiêu diệt Cửu Hoa Môn cho nên hắn với Phi Linh Môn có chút cố kỵ, thế nhưng đối với bản thân Lục Lâm Thiên cũng không có để ý. 3 năm trước đây Lục Lâm Thiên tuy rằng trên đại hội tông môn tỏa sáng, cũng là chỉ trong đám đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Hắn có thực lực vũ tướng lục trọng, đương nhiên sẽ không để Lục Lâm Thiên vào mắt. Vì vậy khi vừa nhìn thấy Lục Lâm Thiên bên cạnh Đới Đường, hắn cũng không thèm bắt chuyện. Lục Lâm Thiên nhíu mày rồi chậm rãi tiến lên. Động tĩnh này cũng khiến cho vô số người vây quanh, khiến cho dòng người vốn đã chật kín lúc này lập tức ùn tắc. Tỉnh trưởng môn, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Lục Lâm Thiên nhàn nhạt tiến lên hỏi. Hóa ra là Lục trưởng môn, ngươi tới thực đúng lúc, ta nhớ Trấn Hoa Môn này là nơi Phi Linh Môn các ngươi quản lý, tất cả đều là người một nhà. Trên Trấn Hoa Môn các ngươi có đấu giá hội không ngờ lại muốn thu phí vào của Thiên Nhất Môn ta. Đây có phải là không để Thiên Nhất Môn ta vào mắt hay không? Phi Linh Môn các ngươi cũng quản lý Trấn Hoa Môn không tốt, bằng không giao cho Thiên Nhất Môn chúng ta quản lý là được.
Tỉnh Văn Khôn nói với Lục Lâm Thiên vô cùng tùy ý. Thiên nhất môn ngươi xứng sao? Đột nhiên vẻ mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống nói. Linh Phi Tông ở trong địa bàn Phi Linh Môn ta tổ chức đấu giá đã giao cho Phi Linh Môn chúng ta thành ý. Phi Linh Môn ta và Thiên Nhất Tông các người cũng không phải người một nhà, Thiên Nhất Môn các người cũng không xứng, muốn đi vào thì giao phí, bằng không thì cút. Dám nháo sự trên địa bàn của Phi Linh Môn ta, Tỉnh Văn Khôn ngươi còn chưa đủ tư cách. Thanh âm của Lục Lâm Thiên vừa dứt, Tỉnh Văn Khôn, Đới Đường liền biến sắc mặt. Đới Đường vốn muốn để Lục Lâm Thiên giải quyết Linh Phi Tông phiền phức này, Thiên Nhất Môn chính là một thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông, đương nhiên hắn sẽ muốn che chở. Lục Lâm Thiên, ngươi nói gì, ta cho ngươi nói lại lần nữa. Tỉnh Văn Khôn tốt xấu gì cũng là Nhất Môn chi chủ. Lúc này bị Lục Lâm Thiên nói như vậy tương đương với việc mất hết mặt mũi, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên. Tỉnh Văn Khôn, ngươi tốt nhất nên cút khỏi Trấn Hoa Môn cho ta. Bằng không, ngày mai ta sẽ diệt Thiên Nhất Môn các ngươi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói, vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng ánh mắt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Vũ tướng Lục Trọng bằng vào thực lực hiện tại của hắn không phải không giết được. Ha ha ha, Tỉnh Văn Khôn lập tức cười rộ lên, tiếng cười vô cùng âm lệ. Rốt cuộc hắn cũng đã không nhịn được nữa, nói. Lục Lâm Thiên, lá gan của Phi Linh Môn các ngươi có phải càng ngày càng lớn rồi không? Hôm nay ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực gì mà mạnh miệng như vậy. Nói xong, Tỉnh Văn Khôn cười lạnh một tiếng, bàn chân bỗng khẽ đạp mặt đất một cái, chân khí hỏa hệ trong tay giống như một đầu hỏa mãng xuất động bắn về phía Lục Lâm Thiên, không giáo huấn tiểu tử này một chút, mặt mũi của hắn sao lấy lại được. Đối với việc Tỉnh Văn Khôn xuất thủ, Đới Đường không có ý tứ ngăn cản chút nào, trong lòng có dự định gì không cần nghĩ cũng biết, hắn muốn thừa cơ tìm hiểu Phi Linh Môn một phen. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hàn ý trong mắt không biết từ khi nào đã xuất hiện. Ngay khi đạo công kính nóng bỏng của Tỉnh Văn Khôn ban tới, quanh thân hắn đột nhiên có một cỗ chân khí hỏa hệ bắn ra khiến không gian gợn sóng, cuối cùng va chạm với công kích của Tỉnh Văn Khôn. Phanh phanh, tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên, năng lượng mạnh mẽ khuếch tán, đám người chung quanh không kịp lui về phía sau, lập tức bị ảnh hưởng tới. Hừ, một đạo công kích, Lục Lâm Thiên trực tiếp chống lại Tỉnh Văn Khôn khiến cho Tỉnh Văn Khôn vô cùng kinh ngạc. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy giận dữ. Hắn không thèm nghĩ nhiều, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, chân khí nóng bỏng bỗng nhiên bạo phát ra, bàn chân khẽ nhún một cái, thân thể trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Hỏa diễm như thực chất quanh quẩn trong nắm tay mang theo tiếng xé gió hung hăng đánh về phía Lục Lâm Thiên. Hàn ý từ trong mắt Lục Lâm Thiên tăng lên, vòng xoáy chân khí trong nháy mắt tuôn ra, thân thể tạo thành một đạo tàn ảnh biến mất tại chỗ, tốc độ giống như quỷ mị. Siêu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên tránh khỏi đạo công kích nóng bỏng của Tỉnh Văn Khôn, công kích khiến cho không gian rung động. Lần thứ hai không thể đánh trúng Lục Lâm Thiên, Tỉnh Văn Khôn càng thêm âm trầm. Một quyền thu về, hỏa diễm gào thét, rồi đột nhiên hắn có cảm giác Lục Lâm Thiên phía sau mình, không có chút do dự nào lập tức đem quyền đánh về phía sau. Quyền ấn làm không gian chung quanh rung động, gợn sóng không ngừng khuếch tán. Một kích của Vũ tướng Lục Trọng cũng vô cùng kinh khủng. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên vừa mới xuất hiện phía sau Tỉnh Văn Khôn, lúc này đạo quyền ấn nóng bỏng đập tới, quyền ấn to lớn trực tiếp đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Phanh! Một âm hưởng vang lên trong không gian, Lục Lâm Thiên trực tiếp bị một đạo quyền ấn kia đánh cho tứ chi phân liệt. Không ít người trong lòng cả kinh, đồng thời chờ đợi cảnh tượng xương cốt rơi trên mặt đất. Máu me chảy xuống. Thế nhưng lúc này cũng không có cảnh tượng trong dự liệu của mọi người. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nổ tung rồi biến mất không thấy. Là tàn ảnh. Tỉnh Văn Khôn vừa mới cười thầm lúc này mới biết được thứ mà mình đánh chúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi, tốc độ đối phương quá nhanh. Chỉ trong nháy mắt, Tỉnh Văn Khôn đã cảm giác được không khí phía sau lưng động lại, tức thì hắn thấy lạnh lẽo trong lòng. Dám làm càn trong địa bàn Phi Linh Môn ta, đáng chết. Một thanh âm tràn ngập sát ý vang lên, trong ánh mắt của mọi người, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện phía sau tàn ảnh vừa nãy, cũng chính là sau lưng Tỉnh Văn Khôn. Siêu! Trong tay Lục Lâm Thiên không biết từ khi nào đã được một cái bao tay màu trắng bao bọc, chân khí rót vào liền thấy chân khí thuộc tính hỏa nồng nặc bao phủ, hỏa diễm nhẹ nhẹ nhảy lên, giống như móng vuốt của quỷ U Linh vậy. Đột nhiên,
chảo ấn cực kỳ sắc bén kia mang theo kình khí nóng bỏng đánh ra, ngay cả không khí cũng bị xé rách. Chảo ấn lướt đi thành một đạo tàn ảnh hiện lên trong không trung. Trong sát na này, chảo ấn trước mặt mọi người lấy một tốc độ nhanh như thiểm điện đánh vào đầu Tỉnh Văn Khôn. Cạch cạch, âm thanh xương cốt bị nghiền nát khiến tim người ta đập nhanh trong nháy mắt truyền ra. Đột nhiên, xương cốt trên đầu Tỉnh Văn Khôn hoàn toàn bị đánh nát, não văng ra tứ tung. Thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết mà Tỉnh Văn Khôn cũng không kêu lên được, cũng đã lập tức ngã xuống đất chết đi. Lục Lâm Thiên thu hồi cái bao tay này, thân ảnh đáp xuống mặt đất, không liếc mắt nhìn thi thể này một chút nào, hắn nói. Tỉnh Văn Khôn của Thiên Nhất Môn dám xuất thủ với ta, trong vòng 3 ngày phi linh môn ta sẽ diệt Thiên Nhất Môn. Ai dám ở đây nháo sự? Trong đám người, lúc này có một đội nhân mã của phi linh môn đi tới, đầu lĩnh chính là Hoàng Bác Nhiên và Trương Minh Đào. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Hoàng Bác Nhiên, Trương Minh Đào lập tức chen qua đoàn người, nhìn thấy trưởng môn lập tức hành lễ. Hơn 10 đệ tử phi linh môn cũng cung kính hành lễ. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên, thông báo cho trưởng lão, hộ pháp trong môn, Thiên Nhất Môn dám khiêu khích phi linh môn chúng ta, lập tức dẫn người diệt Thiên Nhất Môn cho ta. Lục Lâm Thiên ra lệnh. Vâng, trưởng môn. Hai người Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên đáp. Lúc này đám người chung quanh còn chưa phục hồi tinh thần lại. Ngay cả mấy vũ tướng của Vũ Đường cũng vô cùng ngạc nhiên, đệ tử Vũ Đường bình thường cũng không biết Vũ Đường chính là phi linh môn tạo ra, mấy vũ tướng như bọn họ đương nhiên biết quan hệ giữa phi linh môn và Vũ Đường. Để bảo mật, quan hệ giữa các đường, thậm chí là quan hệ với phi linh môn cũng chỉ có một số ít người trong các đường biết mà thôi. Sắc mặt đám người Quỷ Vũ Tông và Đới Đường đại biến. Lục Lâm Thiên trong nháy mắt đánh chết Tỉnh Văn Khôn, đồng thời muốn tiêu diệt Thiên Nhất Môn, đây chính là muốn đánh vào mặt tông chủ Quỷ Vũ Tông, hoàn toàn không có đặt Quỷ Vũ Tông vào trong mắt. Vừa rồi Đới Đường thực sự định sẽ ra tay cứu Tỉnh Văn Khôn, thế nhưng hắn lại đang kinh ngạc thực lực của Lục Lâm Thiên, đồng thời hắn cũng muốn biết Lục Lâm Thiên có thực sự dám giết Tỉnh Văn Khôn, không đặt Quỷ Vũ Tông vào mắt hay không. Tỉnh Văn Khôn bỏ mình. Lúc này Đới Đường mới bừng tỉnh, phi linh môn không ngờ đã thực sự không đặt Quỷ Vũ Tông hắn vào trong mắt. Ca ca, huynh không sao chứ? Người này dám xuất thủ với ca ca, chết là tiện nghi cho hắn. Lục Tâm Đồng tới bên người Lục Lâm Thiên, đôi mắt to tròn trong veo trừng mắt nhìn thi thể Tỉnh Văn Khôn, không cảm thấy có vấn đề gì. Người tu luyện độc công, hơn nữa lại là người Lục Lâm Thiên 3 năm trước đây khi giết chóc mang theo bên người, Lục Tâm Đồng tuy rằng chỉ mới có 13 tuổi. Thế nhưng tâm trí đã tôi luyện tới trình độ nhất định. Loại cảnh tượng máu tanh này đương nhiên không làm nàng cảm thấy kinh ngạc một chút nào. Ngược lại, Nhan Kỳ và Bạch Toa Toa thì lại không dám nhìn kỹ. Đới tông chủ, đấu giá hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên cũng có thể thấy sắc mặt của Đới Đường, có lẽ trong lòng hắn nhất định không dễ chịu chút nào. Đây chính là kết quả mà hắn muốn, bằng không hắn làm sao lại mượn cớ xuất thủ như thế. Nói xong, Lục Lâm Thiên lập tức mang theo đám người Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch đi vào bên trong Linh Phi Tông. Hóa ra là Lục trưởng môn, chúng ta đã để dành cho chư vị một chỗ ngồi rồi. Đại hán mặc hắc y vũ tướng bát trọng đi tới bên người Lục Lâm Thiên rồi thi lễ. Trong nháy mắt đánh chết trưởng môn Thiên Nhất Môn, trực tiếp muốn tiêu diệt Thiên Nhất Môn, loại sát khí này cũng khiến cho mấy vũ tướng như bọn họ không khỏi giật mình. Dẫn đường đi, Lục Lâm Thiên nói. Cũng không để ý tới đám người Quỷ Vũ Tông, dưới sự dẫn đường của đại hán lập tức tiến vào đấu giá hội. Tông chủ, phi linh môn này quá làm càn. Nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên đã đi vào trong phi linh môn, một trưởng lão Quỷ Vũ Tông oán hận nói. Chúng ta đi thôi. Đới Đường nói, ánh mắt khẽ thở dài, ý bảo trưởng lão Quỷ Vũ Tông kia không cần nói thêm gì nữa. Vẻ mặt hắn lúc này vô cùng ngưng trọng, những việc vừa rồi của Lục Lâm Thiên khiến cho hắn có cảm giác. Phi linh môn dường như cố ý khiêu khích Quỷ Vũ Tông, cho dù là hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ dẫn tới phiền phức, nếu không có thực lực tuyệt đối phi linh môn tại sao sẽ khiêu khích trước mặt hắn như vậy. Mấy người còn lại của Thiên Nhất Môn đã sớm chạy trốn không biết từ bao giờ. Trong đám người đứng xem, có nhiều người cũng không xa lạ gì với Thiên Nhất Môn, lúc này nhìn thấy chuyện này không khỏi kinh ngạc. Người muốn đi vào đấu giá hội mau tiến lên phía trước, đấu giá hội sắp bắt đầu. Phí vào là 40 kim tệ, nếu như không đủ tiền thì nên sớm rời đi một chút, người nào dám nháo sự vậy thì đừng trách ta. Một đại hán mặc trang phục hắc y lớn tiếng nói.
trên sân rộng kia tức thì lập tức yên tĩnh, vừa rồi có vũ tướng lục trọng bị đánh chết, bọn họ đâu còn dám nháo sự. Thanh niên áo xanh kia là trưởng môn phi linh môn sao? Thực lực thật mạnh mẽ, Tỉnh Văn Khôn kia cũng là cường giả không ngờ bị giết trong một chiêu. Đáng đời hắn, phi linh môn này 3 năm trước đây đã tiêu diệt Cửu Hoa môn và La Sát môn, hiện tại Thiên Nhất môn lại trêu chọc vào hắn, sắp có thêm một môn bị tiêu diệt rồi. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lục Lâm Thiên được vũ tướng bát trọng kia dẫn vào bên trong đấu giá hội. Lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện một phòng khách vô cùng lớn, diện tích to lớn, tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất cao 10 thước, chung quanh có một bãi đá lớn, có 30 chỗ ngồi xếp đều kéo dài tới tầng thứ hai. Thế nhưng tầng thứ nhất này Lục Lâm Thiên phỏng đoán có lẽ có thể chứa 1 vạn 5, 1 vạn 6 người. Lục trưởng môn, vị trí các người ở tầng 2. Vũ tướng bát trong kia dẫn Lục Lâm Thiên đi tới tầng 2. Tầng thứ hai này chỉ có thể chứa được 4-5 nghìn người. Trước mắt được sắp xếp theo cùng một cách, được phân thành các khu vực quy định, mỗi khu vực có thể chứa 20 người. Lục trưởng môn, đây là phòng của các ngươi, tất cả những phòng này đều chuẩn bị cho một ít môn phái có thực lực. Mỗi một môn phái chúng ta thu 5 vạn kim tệ. Vũ tướng bát trọng kia dẫn Lục Lâm Thiên vào một căn phòng, sau khi thi lễ một chút rồi rời đi. 5 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, tối hôm qua hắn bảo Hoàng Phủ Kỳ Tùng thu 1.000 kim tệ một người là tốt rồi, không nghĩ tới Hoàng Phủ Kỳ Tùng này lại thu nhiều như vậy. Một phòng này cũng có thể chứa được 20 người. Vốn giá ban đầu định đoạt là 2 vạn kim tệ lại bị đổi thành 5 vạn, hơn gấp đôi. Phí vào bên ngoài vốn là 20 kim tệ lúc này cũng đã trở thành 40. Lục Lâm Thiên cười khổ một cái, xem ra quả thực bản thân hắn chưa đủ ác. Mà lúc này Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn chung quanh một lát, lúc này trên tầng thứ 2 đã có chừng 3.000 người ngồi đó, phía dưới còn có không ít người đang đi lên. Cúi đầu nhìn xuống khán phòng. Khán phòng to lớn như vậy lúc này đã có vô số người. Thân ảnh đông nghịt, giống như là một đàn kiến hội tụ lại cùng một chỗ, tiếng động lớn, tiếng xôn xao hội tụ lại khiến cho cả đấu giá hội vô cùng ồn ào. Lâm Thiên, vừa rồi ngươi hơi khinh suất một chút, Quỷ Vũ Tông có khả năng sẽ sớm chú ý tới phi linh môn chúng ta. Lục Lâm Thiên vừa mới cùng với đám người Lục Tâm Đồng, Lục Tiểu Bạch ngồi vào chỗ của mình thì thanh âm của Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh đã truyền vào trong tai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chung quanh, lúc này cũng không nhìn thấy thân ảnh của Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh. Tiểu tử, đừng tìm, ta ở ngay lầu 2, ở nơi này không thiếu một ít lão quỷ thực lực cực mạnh đã bị ngươi hấp dẫn tới. Xem ra hôm nay quả thực vô cùng náo nhiệt. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên. Trong lòng Lục Lâm Thiên nao nao, ánh mắt nhìn về chung quanh, lúc này trên lầu 2 hắn mơ hồ có thể cảm giác được ít khí tức mờ mịt đang thu liễm lại. Xem ra lần đấu giá này đã thu hút không ít cường giả tới tham gia. Trong quan sát của Lục Lâm Thiên, lầu 2 có không ít người tự động hợp lại với nhau. Liếc mắt nhìn qua cũng có người của không ít các thế lực. Trong đó người có tu vi vũ tướng khắp nơi đều có, trong đó có vài đại hán và nữ tử cũng khiến cho Lục Lâm Thiên chú ý, không ngờ đều là linh tướng. Vũ tướng và linh tướng, bình thường muốn gặp trên Trấn Hoa Môn đều không dễ dễ dàng. Thế nhưng không nghĩ tới lần đấu giá này lại có không ít. Lục Lâm Thiên thầm than, trong cổ vực đúng là không đơn giản, ngọa hổ tàng long, số lượng cường giả cũng không ít. Một đấu giá hội không ngờ lại thu hút nhiều tới như vậy. Thiên Sơn Môn. Bên trái, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra mấy thân ảnh quen thuộc, đó chính là người của Thiên Sơn Môn. Cửu Hoa Môn, Thiên Sơn Môn, Thiên Nhất Môn đều là thế lực ngoại vi của Quỷ Vũ Tông. Lúc này trưởng môn của Thiên Sơn Môn đang ngồi cùng với mấy vị trưởng lão trong môn một chỗ. Lúc này mấy người Thiên Sơn Môn không ngừng bàn luận, không biết đang nói cái gì đó. Tham kiến Đới Tông Chủ. Ngay lúc đó, Lục Lâm Thiên thấy đám người Đới Đường cũng đã đi vào lầu 2. Lục Lâm Thiên cũng đã sớm an bài một vị trí trên lầu 2 cho đám người Đới Đường. Đám người Thiên Sơn Môn khi nhìn thấy đám người Đới Đường tức thì tiến lên nghênh tiếp. Song phương sau khi hàn huyên một phen lúc này mới cáo từ. Mà đám người Đới Đường được an bài ở một chỗ cách Lục Lâm Thiên không xa. Đới Tông Chủ, vị trí này có vừa ý với Tông Chủ không? Ta cố ý tìm Linh Phi Tông nói cho Đới Tông Chủ đó. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, vừa rồi đánh chết Tỉnh Văn không hoàn toàn không để ý tới Quỷ Vũ Tông, dường như Lục Lâm Thiên đã quên chuyện này vậy. Đa tạ Lâm Thiên tiểu huynh đệ sắp xếp. Đới Đường cười nói.
dường như chuyện kia hắn cũng không để ý tới. Thế nhưng có phải thực sự không để ý tới hay không thì chỉ sợ ai cũng có thể nhìn ra. Đây là điều nên làm, phi linh môn ta vẫn nên tận tình địa chủ thì hơn. Lục Lâm Thiên nói, lúc này thời gian nhanh chóng trôi qua, lầu 2 lúc này đã chật người. Trong tâm thần Lục Lâm Thiên, dường như lúc này trên lầu đã có vài người có tu vi vũ xuất, về phần vũ tướng thì nhiều hơn. Trong phòng đấu giá giờ đã đầy ắp người ngồi. Đông. Trong tiếng ồn ào đột nhiên vang lên một tiếng chuông du dương, khi tiếng chuông này vang lên thì tiếng ồn ào trong phòng đấu giá cũng đột nhiên im lặng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều không tự chủ mà nhìn về phía trung tâm, tất cả đều đang chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Dưới hơn vạn ánh mắt đang nhìn, hơn 10 người chậm rãi xuất hiện, sau đó lại có thêm 80 người từ trong cánh cửa phòng đấu giá đi ra. 80 người này khí tức cường hãn, mỗi một người đều đã tới vũ phách, lập tức phân biệt đứng ở bốn phía bãi đá. 80 vũ phách, loại thực lực này cũng khiến cho không ít thế lực trong đấu giá hội phải lau mắt nhìn. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, thực lực vũ đường không tồi, đây chính là một thanh đao sắc bén trong tay hắn. Từ trong cánh cửa phòng đấu giá có hai bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra, cước bộ nhẹ nhàng, dưới vô số ánh mắt nhìn vào, hai nàng chậm rãi tiến lên bãi đá. Hai nàng đều là hạng người tuyệt mỹ, dáng vẻ có 6 phần tương tự nhau. Một người mê hoặc, thiên kiều bá mị, một người uyển chuyển, thanh thoát, người như hai nàng không thể nghi ngờ đều là hạng người tuyệt mỹ. Đó không phải là hai tỷ muội Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi sao? Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi không ngờ lại là người của Linh Phi Tông, thảo nào từ 3 năm trước không có tin tức gì của Quỷ Ảnh La Sát, hóa ra là gia nhập Linh Phi Tông. Trong tiếng nghị luận của mọi người, hai nàng khẽ nở nụ cười, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt hai nàng dường như vô ý đảo qua phía Lục Lâm Thiên. Chư vị, cảm ơn các vị tới đấu giá hội do Linh Phi Tông tổ chức. Ta tin rằng những vật bán đấu giá ngày hôm nay sẽ làm chư vị thỏa mãn. Thứ tốt đều ở phía sau, hiện tại tỉ muội chúng ta trước tiên sẽ bán đấu giá một ít đồ vật làm bầu không khí náo nhiệt một chút. Chư vị cần phải nhiệt tình ra giá, đừng khiến cho hai tỉ muội chúng ta khó xử là được. Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi cười nhợt nhạt, dung nhan tuyệt mỹ kia khiến cho vô số người nhìn vào không nỡ lòng rời mắt. Nói xong, trong tay Diệp Mỹ hiện ra một hộp gấm. Hộp gấm mở ra, một viên đan dược xuất hiện trong mắt mọi người. Đây là hộ mạch đan sơ giai, đối với việc tăng cường kinh mạch có tác dụng vô cùng tốt. Có lẽ tất cả mọi người đều là người biết hàng, ta cũng không giới thiệu thêm nữa. 100 vạn kim tệ khởi điểm, một lần lên giá không thấp hơn 10 vạn kim tệ. Mọi người hiện tại có thể bắt đầu đấu giá. Diệp Phi mỉm cười, ánh mắt quét qua toàn trường khiến cho không ít người hồn bay điên đảo. 110 vạn kim tệ. 120 vạn kim tệ. Chấm chấm. Thanh âm của Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi vừa dứt, tức thì đã có không ít người bắt đầu ra giá, vừa mở màn đã xuất hiện đan dược ngũ phẩm, điều này khiến cho đám người ở đây có chút chờ mong, không biết phía sau còn cái gì, đan dược ngũ phẩm đã cực kỳ bất phàm rồi. 170 vạn kim tệ, có ai ra giá cao hơn nữa không? Quỷ Ảnh La Sát nhỏ nhẹ nói. 170 vạn kim tệ, thành giao. Thanh âm vang lên, một viên đan dược ngũ phẩm này cuối cùng đã bán ra 170 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc, bình thường mà nói, một viên hộ mạch đan bình thường chỉ có 120 vạn kim tệ mà thôi. Xem ra nếu như muốn bán đan dược với giá cao thì tốt nhất nên bán ở đấu giá hội. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết, trong đó đương nhiên còn có công lao của tỷ muội Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, nếu như đổi thành Âu Dương Lãnh Tật và Tương Viễn Quan kia thì có lẽ giá sẽ giảm lớn. Sau đó hai tỷ muội Quỷ Ảnh La Sát lại xuất ra không ít vật bất phàm đấu giá, đan dược ngũ phẩm, binh khí, dược liệu khó kiếm còn có vũ khí hoàng cấp, mấy thứ này Lục Lâm Thiên đều đưa cho Lưu Nhất Thủ đưa cho Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi. Một lần gọi giá từ 100 vạn kim tệ tăng lên 10 vạn, điều này khiến cho Lục Lâm Thiên thầm quyết định sau này phải tổ chức thêm vài lần đấu giá hội mới được. Trong nháy mắt, lúc này đã đấu giá xong 10 kiện đồ vật bất phàm, số lượng kim tệ đã tới hơn 3.000 vạn, con số quả thực không ít. Bầu không khí bên trong đấu giá hội lúc này cũng có chút nóng bỏng. Chúng nữ Bạch Toa Toa cũng hưng phấn nhìn vào phía dưới, trong bầu không khí này dường như mấy nàng cũng muốn ra giá một lần. Chư vị! Phần thú vị hôm nay đã tới. Một kiện khôi lỗi cấp 5 trung giai, có thể thi triển ra vũ kỹ lúc sinh tiền, chỉ cần bố trí linh hồn ấn ký là có thể sử dụng.
có thể nói là một bảo tiêu vô cùng trung thành, vĩnh viễn không phản bội chủ nhân. Thực sự có thể đánh chết phó tướng Ngũ Trọng. Quỷ ảnh La Sát nói xong, một kiện khôi lỗi màu đen xuất hiện trên bãi đá. Trên thân khôi lỗi có năng lượng lưu chuyển, dường như ẩn chứa một cỗ lực lượng mạnh mẽ, người có thực lực thấp khi nhìn thấy khôi lỗi này sẽ cảm thấy vô cùng áp lực. Thực sự là khôi lỗi cấp 5, người có thể luyện chế khôi lỗi cấp 5 không phải là người bình thường đâu. Đây không phải khôi lỗi bình thường, dùng người sống luyện chế, vô cùng tàn nhẫn, thế nhưng thực lực của khôi lỗi này cũng cực mạnh, chỉ sợ giá sẽ không rẻ. Nhìn thấy khôi lỗi này, Lục Lâm Thiên âm thầm nhìn qua toàn trường, dường như không ít cường giả lúc này cũng đã nhìn vào khôi nhị. Khôi lỗi cấp 5 trung giai so với đan dược ngũ phẩm thì còn có giá trị cao hơn, tương đương với một cường giả vũ tướng ngũ trọng, lục trọng bên người, giá trị không cần phải nói. Khôi lỗi cấp 5 trung giai, giá khởi điểm 2.000 vạn kim tệ, một lần tăng giá không thấp hơn 30 vạn kim tệ. Thanh âm của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi vang lên, tức thì toàn bộ đấu giá hội tức thì im lặng trong chốc lát. 2.000 vạn kim tệ, giá này không phải là thứ mà người bình thường có thể mua được. 2.100 vạn kim tệ. Sau một lát, trên lầu 2 cũng không biết là thế lực phương nào, một vũ tướng bát trọng bắt đầu tăng giá, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn lại, có lẽ thế lực này cũng không kém. 2.130 vạn kim tệ. Chấm. Theo người thứ nhất tăng giá, rốt cuộc cũng có người thứ hai lên tiếng. Mà lúc này đại bộ phận người trên lầu 2 đều ra giá. Giá như vậy không phải là thứ mà người bình thường có thể tiếp nhận được. Trong mấy phút đồng hồ, kiện khôi lỗi cấp 5 trung giai này đã bị nâng lên tới 3.900 vạn kim tệ. Cái giá 3.900 vạn kim tệ cuối cùng này do một vũ tướng cửu trọng trên lầu 2 ra giá. Cuối cùng khôi nhị được vũ tướng cửu trọng này thu vào trong túi. Loại giá này, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng thỏa mãn, so với ý nghĩ ban đầu của hắn còn cao hơn mấy trăm vạn kim tệ. Thứ kế tiếp đấu giá chính là đan dược lục phẩm cao giai dưỡng thần hóa vương đan các vị đang chờ mong. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói xong, trong tay xuất hiện hai hộp gấm, ánh mắt nhìn qua mọi người, nụ cười vừa rồi thu lại, lập tức nói. Đan dược lục phẩm cao giai dưỡng thần hóa vương đan, đối với linh giả và vũ giả sắp đột phá vũ vương, linh vương có không ít chỗ tốt, tuyệt đối là một bảo bối. Là thứ mà giá trị không phải chỉ kim tệ có thể so sánh được, thế nhưng hôm nay, Linh Phi Tông chúng ta bán đấu giá hai khỏa dưỡng thần hóa vương đan. Quỷ ảnh La Sát nói xong. Hộp gấm mở ra, một cỗ năng lượng nồng nặc từ trong hộp gấm truyền ra, khiến cho toàn bộ hội tường đều có thể cảm nhận được năng lượng bên trong hộp gấm. Trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên đột nhiên lại cảm nhận được trên lầu 2 có không ít khí tức mịt mờ khẽ ba động, dường như có không ít người vì dưỡng thần hóa vương đan này mà tới. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá khỏa đan dược lục phẩm cao giai dưỡng thần hóa vương đan, giá khởi điểm 7.000 vạn kim tệ, một lần lên giá ít nhất 50 vạn kim tệ. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói xong, vô số ánh mắt đều nhìn chăm chú vào hộp gấm. Đan dược lục phẩm cao giai, giá trị tuyệt đối không thể so sánh được. Bây giờ có người lại lấy ra đấu giá, thậm chí còn có kẻ cho rằng Linh Phi Tông này là kẻ ngu si. 7.500 vạn kim tệ. Trên lầu 2, đối đường cũng trực tiếp ra giá, một lần tăng 500 vạn kim tệ. Lục Lâm Thiên ghé mắt nhìn qua, không nghĩ tới đối đường này đối với dưỡng thần hóa vương đan lại có hứng thú. Dưỡng thần hóa vương đan không tồi, đối với việc đột phá vũ vương và linh vương có chỗ tốt vô cùng lớn, thế nhưng Lục Lâm Thiên biết hiệu quả của dưỡng thần hóa vương đan không có tốt như thánh quả vũ linh, dù sao hắn cũng không cần dùng tới nó nữa. Thế nhưng năng lượng to lớn bên trong dưỡng thần hóa vương đan đối với hắn lại có tác dụng vô cùng lớn. 7.600 vạn kim tệ. Chấm. Đối đường ra giá, tức thì trên lầu 2 liên tiếp có thanh âm truyền đến. Mấy cường giả vốn Lục Lâm Thiên nghi là cường giả vũ xuất lúc này đều bắt đầu ra giá. Mà cái giá khổng lồ này cũng khiến cho cả đấu giá hội không có mấy người có thể ra giá, những người có thể tăng giá đều là những người trong các thế lực một phương. Lục Lâm Thiên mượn cơ hội tìm hiểu những thế lực này, dường như đều là thế lực ở sát biên giới cổ vực, cũng không cách quá xa Trấn Hoa Môn. 9.300 vạn kim tệ. Sau mười mấy phút. Giá của dưỡng thần hóa vương đan đã bị nâng lên tới 9.300 vạn kim tệ. Cái giá này Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đối với người cần mà nói, giá của dưỡng thần hóa vương đan há là thứ mà kim tệ có thể so sánh. Nếu không phải hiện tại Phi Linh Môn cần kim tệ để phát triển,
Lục Lâm Thiên cũng không đem đan dược lục phẩm cao giai ra bán, đây hoàn toàn là hành động phá sản. Thế nhưng hiện tại vì sự phát triển của phi linh môn hắn cũng chỉ có thể phá sản một lần, chỉ mong qua một đoạn thời gian nữa sẽ tốt hơn. Âm thầm đánh giá mấy cường giả vũ xuất khí tức như có như không kia, Lục Lâm Thiên thầm nhướng mày, nếu như có thể kéo bọn họ vào phi linh môn thì tốt rồi, thế nhưng hiển nhiên hắn biết điều này rất khó. Cuối cùng trong cái giá khổng lồ này, khỏa dưỡng thần hóa vương đan thứ nhất đã được bán với giá 1.300.000 kim tệ, dường như còn có mấy người đang tiếc nuối bởi vì trong người không đủ tiền, vẻ mặt buồn bã. Khỏa dưỡng thần hóa vương đan xuất hiện, điên cuồng tăng giá khiến cho Lục Lâm Thiên vô cùng kinh ngạc, dường như là đám người kia biết dưỡng thần hóa vương đan có hai khỏa cho nên mục tiêu đều đặt trên khỏa thứ hai, khỏa thứ nhất mọi người chỉ muốn tham gia trả giá mà thôi. Lúc này, giá của khỏa dưỡng thần hóa vương đan thứ hai lập tức tăng nhanh chóng tăng lên tới 1.100.000 vạn mà vẫn còn đang tăng thêm. Điều này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi mỉm cười, cái giá này đã vượt qua dự tính của hắn. Có những kim tệ này, đối với sự phát triển trước mắt của phi linh môn đã đủ rồi. Có lẽ một ít dược liệu trong cửa hàng của phi linh môn cũng đã được Lưu Nhất Thủ bán ra. Con số 1.000.000 vạn, này khiến cho Lục Tiểu Bạch tuy rằng gần đây đã được mở rộng tầm mắt, thế nhưng lúc này cũng có chút kinh ngạc. Giá cả lại tiếp tục tăng lên khiến cho quỷ ảnh La Sát Diệp Phi dường như vô ý nhìn về phía Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. 1.500.000 vạn kim tệ. Trên lầu 2, một lão giả trong đoàn người nói. 1.550.000 vạn kim tệ. Đới đường cũng cắn răng ra giá. 1.600.000 vạn. Một lão giả toàn thân không có một chút khí tức nào ba động lên giá. Cái giá này khiến cho người vừa mua được dưỡng thần hóa vương đan vui vẻ không ngớt. Bởi vì giá cả của hai viên dưỡng thần hóa vương đan hiện tại đã chênh lệch mấy 1.000.000 vạn kim tệ. Lúc này cái giá 1.600.000 vạn kim tệ cũng vô cùng kinh người. Tuy rằng dưỡng thần hóa vương đan không thể dùng kim tệ so sánh, thế nhưng giá lại quá cao. Đới đường cũng vô pháp tăng giá lần nữa. Huống chi đây cũng chỉ là đan dược lục phẩm, tuy rằng khó có được, thế nhưng chung quy cũng không thể nào chấp nhận được cái giá này. 1.600.000 vạn kim tệ. Cuối cùng viên dưỡng thần hóa vương đan này bị lão giả kia thu vào trong túi. Lục Lâm Thiên đánh giá lão giả này, tuyệt đối là cường giả vũ xuất, cấp bậc Lục Lâm Thiên không rõ lắm, thế nhưng không phải vũ xuất bình thường. Đó là Lộc Sơn lão nhân, vũ xuất bát trọng, năm đó ta đã có duyên gặp mặt. Dường như biết được Lục Lâm Thiên đang âm thầm tra xét lão giả kia, thanh âm của quỷ tiên tử bạch oánh vang lên trong tai Lục Lâm Thiên. Vũ xuất bát trọng. Lục Lâm Thiên ngẩn ra, quả thực là cường giả đông đảo nha. Cường giả vũ xuất trên lầu 2 không thiếu, thảo nào Nam Thúc và Vân Khiếu Thiên lại nói hắn quá coi thường cổ vực. 1.600.000 vạn kim tệ mua một khỏa dưỡng thần hóa vương đan khiến cho không ít ánh mắt nhìn vào lão giả kia. Thế nhưng lúc này lão giả này cũng không có một chút phản ứng nào, đối với ánh mắt của mọi người không hề để ý tới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên dường như vô ý nhìn về phía đối đường, lúc này sắc mặt đối đường không tốt lắm. Dường như đang thất vọng. Hai vị nữ tử trên bãi đá lúc này nhìn thấy cái giá của dưỡng thần hóa vương đan cao như vậy cũng không khỏi mỉm cười, ánh mắt của hai nàng không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Lâm Thiên trên lầu 2. Ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng đảo qua, cũng không dừng lại trên người hai nàng. Ánh mắt của Lục Lâm Thiên khiến cho hai nàng có chút gợn sóng, đặc biệt là quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, nàng thực sự không nghĩ ra. Bất luận một nam nhân nào nhìn vào hai tỷ muội các nàng chỉ sợ sẽ nhìn thêm vài lần. Thế nhưng chỉ có tiểu trưởng môn này, tuổi tác không lớn, dường như đối với hai nàng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hai hàng lông mi không khỏi nhíu lại một chút, ánh mắt khẽ đảo qua toàn trường rồi nói. Chư vị, thứ kế tiếp muốn bán đấu giá chính là một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai hồng liên xích phiêm. Nói xong, cánh tay quỷ ảnh La Sát Diệp Phi khẽ giơ lên. Tức thì một ngọn giản tràn ngập thuộc tính hỏa xuất hiện trong tay nàng. Nhìn ngọc giản này, tức thì những ánh mắt trên đấu giá hội vô cùng nóng bỏng, không ít người nắm chặt tay, chuẩn bị đem vũ khí này thu vào trong túi. Vũ khí huyền cấp cơ giai, cho dù là đan dược lục phẩm cao giai cũng không thể so sánh với nó. Đây tuyệt đối là vũ khí huyền cấp sơ giai, mọi người có thể yên tâm ra giá. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhẹ nhàng cười, vô cùng quyến rũ. Lại mang theo một chút thành thục mê người khiến cho vô số nam nhân có mặt âm thầm nuốt nước bọt, thiếu chút nữa máu mũi chảy ròng. Thế nhưng người biết quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cũng không dám nhìn nhiều. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi trong cổ vực này cũng có một chút danh khí,
dung nhan tuyệt mỹ, thế nhưng một khi động thủ lại vô cùng tàn nhẫn. Vũ khí huyền cấp sơ giai này hiện tại bắt đầu đấu giá, các vị phải biết rằng vũ khí huyền cấp sơ giai được đấu giá là chuyện vô cùng khó thấy, cho nên chư vị đừng bỏ lỡ. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nhẹ nhàng cười, lại nói. Giá khởi điểm 3 ức kim tệ, một lần ra giá 500 vạn kim tệ, hiện tại bắt đầu. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi trực tiếp nhắc tới giá khởi điểm 3 vạn kim tệ. Dù sao đi nữa nàng cũng biết đây chỉ là làm màu mà thôi, vũ khí huyền cấp sơ giai này đã sớm có chủ. 3 ức kim tệ, cái giá khởi điểm mà quỷ ảnh La Sát Diệp Phi báo ra khiến cho toàn bộ hội trường lập tức tĩnh lặng, lập tức có người ra giá. 3 ức 1.000 vạn kim tệ. 3 ức 1.500 vạn. 3 ức 2.000 vạn. Trong nháy mắt yên lặng rồi lập tức từng tiếng ra giá vang lên. Lục Lâm Thiên theo thanh âm nhìn lại, những người ra giá đều là những cường giả thu liếm khí tức, từ cảm giác có thể phán đoán ra đều là cường giả vũ xuất. Bộ vũ khí huyền cấp sơ giai này xuất hiện, lúc này Lục Lâm Thiên mới phát hiện ra, hiện tại trên lầu 2 chỉ ít có mười mấy khí tức vũ xuất như có như không. Mà khi nghe cái giá không ngừng tăng lên kia, Lục Lâm Thiên cũng có chút kinh ngạc rồi sợ hãi than. Mọi người ở đây đối với vũ khí huyền cấp sơ giai lúc này đã tới một trình độ vô cùng nóng bỏng, hiển nhiên vượt quá dự liệu của Lục Lâm Thiên. Xem ra, lực mê hoặc của vũ khí huyền cấp sơ giai quả thực vô cùng lớn. 4 ức 5.000 vạn. Lại một người nữa ra giá, tức thì toàn bộ hội trường im bặt. 5 ức kim tệ. Chỉ trong chốc lát, một thanh âm tục tần từ trong lầu 2 vang lên. Lục Lâm Thiên nhìn lại thì thấy người đó là Lý Chỉ Chính. 5 ức 500 vạn. Đới đường cách Lục Lâm Thiên không xa cắn răng ra giá. 6 ức kim tệ. Trên lầu 2, Lý Chỉ Chính trừng mắt nhìn đới đường trực tiếp tăng lên 6 ức kim tệ. 6 ức 500 vạn kim tệ. Đới đường lại tiếp tục cắn răng lên giá. 7 ức kim tệ. Lý Chỉ Chính cũng không sợ, vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ này đã là của hắn, làm sao có thể rơi vào trong tay người khác được. Dù sao đi nữa cuối cùng kim tệ này hắn cũng không phải bỏ ra, cho nên tùy tiện ra giá. Mà lúc này sắc mặt đới đường không thể nào đẹp hơn được nữa. Mỗi lần hắn tăng lên 500 vạn đối phương trực tiếp tăng lên một ức. Hoàn toàn không đặt hắn vào trong mắt, khiến cho mặt mũi hắn bị đả kích rất nhiều. Trong đấu giá hội này, những người biết hắn cũng không ít, mặt mũi lần này đã mất hết, thế nhưng lại không thể tìm lại được. 8 ức. Lúc này trên lầu 2 lại có người ra giá, chính là một hán tử hơn 40 mà Lục Lâm Thiên vẫn chưa từng chú ý tới. Cái giá 8 ức kim tệ khiến cho mí mắt Lục Lâm Thiên cũng khẽ nhảy lên, cái giá này quá kinh khủng rồi. Vũ khí huyền cấp sơ giai quả thực không phải bình thường. 10 ức kim tệ. Lý Chỉ Chính dường như không sợ chuyện này lớn, trực tiếp ra giá 10 ức kim tệ khiến cho toàn bộ hội trường yên tĩnh. 10 ức kim tệ, còn có ai ra giá cao hơn không? Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi mỉm cười nhìn toàn trường rồi nói. 10 ức kim tệ, thành giao. Ánh mắt đới đường hung hăng nhìn về phía Lý Chỉ Chính, ánh mắt vô cùng âm trầm. 10 ức kim tệ hắn cũng không xuất ra được, người nọ rõ ràng muốn đối đầu với hắn. Trong lúc mọi người đang còn kinh ngạc vì 10 ức kim tệ, lúc này trong tay quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại xuất hiện một ngọc giản tràn ngập năng lượng thổ hệ. Nhìn ngọc giản kia, những ánh mắt trong hội trường lập tức nóng bỏng. Bộ vũ khí huyền cấp sơ giai cuối cùng ngày hôm nay, giá khởi điểm 3 ức kim tệ. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cười khẽ rồi nói. Toàn trường im lặng, lúc này tiếng ra giá vang lên không dứt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giá cả của vũ khí huyền cấp sơ giai thổ hệ này đã bị nâng lên tới 9 ức kim tệ. 13 ức kim tệ. Một tiếng hét lớn truyền tới. Trong đám người Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng xen lẫn trong đám người trực tiếp ra giá 13 ức kim tệ, lập tức không có ai ra giá nữa. 13 ức kim tệ không phải là số lượng mà các thế lực bình thường có thể lấy ra được. Đới đường gần Lục Lâm Thiên lúc này lại tức giận vô cùng, cái giá vượt quá khả năng thừa nhận của hắn. Lần đấu giá hội này không thu được thứ gì, tâm tình của hắn vô cùng kém. Từ vật thứ nhất xuất hiện cho đến lúc đấu giá hội kết thúc, thân ảnh hai tỷ muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức biến mất. Mọi người đấu giá thành công các vật thì đã có an bài, chỉ cần thanh toán kim tệ là có thể lấy đi. Lục Lâm Thiên mở miệng cười, lần đấu giá hội này không thể nghi ngờ là vô cùng thành công, chỉ sợ kết quả của lần đấu giá hội này sau khi truyền ra ngoài, Trấn Hoa Môn sẽ càng thêm náo nhiệt. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước một bước.
quấy rầy tiểu huynh đệ nhiều rồi, lần sau nếu có thời gian thì tới Quỷ Vũ Tông ta chơi. Đới Đường đứng dậy lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Nhất định, lần sau ta nhất định sẽ tới Quỷ Vũ Tông. Lục Lâm Thiên nói. Sau khi Đới Đường cáo biệt lập tức vội vã mang người rời đi. Khóe miệng Lục Lâm Thiên mỉm cười, có lẽ đám người Đới Đường còn có chút chuyện muốn làm. Tông chủ, Phi Linh Môn muốn tiêu diệt Thiên Nhất Môn, vậy thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngoài đấu giá hội, đoàn người vội vã ra đi, một trưởng lão Quỷ Vũ Tông tức thì hỏi Đới Đường. Chúng ta trở về rồi thương nghị. Sắc mặt Đới Đường trầm trọng nói. Trong một căn phòng nhỏ ở đấu giá hội, chín đạo thân ảnh ngồi trong đó. Trên đài có Lục Lâm Thiên, Thôi Hồn Độc Suất Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh, còn lại là Quỷ Ảnh La Sát Diệp Phi, Diệp Mỹ, còn có Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính, Âu Dương Lãnh Tật và Khang Tử Vân. Trương Môn, Thiên Nhất Môn này thực sự phải tiêu diệt sao? Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh hỏi Lục Lâm Thiên. Đương nhiên phải tiêu diệt, dùng chiến nuôi chiến. Bằng không chỉ bằng vào địa bàn của Phi Linh Môn chúng ta cũng không thể chống đỡ cho Phi Linh Môn tiếp tục phát triển. Lục Lâm Thiên nói. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ tới, Phi Linh Môn tổng cộng chỉ có hai trấn nhỏ, dù sao vẫn vô cùng yếu, cho nên chỉ có thể tranh đoạt địa bàn mà thôi. Trưởng môn, Thiên Nhất Môn giao cho Vũ Đường chúng ta đi. Cũng nên để cho đám người Vũ Đường chúng ta nở mày nở mặt một lần. Đệ tử hiện tại của Vũ Đường đều bị ta huấn luyện kêu khổ suốt ngày. Diệt Thiên Nhất Môn vô cùng dễ dàng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, được một bộ vũ khí huyền cấp sơ giai, thái độ của hắn với Lục Lâm Thiên đã khá hơn nhiều. Hoàng Phủ Đường chủ, Thiên Nhất Môn ta sẽ tự mình diệt, Vũ Đường các ngươi suốt đêm này mang theo 1.000 nhân mã tinh anh chạy tới Thiên Sơn Môn, bình định Thiên Sơn Môn cho ta. Không được xuất hiện một chút sai lầm nào. Lục Lâm Thiên đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Lục Lâm Thiên nghiêm túc. Một cỗ uy áp chậm rãi khuếch tán. Cỗ uy áp này không tới từ thực lực mà tới từ bản thân. Cỗ uy áp này khiến cho Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Diệp Phi đều cảm thấy áp lực. Cỗ uy áp này khiến cho đám người này không khỏi nghĩ tới hai chữ, đó là khí phách. Loại khí phách này tồn tại trong vô hình, dường như là đến từ xương cốt vậy. Lục Lâm Thiên trước đây có khí phách thế nhưng lại không có uy áp như vừa rồi. Uy áp và thực lực của bản thân có quan hệ trực tiếp. Giống như là người thường xuyên nắm trong tay quyền thế, sát phạt quả quyết vô hình chung sẽ sản sinh ra một cỗ khí thế, một cỗ khí phách. Có câu nói, người mang hung khí, sát khí tự xuất hiện. Cho nên thực lực có càng mạnh tương đương với hung khí càng lợi hại. Đương nhiên tâm tính, khí thế cũng có chút khác nhau, làm cho cảm giác của mỗi người cũng khác nhau. Lúc này thực lực của Lục Lâm Thiên được đề thăng, hơn nữa thế lực của Phi Linh Môn được mở rộng, loại khí phách này đã được hiện ra. Trước đây là người cùng chí đoàn, thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên đã không còn là một thiếu gia uất ức phế vật trong Lục gia khi trước. Cho nên cỗ khí phách này đã dần dần xuất hiện. Thế nhưng cỗ khí phách của Lục Lâm Thiên lúc này vô cùng trầm ổn, không giống như người bình thường. Một khi trở thành cường giả sẽ không có uy áp trầm ổn như vậy mà sẽ vô cùng kiêu ngạo. Khí thế của Lục Lâm Thiên hiện tại vô cùng trầm ổn khiến cho người khác không dám khinh thường. Giống như một con hổ nhỏ đang bắt đầu lớn. Một ngày nào đó nó sẽ trở thành yêu vương. Trưởng môn, ở đây cách ra Thiên Sơn Môn, nếu như chỉ có một mình thì trong một đêm ta có thể chạy tới Thiên Sơn Môn, thế nhưng những đệ tử khác cho dù quất roi thúc ngựa chỉ sợ cũng phải mất 3 ngày mới tới. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói, bằng vào tu vi vũ xuất của hắn chạy tới Thiên Sơn Môn không có vấn đề gì. Thế nhưng đám đệ tử Vũ Đường hiện tại lại không làm được. Dù có thúc ngựa liên tục tới Thiên Sơn Môn chỉ sợ từ Sơn Mạch Vũ Đô tới Thiên Sơn Môn cũng mất 3 ngày 3 đêm. Ai bảo ngươi cưỡi ngựa? Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Từ hôm nay trở đi, Vũ Đường các ngươi được phân phối 300 yêu thú phi hành nhị giai, 30 yêu thú phi hành tam giai, ngươi thấy sao? 300 yêu thú phi hành, trưởng môn, ngươi không phải đang nói giỡn đó chứ? Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính kinh ngạc, 300 yêu thú phi hành. Cho dù là sơn môn hơi lớn chút cũng không có. Hơn nữa, bên trong Phi Linh Môn cũng không có yêu thú phi hành nào. Mang theo lệnh bài của ta, sau khi trời tối có lẽ Thạch Vượn sẽ mang đám yêu thú phi hành tới cho ngươi. Trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một khối lệnh bài màu trắng rồi lập tức đưa cho Hoàng Phủ Kỳ Tùng. Lệnh bài này mấy ngày trước Lục Lâm Thiên mới chế tác ra. Thạch Vượn.
vẻ mặt Hoàng Phủ Kỳ Tùng trầm xuống nói. Trưởng môn lẽ nào muốn nói tới đầu thạch vượn yêu vương trong sơn mạch vụ đô kia sao? Có người nói nó đã tới ngũ giai trung kỳ rồi. Không sai, thạch vượn đã bị ta thu phục, ta đã thông chi cho nó buổi tối ngày hôm nay chờ ở sát biên giới sơn mạch vụ đô, còn đem theo 300 yêu thú phi hành, sau này giao cho đám người vũ đường các ngươi phụ trách. Lục Lâm Thiên nói, hôm trước khi rời khỏi sơn mạch vụ đô, Lục Lâm Thiên đã nói với thạch vượn yêu vương chuyện này. Trưởng môn, người thu phục được thạch vượn yêu vương. Hoàng Phủ Kỳ Tùng kinh hãi nói. Có gì là kỳ quái, cửu đầu yêu giao đã thành tòa kỵ của Đông Lão, sau này yêu thú trong sơn mạch vụ đô chính là thực lực của phi linh môn ta. Lục Lâm Thiên nói. Nghe Lục Lâm Thiên nói vậy, Khang Tử Vân, tìm muội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, còn có Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính đều vô cùng kinh ngạc. Trưởng môn. Nếu như có yêu thú phi hành thì chúng ta dùng một đêm là có thể chạy tới nơi. Sáng ngày mai là có thể diệt thiên sơn môn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng hưng phấn đáp, có yêu thú phi hành, vũ đường hắn quả thực giống như hổ thêm cánh. Lý Phó Đường Chủ, sào huyệt của cửu hoa môn khi trước hiện tại hẳn là một phân đà của quỷ vũ tông đúng không? Lục Lâm Thiên nhìn Lý Chỉ Chính hỏi. Trưởng môn, không phải người muốn diệt cả phân đà của quỷ vũ tông đấy chứ? Lý Chỉ Chính hỏi. Người dẫn theo 500 người cưỡi yêu thú phi hành, suốt đêm chạy tới phân đà của quỷ Vũ Tông, triệt để nhổ tận gốc phân đà của quỷ Vũ Tông. Nếu như có vũ tướng và linh phách, linh tướng có thể bắt sống thì bắt sống. Chuyện này đối với ta có tác dụng. Vâng, trưởng môn. Lục Lâm Thiên đáp. Trưởng môn, không phải người đã sắp xếp chuyện này đó chứ? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu. Kế hoạch này hắn đã vạch ra từ trước cho nên mới để thạch vượn về sắp xếp đám yêu thú phi hành. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của hắn, nhưng Thiên Nhất Môn lại là ngoài ý muốn. Vốn Lục Lâm Thiên chỉ muốn trên đấu giá hội, Thiên Nhất Môn và Thiên Sơn Môn có lẽ sẽ tới, đến lúc đó tìm một cơ hội gây phiền phức sau đó mượn cớ tiêu diệt một trong hai. Mà Thiên Nhất Môn ngày hôm nay cũng khiến cho Lục Lâm Thiên thay đổi ý định ban đầu của mình. Thực sự phải toàn lực đối phó với quỷ Vũ Tông sao? Đến lúc đó quỷ Vũ Tông sẽ đối phó với phi linh môn, tuy rằng chúng ta không sợ, thế nhưng giết địch 1.000 tổn hại 800, đối với phi linh môn chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Không, quỷ Vũ Tông có thể từ từ sẽ tới. Thiên Sơn Môn và phân đà quỷ Vũ Tông bị Vũ Đường tiêu diệt sẽ khiến cho quỷ Vũ Tông lầm tưởng làm bị một thế lực thần bí nào đó nhúng tay vào. Có lẽ quỷ Vũ Tông sẽ vô cùng đau đầu một đoạn thời gian. Mà ta trực tiếp diệt Thiên Nhất Môn, phỏng chừng quỷ Vũ Tông cũng không có thời gian mà bận tâm tới phi linh môn của chúng ta. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng, tỉ muội Diệp Phi nhìn nhau khẽ biến sắc. Đối với vị trưởng môn này, mọi người lại phải nhìn bằng một con mắt khác. Trưởng môn, vậy hiện tại chúng ta đi sắp xếp nhân thủ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính nói. Hai người các ngươi đi đi. Tốt nhất là để Đông Lão và Oánh Tỷ đưa các ngươi đi một đoạn. Bằng không phiền phức của các ngươi cũng không ít. Lục Lâm Thiên nhìn hai người rồi nói. Sau khi nói xong chính sự, khóe miệng hắn không khỏi nở nụ cười, so với dáng vẻ nghiêm túc vừa rồi dường như là hai người vậy. Điều này làm cho mọi người trong phòng có chút nghi hoặc. Vị trưởng môn này quả thực không hề đơn giản, cỗ khí thế vừa rồi kia không ngờ bằng vào thực lực của bọn họ cũng cảm thấy có một cỗ áp lực không nhỏ. Lúc này hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Chỉ Chính vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phủ Kỳ Tùng trực tiếp hỏi. Trưởng môn, chẳng lẽ còn có người ngăn các chúng ta sao? Không phải là ngăn các ngươi mà là đánh cướp các ngươi. Hai người các ngươi tuy rằng chiếm được vũ khí huyền cấp, thế nhưng các ngươi lại bị mấy cường giả vũ xuất khác nhìn vào, chỉ sợ các ngươi vừa ra khỏi trấn hoa môn sẽ có người động thủ với các ngươi. Lục Lâm Thiên khẽ cười nói. Vừa rồi trên đấu giá hội Lục Lâm Thiên đã thấy không ít vũ xuất nhìn vào Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính, ánh mắt kia không có thiện ý gì. Trong cổ vực này, loại chuyện giết người đoạt bảo cũng không hiếm thấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hừ, ta muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy, cho hắn nếm thử thiết quyền của ta một lần. Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức lạnh nhạt nói, một cỗ hàn ý lập tức tràn ngập. Hoàng Phủ Đường Chủ, ngươi không nên sơ ý, lẽ nào ngươi nghĩ bằng vào thực lực của ngươi có thể chống lại Lộc Sơn lão nhân sao? Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói.
Lộc Sơn lão nhân, là lão quỷ này sao? Sắc mặt Hoàng Phủ Kỳ Tùng lập tức biến đổi, dường như hắn đối với Lộc Sơn lão nhân này vô cùng kiêng kỵ. Sắc mặt hắn có chút ngưng trọng nói. Lão quỷ này sao cũng tới đây? Không chỉ là Lộc Sơn lão nhân còn có Thanh Hỏa lão quỷ cũng tới. Mục tiêu của hắn hẳn là vũ khí huyền cấp sơ giai hỏa hệ trong tay Lý Phó Đường Chủ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói. Cái gì, lão quỷ này cũng tới? Sắc mặt Lý Chỉ chính thức thì trầm xuống. Đây cũng là hai người có thực lực mạnh nhất, những người khác không nói tới. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói. Ngoài đấu giá hội, lúc Lục Lâm Thiên đi ra, Lục Tiểu Bạch đã mang theo đám người Lục Tâm Đồng chờ ở cửa hàng dược liệu của Linh Phi Môn cách đó không xa. Trưởng môn, dược liệu đã được xử lý non nửa, giá cả không tồi. Sơn mạch Vụ Đô bị phong tỏa, hiện tại dược liệu khan hiếm, cho nên giá cả dược liệu mỗi ngày đều tăng. Trong một gian phòng nhỏ trong cửa hàng, Lưu Nhất Thủ nói với Lục Lâm Thiên. Tất cả dựa theo kế hoạch mà tiến hành là được. Lục Lâm Thiên nói. Một lát sau khi Lục Lâm Thiên nói với Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ vài câu liền lập tức mang theo đám người Lục Tâm Đồng, Bạch Toa Toa, Nhan Kỳ, Phương Tân Kỳ rời khỏi cửa hàng của Phi Linh Môn. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, tam nữ Bạch Toa Toa còn đang không ngừng bàn luận về chuyện trên đấu giá hội, có vẻ cực kỳ hứng thú. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước, nhìn mảnh núi non liên miên trước mặt, Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười rồi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư tiến vào trong sơn mạch. Một lát sau, trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên xuất hiện hai thân ảnh trong sơn mạch, đó chính là Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính. Sau khi ra lệnh cho Thiên Sĩ Tuyết Sư đứng tại chỗ, Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn về phía trước. Lúc này hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng đã đưa tới không ít cường giả. Dưới tình huống bình thường Lục Lâm Thiên cũng không dám tới xem náo nhiệt. Thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên biết rõ Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử Bạch Oánh ở ngay gần đây cho nên hắn cũng không có nguy hiểm quá lớn. Cảnh đoạt bảo vật này hắn cũng có thể xem xét một phen. Trong sơn mạch lúc này đã là buổi chiều, mặt trời nóng bỏng đang bắt đầu lui xuống, cây cối trong sơn mạch dưới ánh nắng lúc này đã có vẻ vô cùng ủ rũ. Nếu đã tới thì ra đi. Trong sơn mạch, tại một con đường nhỏ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Lúc này, trong không trung đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, trong nháy mắt không gian gợn sóng. Năm đạo lưu quang nhanh như thiểm điện bắn tới. Quang mang thu liễm, năm đạo thân ảnh tức thì xuất hiện trong không trung. Năm người đều nhìn nhau, sắc mặt có chút biến hóa. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ. Năm người sau khi liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt ba người khác nhìn thấy hai người còn lại, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức kinh ngạc. Vũ khí huyền cấp sơ giai không phải ai cũng có thể động vào. Nếu như thực lực yếu một chút thì lập tức cút cho ta, bằng không giết không tha. Trong năm người, một lão giả mặc tốc y lập tức lạnh nhạt nói một tiếng, vẻ lạnh lẽo trong mắt xuất hiện. Sắc mặt ba người khác biến đổi, dường như cũng cực kỳ kiêng kỵ người này, sau khi do dự một chút, ba người lập tức lắc mình rời đi. Trong nháy mắt trong bầu trời chỉ còn lại hai đạo thân ảnh là lão giả mặc tố y vừa nói và một lão giả gầy gò mặc trường bào màu xanh. Người này gầy gò, con mắt lồi lên, làn da dán vào xương cốt trên người, sắc mặt âm trầm khiến cho người ta có cảm giác hắn là một loại u linh lệ quỷ nào đó. Lộc Sơn, người còn chưa chết sao? Lão giả âm lệ kia nói với lão giả mặc tố y, ngữ khí vô cùng lạnh lẽo, giống như là tới từ cửu u địa ngục vậy. Thanh Hỏa lão quỷ. Không phải ngươi cũng chưa chết sao? Ngươi tu luyện thuộc tính hỏa, ta tu luyện thuộc tính thổ, mỗi người một người, nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Lão giả mặc tố y nhìn lão giả âm lệ kia rồi nói. Cũng được, mỗi người một người, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Lão giả âm lệ này dường như cũng không phản đối, tức thì đáp. Mà lúc này hai người cũng không đặt hai người Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Chỉ Chính vào trong mắt. Ha ha. Lộc Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, các ngươi chậm rãi thương lượng đi, chúng ta không phụng bồi. Phía dưới, Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng cười lớn một tiếng, tiếng cười vừa vang lên thì hắn và Lý Chỉ Chính lập tức thả người bay lên không trung. Hừ, chạy đi đâu? Lão giả âm lệ quát lên một tiếng, chân khí quanh thân đột nhiên bạo phát. Thanh Hỏa lão quỷ, ở đây còn chưa tới phiên ngươi kiêu ngạo. Ngay lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Trong sát na đột nhiên có một nữ tử xuất hiện, trên người mặc một chiếc váy trắng, dung nhan tuyệt mỹ, mang theo sự thành thục,
quyến rũ, mà khí tức từ trên cơ thể nàng tràn ra ngoài khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân trong nháy mắt kinh ngạc. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, là ngươi. Trong nháy mắt này, Lộc Sơn lão nhân vốn muốn đuổi Hoàng Phủ Kỳ Tùng đột nhiên dừng lại rồi dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ngươi là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng biến sắc, ánh mắt lập tức ngưng trọng. Thanh Hỏa lão quỷ, hai người kia là người của ta, ngươi dám động vào một cọng lông của bọn họ ta sẽ lập tức san bằng tổ chim của ngươi. Nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, trong đôi mắt xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh mang theo sự cảnh cáo tuyệt đối. Trên dung nhan tuyệt mỹ, hàn ý kia cũng khiến cho hai người trước mặt phát lạnh. Hóa ra là người của quỷ tiên tử Bạch Oánh, vậy thì bản soái đi trước một bước, sau này gặp lại. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ co quắp lại, cắn răng nói. Nói xong, thân ảnh trong nháy mắt chạy đi. Ồ, thiên sĩ tuyết sư. Lúc này, một tiếng kinh ngạc vang lên, lập tức thân ảnh của Thanh Hỏa lão quỷ xuất hiện trước mặt thiên sĩ tuyết sư. Tiểu tử, thiên sĩ tuyết sư là của ta, các ngươi cút đi, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ánh mắt Thanh Hỏa lão quỷ mừng rỡ nhìn vào thiên sĩ tuyết sư rồi nói, hắn không liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên một chút nào. Cảnh tượng vừa rồi Lục Lâm Thiên cũng đã thấy, hắn thật không ngờ Thanh Hỏa lão quỷ lại coi trọng thiên sĩ tuyết sư của hắn. Lục Lâm Thiên nhìn Thanh Hỏa lão quỷ, sắc mặt trầm xuống rồi nói. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi đi đi, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Tiểu tử miệng chưa dứt sữa, lắm lời. Thanh Hỏa lão quỷ cũng không nói lời vô ích nào trực tiếp không nhìn Lục Lâm Thiên mà bàn chân khẽ bước một bước, thân hình giống như quỷ mị trực tiếp đánh về phía Lục Lâm Thiên. Chân khí nóng bỏng bỗng nhiên từ trong cơ thể bạo phát ra, khiến cho không gian nóng bỏng. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi muốn chết. Một tiếng quát âm trầm chói tai vang lên trong không gian, đột nhiên có một thân ảnh màu đen khiến cho không gian gấp khúc xuất hiện. Thủ ấn trong nháy mắt được đánh ra, quanh thân thể tràn ngập làn xương màu đen. Trong sát na này, trong làn xương đen một đạo trưởng ấn được ngưng tụ khiến cho không gian gợn sóng mang theo âm hưởng bạo liệt trong bầu trời. Một trường đánh ra khiến cho không gian trực tiếp gấp khúc, trong nháy mắt đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Biến cố đột nhiên xảy ra này khiến cho Thanh Hỏa lão quỷ biến sắc. Sắc mặt so với nhìn thấy quỷ tiên tử Bạch Oánh còn xấu xí hơn nhiều. Thế nhưng sau khi kinh ngạc, chân khí nóng bỏng trong người lập tức tràn ra, trong tay nhanh chóng đánh ra một đạo trường ấn. Trường ấn này đánh ra khiến cho không gian rung động. Trưởng ấn trực tiếp xuyên qua không gian ầm ầm đánh về phía trước. Phanh phanh. Hai đạo trưởng ấn trực tiếp va chạm, kình khí ngập trời nhanh chóng khuếch tán khiến cho không gian chung quanh gấp khúc. Trong kình khí khuếch tán này ẩn chứa kịch độc. Đây mới là chỗ kinh khủng của thôi hồn độc suốt đông vô mệnh. Đối chiến với hắn nếu không chú ý một chút thì đó chính là sai lầm chí mạng. Năng lượng cuồng bạo khuếch tán, trong đó có một cỗ năng lượng màu đen, lúc này trong không gian có một mùi gai mũi vô cùng khó chịu. Khục khục, thanh âm bạo liệt vừa dứt, thân thể của Thanh Hỏa lão quỷ trực tiếp bị đánh bay về phía sau chừng trăm thước mới dừng lại được, khuôn mặt vốn đã giống quỷ lúc này lại càng thêm tái nhợt. Sư phụ, giúp Tâm Đồng giết hắn, ai bảo hắn khi dễ ca ca. Phía xa, Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Thanh Hỏa lão quỷ, đây chính là do ngươi tự mình muốn chết, đừng có trách ta. Bóng đen chợt léo lên, thân thể thôi hồn độc suốt đông vô mệnh biến mất. Đông vô mệnh, ta và ngươi không cừu không oán, ngươi đối phó với ta làm gì? Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ trầm xuống, ánh mắt nhìn thôi hồn độc suốt đông vô mệnh đã cực kỳ ngưng trọng. Ngươi không nghe thấy sao, vừa rồi ngươi định đối phó với đồ đệ ta, ngươi nói xem ta có nên đối phó với ngươi hay không? Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lạnh nhạt nói, hắc bào trên người lúc này không gió tự bay, hắc phụ quanh quẩn, ngay cả không gian chung quanh người cũng xuất hiện một tia màu đen. Ta không biết đó là đồ đệ ngươi. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ cực kỳ khó coi. Đó là chuyện của ngươi, đồ đệ của ta há có thể để cho ngươi thích động thủ là động thủ. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh lạnh nhạt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ lúc này càng thêm khó nhìn. Giết ngươi, như đồ đệ ta nói. Thôi hồn độc suốt đông vô mệnh nói. Đông vô mệnh, ta muốn đi ngươi cũng không giữ ta lại được. Thanh Hỏa lão quỷ cắn răng nói. Thật không, vậy thêm ta thì sao? Một thanh âm nũng nịu truyền tới, thân ảnh xinh đẹp của quỷ tiên tử Bạch Oánh chợt lóe rồi lập tức phong tỏa đường lùi của Thanh Hỏa lão quỷ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh, đông vô mệnh, các ngươi cùng nhau tới.
sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ lúc này đã có chút kinh hoàng. Hai người này bất luận là một người nào đều có tu vi hơn hắn, ngay cả một người hắn cũng không đối phó được. Nếu như lúc này hai người liên thủ, hắn đương nhiên sẽ khó mà sống sót. Hừ! Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh không trả lời chỉ hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt thủ ấn trong tay được kết, một cỗ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng tụ tập, toàn bộ không trung lúc này tức thì run rẩy. Trong sát na, toàn bộ không gian có một cỗ công kích linh hồn, mảnh khói độc bao phủ không gian chừng 2.000 thước. Dưới sự bao phủ của mảnh khói đối cũng với năng lượng ngập trời và mùi gai mũi kia, khiến cho không gian lúc này dường như bị đè nén. Sắc mặt Thanh Hỏa lão quỷ hoảng hốt, thủ ấn nhanh chóng được kết, quanh thân thể trong nháy mắt có hỏa diễm màu xanh bao phủ thân thể giống như một quang cháo bằng hỏa diễm, khói đối dường như trong thời gian ngắn khó có thể tiến vào người hắn. Thanh Hỏa lão quỷ, người vẫn còn kém một chút. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh nhạt nói một tiếng, thủ ấn trong tay tiếp tục được ngưng tụ, hai đạo hắc mang quỷ dị một trái một phải nhanh chóng được đánh ra. Hắc mang xuyên qua hư không đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ, hắc mang trực tiếp xé rách không gian giống như là linh xà xuất động. Hai cỗ hắc mang này đánh vào vòng quang cháo bằng hỏa diễm quanh thân Thanh Hỏa lão quỷ, năng lượng khổng lồ tức thì tản ra, nhanh chóng khuếch tán về bốn phía. Phanh phanh. Trong không gian đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt, năng lượng khổng lồ nổ tung, hỏa diễm màu xanh của Thanh Hỏa lão quỷ trong nháy mắt vỡ tan. Toàn bộ không trung trong nháy mắt được bao phủ bởi một mảnh hắc vụ. Mùi gai mũi tràn ngập không gian. Hắc vụ này trực tiếp xuyên qua hỏa diễm màu xanh bao phủ Thanh Hỏa lão quỷ. Siêu. Thanh Hỏa lão quỷ không có chút do dự nào trực tiếp chạy trốn. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh toàn thân là độc, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa kịch động, đồng thời còn là công kích linh hồn cường hãn nhất, tuyệt đối là người khó nhằn nhất, cho nên hắn không dám chống lại. Thanh Hỏa lão quỷ, ngươi còn chạy đi đâu? Ngay khi Thanh Hỏa lão quỷ chạy trốn, trong không gian tràn ngập khói độc đột nhiên xuất hiện thân ảnh thôi hồn độc xuất đông vô mệnh phía sau hắn. Một đạo chảo ấn được ngưng tụ từ hắc vụ màu đen nhanh chóng hiện ra, trực tiếp chộp về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Chảo ấn xuyên qua không gian khiến cho không khí rung động, gợn sóng trực tiếp khuếch tán mang theo kình khí bàng bạc. Trong nháy mắt khi bàn tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh đánh xuống thì trong không trung vang lên âm thanh bạo liệt. Đông vô mệnh, ta và ngươi liều mạng. Thanh Hỏa lão quỷ hét lớn. Không thể đào thoát, chỉ có thể cố gắng phản kháng mà thôi. Vẻ mặt hắn xa sầm, trong mắt hiện lên vẻ âm ngoan rồi gầm lên một tiếng. Chân khí bạo phát, một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán không trung sau đó hóa thành một đạo quang trụ khổng lồ bằng hỏa diễm, toàn bộ không gian dưới năng lượng nóng bỏng này bắt đầu run rẩy. Thực lực thật mạnh mẽ. Lục Lâm Thiên đứng ở phía xa lúc này vô cùng kinh ngạc. Thực lực của Thanh Hỏa lão quỷ tuy rằng không bằng thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, thế nhưng thực lực của hắn cũng là vũ xuất bát trọng. Loại thực lực này cũng tuyệt đối là cường giả. Trong cổ vực quả thực đúng là cường giả đông đảo. Trong khoảnh khắc, đạo quang trụ bằng hỏa diễm hung hăng va chạm với chảo ấn của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Phanh phanh. Hai cỗ năng lượng va chạm với nhau, kình phong kinh khủng khiến cho thiên địa rung động tức thì bạo phát. Núi non phía dưới có vô số ngọn núi bị kình khí phá hủy, giống như sơn băng địa liệt. Kình phong kinh khủng nhanh chóng khuếch tán, lúc này hắc vụ lại tràn ngập không gian. Hộ thân quang cháo quanh người Thanh Hỏa lão quỷ lúc này trong nháy mắt biến thành làn khói trắng. Khục khục, cước bộ Thanh Hỏa lão quỷ lảo đảo trên bầu trời, lúc này hắn khẽ ho vài tiếng, hiển nhiên đã bị thụ thương. Thanh Hỏa lão quỷ, ta không cho ngươi đi, ngươi có muốn cũng không đi được. Bỗng nhiên lúc này khi thân thể Thanh Hỏa lão quỷ còn chưa đứng vững, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Đồng thời toàn bộ không gian tức thì nhộn nhạo. Không gian chung quanh lập tức gấp khúc, một cỗ lực lượng ngập trời tức thì bạo phát. Siêu siêu. Một đạo trưởng ấn màu trắng to chừng nghìn thước do quỷ tiên tử Bạch Oánh ngưng tụ ra trong nháy mắt cắt ngang không gian trực tiếp khiến cho không gian gấp khúc, sau đó đánh về phía Thanh Hỏa lão quỷ. Khí tức cuồng bạo tỏa ra, một cỗ năng lượng ba động kịch liệt xuất hiện khiến cho tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Trong lúc hoảng sợ Thanh Hỏa lão quỷ chỉ kịp bố trí một vòng hộ thân quang cháo, ánh mắt kinh hoàng. Trong nháy mắt này, trưởng ấn trực tiếp đánh vào trên người Thanh Hỏa lão quỷ, sóng gợn trong không gian lúc này giống như cơn sóng lớn khuếch tán. Kinh khí kinh khủng khiến cho không gian nhộn nhạo, biến hình. Phanh phanh, âm hưởng bạo liệt vang lên từ phía chân trời, năng lượng kinh khủng giống như một cơn lốc quét qua tất cả. Toàn bộ không gian lắc lư giống như gặp địa chấn.
núi non chung quanh tiếp tục bị kình khí tàn dư phá hủy. Khục khục. Trong kình khí cuồng bạo có một thân ảnh bị đánh bay ra, đồng thời trong miệng phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch. Thanh hỏa lão quỷ, chết đi. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng quát một tiếng, thân thể giống như quỷ mị trực tiếp đánh về phía thanh hỏa lão quỷ. Một cỗ hắc phụ từ trong tay hắn tuôn ra, trong hắc phụ tràn ngập mùi gai mũi khuếch tán ra bốn phía. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh ngạo nghễ lăng không đứng đó, linh lực quanh người cuồn cuộn. Hắc phụ nồng nặc này đột nhiên hóa thành ngàn vạn hắc ti, mỗi một sợi hắc ti đều lớn bằng sợi tóc xuyên qua không gian, trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh thanh hỏa lão quỷ. Chỉ trong chớp mắt, ngàn vạn hắc ti giống như một con nhộn trực tiếp bao phủ không gian mấy chục thước, kể cả thanh hỏa lão quỷ cũng bị bao phủ ở trong đó. Nhìn cảnh tượng này, Lục Lâm Thiên khẽ cười, thôi hồn độc xuất đông vô mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh trong vũ xuất và linh xuất cũng là cường giả đỉnh cấp. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đã là vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, độc công và công kích linh hồn của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh cũng cực kỳ cường hãn. Thực lực của thanh hỏa lão quỷ cũng tuyệt đối không kém. Nếu như thả ra ngoài, những người dám trêu vào thanh hỏa lão quỷ này chỉ sợ không có bao nhiêu. Thế nhưng hôm nay dường như vận khí của thanh hỏa lão quỷ không tốt lắm. Gặp phải quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đông vô mệnh vô cùng kinh khủng này, huống chi lại là hai người liên thủ, thanh hỏa lão quỷ cũng chỉ thầm than mình không may mà thôi. Phía xa, Lục Lâm Thiên cũng nghi hoặc nhìn thân ảnh đang lăng không đứng đó, chính Sơn lão nhân. Lúc này Lộc Sơn lão nhân cũng không có ý rời đi, vẫn đứng ở phía xa quan sát. Trong bầu trời, lúc này đám độc ti càng ngày càng thu nhỏ lại, lúc này chỉ còn ba thước. Không gian xung quanh hoàn toàn gấp khúc. Năng lượng cuồng bạo hầu như xé mở không gian. Đông lão, lưu cho hắn một mạng đi. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi mở miệng nói với thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Ngươi nói với hắn đi, lưu cho hắn một mạng cũng không khó. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh mở miệng nói. Thanh hỏa lão quỷ, muốn chết hay muốn sống thì ngươi tự mình quyết định đi. Thiên sĩ tuyết sư tới gần, Lục Lâm Thiên nhìn đám độc ti rồi mở miệng nói. Tiểu tử. Người rốt cuộc là ai? Thả ta ra, sau này chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Trong đám độc ti, thanh âm của thanh hỏa lão quỷ truyền ra, từ thanh âm của hắn không khó nhìn ra, lúc này thanh hỏa lão quỷ dường như cũng không khá cho lắm. Đông lão, hắn không thức thời cho lắm. Giết hắn đi, thi thể lưu lại cho ta luyện chế thành khôi lỗi, thi thể vũ xuất bát trọng luyện chế thành khôi lỗi cũng coi như tạm được. Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, ngươi dám. Trong đám độc ti như con nhộng, thanh âm của thanh hỏa lão quỷ vang lên. Thanh hỏa lão quỷ, ngươi xem ta dám hay không? Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lạnh lùng quát lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, một đạo hắc phụ lập tức đánh vào bên trong đám độc ti. A! À, thanh hỏa lão quỷ kêu thảm một tiếng, dường như bị dằn vặt. Được rồi, tiểu tử, nói ra điều kiện của ngươi đi. Trong đám độc ti, thanh hỏa lão quỷ lớn tiếng nói. Gia nhập phi linh môn của ta, ta sẽ cầu đông lão tha cho ngươi một mạng. Lục Lâm Thiên nói. Phi linh môn, ta còn chưa từng nghe nói qua. A, à, thanh hỏa lão quỷ còn chưa nói hết câu đã lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết, dường như lại bị thôi hồn độc xuất đông vô mệnh thăm hỏi một chút vậy. Ta gia nhập phi linh môn gì đó của ngươi. Thanh hỏa lão quỷ lớn tiếng nói, thế nhưng trong giọng nói dường như có chút sợ hãi. Siêu. Thủ ấn trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh lại biến đổi, một đạo lưu quang nhanh chóng được đánh vào trong đám độc ti, hắn nói. Trước mặt ngươi có một viên phệ huyết hóa cốt đan, ngươi ăn vào đi. Đông vô mệnh, ngươi đừng có quá đáng. Thanh hỏa lão quỷ quát lớn. Có dùng hay không thì tùy ngươi, do ngươi tự mình lựa chọn. Được, ta ăn. Một lát sau thanh âm của thanh hỏa lão quỷ mới truyền ra, dường như có chút uể oải. Ha ha. Vậy thì ta tha cho ngươi một mạng. Thủ ấn trong tay thôi hồn độc xuất đông vô mệnh biến hóa, độc ti khiến cho không gian gấp khúc đột nhiên xoay tròn, trong nháy mắt hóa thành hắc vụ khuếch tán trong không trung rồi sau đó chui vào trong cơ thể thôi hồn độc xuất đông vô mệnh. Trong bầu trời, thân ảnh thanh hỏa lão quái xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, lúc này trông hắn càng giống như một lão quỷ tới từ cửu u, khóe miệng mang theo tia máu màu đen, ngay cả mắt cũng là một mảnh màu đen, hiển nhiên vừa rồi hắn đã ăn không ít quả đắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 25.